vậy mau mau lấy ra đi, nếu chậm, cháu trai của ông sẽ không còn mạng nữa đâu. Vương Nhất chẳng thấy sợ chút nào, bàn chân đặt trên cổ Lương Ý Hành hơi dẫm xuống, mặt mày anh ta lập tức đỏ lên, như thở không được. Mày sẽ hối hận. Trong mắt Lương Nam Lĩnh toàn là oán hận và ác ý, sau đó ông ta dồn hết sức bình sinh hét lớn, đại sư Bao, giờ không ra tay, còn đợi khi nào? Vừa dứt lời, một cỗ khí thế cực mạnh phóng ra từ một trong số các tầng của biệt thự nhà họ Lương. Soảng. Dưới khí thế kinh người này, toàn bộ cửa kính trên tầng 2 căn biệt thự bị chấn cho vỡ nát. Vương Nhất và Khương Nhã Mi nhìn nhau, sắc mặt trở nên nặng nề, họ ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại ở tầng 2 của biệt thự. Trên cửa sổ tầng 2 của biệt thự bỗng xuất hiện một bóng người, ông ta mặc một thân đồ luyện công âm dương màu đen, chân đi giày vải miệng tròn, hai mắt tối tăm như mực, sát khí vô cùng mạnh. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất và Khương Nhã Mi một cái, sau đó khẽ nhún đôi giày vải dưới chân, nhảy xuống dưới. Trong không trung như xuất hiện một luồng khí vô hình, ôn hòa nâng cả người ông ta lên, lúc chân chạm đất, cả người chẳng hề nghiêng ngả dù chỉ một chút. Đại sư Bao, thấy người nọ chậm chậm bay xuống, Lương Nam Lĩnh bày ra vẻ mặt kích động, hét lớn một tiếng. Vương Nhất cũng thả Lương Ý Hành ra, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm, cẩn thận đánh giá tên đại sư Bao kia. Ở Thiên An, anh chưa từng bắt gặp cường giả nào có khí thế mạnh mẽ tới vậy, hơn nữa từ lượng sát khí mà ông ta tỏa ra, có thể thấy ông ta muốn lấy mạng anh. Đại sư Bao chăm chú nhìn Vương Nhất một hồi lâu, cuối cùng mới chịu mở miệng, cậu chính là Vương Nhất. Ông là ai? Trong mắt Vương Nhất thoáng hiện nét ngạc nhiên rồi biến mất, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tên đại sư Bao thoáng nhìn thì khí thế thật sự rất mạnh, nhưng còn cách Vương Nhất một khoảng xa. Đại sư Bao cười lạnh một tiếng, phế bỏ nhiều cao thủ trong hiệp hội của tôi như vậy, lại còn hỏi tôi là ai sao? Vương Nhất lập tức nhướng mày, ông là người của hiệp hội võ đạo. Đã biết tôi là nhân vật cấp cao trong hiệp hội võ đạo, còn không mau tức tốc quỳ xuống, tự chặt đứt tay chân, nếu vậy còn có thể tha cho cậu một mạng. Đại sư Bao đứng chắp tay, vẻ ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt. Vương Nhất thầm thở dài trong lòng, võ si vào Nam ra Bắc, quảng bá rộng rãi chiến thần môn, nhưng trong hiệp hội võ đạo được thành lập ở khắp nơi lại nuôi dưỡng không ít sâu mọt. Thấy Vương Nhất không nói gì, đại sư Bao lập tức hét lớn một tiếng, còn không mau quỳ xuống. Vương Nhất ung dung nhìn ông ta, hỏi ngược lại, võ thánh có sát tâm, văn nhân có ngạo cốt. Thân là nhân vật cấp cao của hiệp hội võ đạo, mục đích ông luyện võ là gì? Trên đầu người luyện võ có ba ngọn lửa, kính thiên địa, mộ quỷ thần, còn phải có lòng nhiệt huyết chân thành với đất nước, nhân dân. Nhưng ông đã không có thì chớ, lại còn hiếp yếu trợ mạnh, nối giáo cho giặc, ông không xứng với hai chữ võ giả. Ánh mắt Vương Nhất lạnh như băng, giọng nói càng lạnh hơn trăm lần, trên người tỏa ra hào quang chính nghĩa, từng câu nói như đánh mạnh vào lòng đại sư Bao, chân vô thức lùi về sau vài bước. Khương Nhã Mi cũng lạnh lùng nhìn ông ta, dao găm trong tay xoay nhanh hơn, như thể sẽ rời khỏi tay cô bay ra ngoài bất cứ lúc nào. Cuối cùng đại sư Bao cũng hoàn hồn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phẫn nộ quát lớn, danh con, khi nào thì đến lượt mày dạy dỗ tao. Hôm nay mày cầm chắc cái chết rồi. Vừa dứt lời, tựa như một con mãnh hổ thoát khỏi lồng giam, ông ta tung một quyền thật mạnh nhắm thẳng tới trái tim Vương Nhất. Muốn chết? Hai mắt Khương Nhã Mi tối lại, dao găm trong tay như sắp bay ra. Đúng lúc này, tàn ảnh lại đi trước cô ta một bước, chủ động tung một đấm về phía đại sư Bao. Xương cốt trong người Vương Nhất rung lên ầm ầm, sức lực hệt như một ngọn núi lửa bùng nổ, đột ngột chấn động lên. Nội kình. Khoảnh khắc hai cú đấm chạm nhau, ngạc nhiên và sợ hãi bao trùm hai mắt đại sư Bao. Ngay cả sư phụ cũng chưa luyện được nội kình, thế mà lại xuất hiện trên người một tên đàn ông tầm thường như này. Một quyền vô cùng dứt khoát của Vương Nhất khiến cả người đại sư Bao như biến thành con diều đứt dây, bay tới cạnh chân Lương Nam Lĩnh. Hự! Máu tươi tuôn ra từ miệng ông ta, nhuộm đỏ cả ống quần của Lương Nam Lĩnh. Á! Thảm trạng của đại sư Bao khiến Lương Nam Lĩnh sợ mất mật, ông ta xoay người ngã ngồi xuống đấy, mặt mày tái nhợt nhìn đại sư Bao hai mắt trợn trào, tái xanh tái mét. Vốn tưởng có đại sư Bao ra tay, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Ai ngờ đại sư Bao lại chẳng trụ nổi một hiệp dưới tay Vương Nhất. Đại sư Bao, ông sao rồi, còn đứng dậy nổi không? Ông ta trưng ra vẻ mặt lo lắng hỏi.
Mục đích ông ta gọi đại sư Bao đứng dậy, không phải để giết chết Vương Nhất, mà để bảo vệ cho tánh mạng của ông ta và Lương Ý Hành. Nhưng đại sư Bao lại cuộn người nằm dí trên đất, máu tươi không ngừng chảy ra khỏi miệng. Gia chủ nhà họ Lương, rất xin lỗi, tôi không phải đối thủ của người này. Những lời này chẳng khác gì bản án tử hình dành cho nhà họ Lương, khiến con ngươi Lương Nam Lĩnh co lại. Ngay cả đại sư Bao cũng không phải đối thủ của anh, vậy từ trên xuống dưới nhà họ Lương, còn ai có thể chèn ép được Vương Nhất chứ? Nhưng đại sư Bao lại nói thêm, nhưng gia chủ nhà họ Lương không cần lo, cậu ta không dám động vào tôi đâu, chỉ cần sư phụ của tôi ra mặt, cậu ta chắc chắn phải chết. Người đó sẽ ra tay ư? Lương Nam Lĩnh nghe vậy, trên gương mặt già nua chợt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu người đó đồng ý ra mặt, vậy mọi chuyện vẫn còn đường cứu. Người đó mà các người nói tới là ông ta sao? Nhưng trong lúc hai người họ vui mừng khôn xiết, giọng nói lãnh đạm của Khương Nhã Mi cất lên. Vừa nói, Khương Nhã Mi vừa lấy từ trong túi ra vài tấm hình, rồi ném tới trước mặt bọn họ như ném rác. Lương Nam Lĩnh và đại sư Bao vô cùng sửng sốt, vội nhặt ảnh lên, khi nhìn thấy người bên trong, cả người bọn họ run lên kịch liệt, sợ tới nỗi mặt mày tái nhợt. Tấm ảnh chụp một cái xác của một gã đàn ông mặc áo đen, trên người có tổng cộng 3 vết thương, lần lượt theo thứ tự là giữa mày, tim và cổ, cả ba đều bị lưỡi dao sắc bén cứa qua. Chuyện này không thể nào. Đại sư Bao cầm đống ảnh, hai tay run run, trên gương mặt xanh mét hiện rõ vẻ không tin nổi. Sau một hồi lâu, ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Nhã Mi, hỏi, rốt cuộc cô là ai, rốt cuộc sư phụ của tôi bị sao vậy? Ông ta bị tôi giết chết. Giọng điệu của Khương Nhã Mi vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện gì đó tầm thường lắm vậy. Con người đại sư Bao co lại, mặt mày xám như cho tàn. Vương Nhất nhìn ảnh chụp, hai mắt hơi híp lại, đây là cái xác mà cô nhờ Lãnh Nhan khám nghiệm tử thi hộ sao? Đúng vậy. Cô ta gật đầu, nói, lúc ông ta chết, phần đầu đột ngột nổ tung. Tôi nghi trong người ông ta có cài bom nên mới nói Lãnh Nhan khám nghiệm thử, không chừng sẽ tìm được chút tung tích của Võng Lượng. Vương Nhất im lặng không nói gì, trong đầu sát thủ của Võng Lượng có cài một quả bom dạng chip, anh biết chuyện này. Nhưng, có thể tạo ra loại bom công nghệ cao dạng chip này là việc vô cùng khó, đừng nói gì tới chuyện cấy bom vào não người. Tất cả những chuyện liên quan tới tổ chức Võng Lượng giờ vẫn còn là bí mật. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của anh tối lại. Nhân vật cấp cao trong hiệp hội võ đạo lại là đồ đệ của quan chấp hành của Võng Lượng. Nghĩ đến cái đêm Vương Tử Lam bị bắt đi, Lý Khinh Hồng bị người ám sát, lệ khí trong lòng Vương Nhất chẳng thể kiềm nổi nữa mà trào dâng. Anh vò nát ảnh chụp trong tay, bước tới trước mặt đại sư Bao, chẳng thèm để ý tới chuyện ông ta đang bị thương nặng mà dùng một tay xốc ông ta lên, ông là đồ đệ của gã. Từ lúc biết sư phụ đã bị cô gái mặc áo da đen này giết chết, mặt mày đại sư Bao vẫn còn xanh mét, tái nhợt. Lúc Vương Nhất hỏi ông ta, trong mắt ông ta mới dần có lại tiêu cự, hoang mang gật đầu. Nếu ông đã là đồ đệ của gã, vậy ông không thể sống tiếp nữa. Vương Nhất lạnh lùng nói, giọng nói ẩn chứa sát khí nồng đậm. Vừa dứt lời, anh lập tức tóm lấy cổ đại sư Bao, dùng một tay nhấc ông ta lên. Đại sư Bao hốt hoảng, dừng hết sức bình sinh khó khăn mở miệng, cậu không thể giết tôi chẳng biết gì cả. Dựa vào đâu mà tôi không được giết ông? Ông biết sư phụ mình đã làm gì với con gái và vợ tôi không? Giọng điệu Vương Nhất lạnh như băng, trong mắt không ngừng ánh lên vẻ sắc lạnh, gã đã bắt cóc con gái tôi, là người đứng sau kế hoạch ám sát vợ tôi, thân là đồ đệ của gã, ông không thể nào không biết chuyện này. Có chuyện này ư? Con người trong mắt đại sư Bao co lại, sau đó ông ta càng thêm hoảng loạn, lắc đầu lia lịa, cất giọng khàn khàn khó khăn nói hết câu. Ngài Vương, tôi không biết chuyện này. Quan hệ sư đồ giữa tôi và gã mới hình thành cách đây không lâu thôi. Hơn nữa, dù gã là sư phụ của tôi thật, nhưng ngay cả tên của gã tôi cũng không biết, cũng chẳng biết gã tới từ đâu, thậm chí còn không biết gã trông như thế nào nữa. Vương Nhất rơi vào im lặng, anh cau mày, quay đầu nhìn Khương Nhã Mi. Khương Nhã Mi cũng trưng ra biểu cảm nghiêm túc, lắc đầu, ông ta không nói dối. Nghe vậy, Vương Nhất lập tức thả đại sư Bao ra, nhúng vẫn lạnh lùng nhìn ông ta như trước, rốt cuộc ông và gã đã trở thành sư đồ như thế nào. Đại sư Bao ngã phịch ra đất, cố gắng ngáp lấy ngáp để từng ngụm không khí, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất cũng càng thêm hoảng loạn. Lúc nãy,
ông ta cảm nhận được Vương Nhất thật sự muốn giết chết ông ta, thậm chí bây giờ ông ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nên chẳng dám giấu giếm dù chỉ nửa điều mà là kể hết toàn bộ mọi chuyện. Trong Hiệp hội Võ Đạo có một quy định bất thành văn, đó là cường giả vi tôn, cách một khoảng thời gian, trong Hiệp hội sẽ cử hành Đại hội Võ Đạo, tất cả thành viên trong Hiệp hội đều có thể tham gia, nếu người ngoài đồng ý đưa phí báo danh thì cũng được tham gia luôn, và người ngoài tham gia lần đó chính là gã này. Đại sư Bao nói tiếp, trong đại hội, gã một đường đánh bại tất cả mọi người, ngay cả hội trưởng của hiệp hội cũng không phải đối thủ của gã. Sau đó hội trưởng có mời gã gia nhập hiệp hội, nhưng gã đã từ chối, trước khi rời đi, không hiểu sao lại nhận tôi làm đồ đệ. Nghe xong, Vương Nhất nhướng mày, trong hiệp hội võ đạo còn có quy định này ư? Đại sư Bao vội gật đầu, đúng vậy, sau khi thu tôi làm đồ đệ, thỉnh thoảng gã sẽ chỉ điểm cho tôi mấy chiêu, bù lại. Tôi phải giúp gã hoàn thành một vài nhiệm vụ như mở rộng quan hệ, nhưng mỗi lần xuất hiện, gã đều đeo mặt nạ hình con rơi. Vương Nhất im lặng trầm ngâm, xem ra gã muốn hợp nhất thế lực, thấm nhập vào hiệp hội võ đạo. Rốt cuộc Võng Lượng muốn làm gì đây? Ngài Vương, tôi đã nói hết toàn bộ những gì mình biết rồi, lúc này tôi ra tay với ngài là do mắt tôi mù, ngài có thể thương tình tha tôi một mạng không? Đại sư Bao lộ vẻ cầu xin, nói. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Nhất lạnh lùng nói, tha ông một mạng, cũng không phải không thể, nhưng hiệp hội võ đạo các ông luôn đối đầu với tôi, chuyện này giải quyết thế nào đây? Đại sư Bao vội vàng nói, xin ngài Vương cứ yên tâm, lời nói của tôi trong hiệp hội vẫn có chút sức nặng, từ nay về sau, hiệp hội võ đạo không dám mạo phạm đến ngài nữa. Nghe đại sư Bao nói xong, Vương Nhất bỗng mỉm cười, không được, toàn bộ hiệp hội các ông đều có vấn đề cả, phải chỉnh đốn lại. Vậy tôi nhất định phải đích thân ra mặt. Không phải hiệp hội các người thích tôn kẻ mạnh làm vua sao? Chờ khi nào rảnh, tôi sẽ tới thăm hiệp hội các người một lần. Nhìn nụ cười trên mặt Vương Nhất, đại sư Bao bỗng run lên vì ớn lạnh, trong lòng có dự cảm tương lai hiệp hội võ đạo sẽ có thay đổi lớn. Lúc này, Lương Ý Hành run rẩy lấy từ trong ngực ra một cái USB, đoạn phim gốc nằm trong đây. Hai mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng. Tóm lấy cổ áo Lương Ý Hành, không lừa tôi. Không lừa, thật sự ở trong này. Lúc này, Vương Nhất mới thả anh ta ra, bắt lấy USB, sau một hồi do dự, anh đưa ảnh chụp cho anh ta xem, con rơi mà ông biết, có phải người này không? Với thực lực mà Vương Nhất thể hiện ra trước đó đã sớm khiến anh ta sợ vỡ mật, đâu dám giấu giếm nửa lời, sau khi nghiêm túc quan sát tấm hình, anh ta lắc đầu, không phải. Sao anh biết? Vương Nhất nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao, tấm hình này chỉ chụp mỗi người, đâu có chụp phần đầu đâu. Lương Ý Hành bình tĩnh trả lời, không phải gã, bởi vì con rơi kia là phụ nữ, còn cái xác trong hình rõ ràng là đàn ông. Phụ nữ. Ánh mắt Vương Nhất tức khắc thay đổi, anh quay đầu nhìn Khương Nhã Mi cũng để lộ vẻ giật mình. Nếu đây là sự thật, đó sẽ là đầu mối vô cùng quan trọng, có thể giúp họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Khương Nhã Mi không chậm trễ nữa, lập tức rời khỏi nhà họ Lương. Vương Nhất cũng nhanh chân đi về phía Lương Nam Lĩnh, một tiếng bịch vang lên, Lương Nam Lĩnh lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Vương Nhất. Ngài Vương, gia tộc truyền thừa không dễ dàng, cầu ngài cho chúng tôi một con đường sống. Tôi nguyện dùng hạng mục xây dựng thành phố trong tay nhà họ Lương để đổi lấy sự bình an của nhà này. Nhìn Lương Nam Lĩnh mặt mày tái mét quỳ trước mặt mình, Vương Nhất hơi ngớ ra, sau đó cười nhạt. Tôi còn chưa nói gì mà ông đã tự nguyện giao dự án xây dựng thành phố này cho tôi. Nghe vậy, Lương Nam Lĩnh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn. Khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên mặt Vương Nhất, ông ta lập tức hiểu ra anh đang thăm dò thái độ và ý tứ của mình. Với cục diện trước mắt, nhà họ Lương đang lâm vào ngõ cụt, chỉ có giao ra dự án xây dựng thành phố mới có thể đổi lấy một con đường sống. Dự án xây dựng thành phố có tốt đến mấy cũng phải có người thực hiện thì mới có thể biến cái mục nát thành cái thần kỳ, nếu không cũng chỉ là đống giấy vụn. Nghĩ đến đây, Lương Nam Lĩnh như già đi mười mấy tuổi, không còn dáng vẻ kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt nữa, ông ta cười khổ một tiếng, gật đầu. Cậu Vương, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, dự án xây dựng thành phố đối với nhà họ Lương bây giờ đã trở nên vô dụng, ngược lại còn mang đến họa diệt thân. Giao cho cậu để đổi lấy sự an toàn của nhà họ Lương mới là lựa chọn tốt nhất, mong cậu Vương đừng từ chối. Những lời này khiến Vương Nhất phải nheo mắt nhìn ông ta thêm vài lần. Lương Nam Lĩnh nói không sai,
bây giờ tất cả vệ sĩ của nhà họ Lương đều đã bị Khương Nhã Mi giết sạch. Tin tức này mà truyền ra ngoài, bị nhà họ Nhan và nhà họ Thẩm, hai trong bốn gia tộc lớn biết được, chắc chắn sẽ mang đến họa diệt thân. Thay vì như vậy, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, vứt cái vấn đề rắc rối này cho Vương Nhất, để bảo vệ an toàn cho nhà họ Lương. Vương Nhất cũng không đồng ý ngay, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lương Nam Lĩnh và Lương Ý Hành. Bị anh nhìn như vậy, cả hai ông cháu Lương Nam Lĩnh và Lương Ý Hành đều run rẩy bẩy. Thật ra, với những gì Lương Ý Hành đã làm với Lý Khinh Hồng, dù có chết 10 lần cũng không đủ rửa sạch tội lỗi của anh ta. Lương Nam Lĩnh ngầm cho phép Lương Ý Hành làm ra chuyện này, ông ta cũng là đồng phạm, Vương Nhất không muốn bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng dự án xây dựng thành phố của nhà họ Lương đã dần chín muồi, tập đoàn Lệ Tinh cũng chưa từng làm dự án này, nếu có được dự án của nhà họ Lương thì mọi chuyện như nước chảy thành sông. Vì vậy, đối với Vương Nhất mà nói, giá trị của dự án xây dựng thành phố quan trọng hơn tính mạng của tất cả thành viên nhà họ Lương. Bụp! Khi Vương Nhất đang cân nhắc thiệt hơn, Lương Nam Lĩnh đột nhiên dập đầu với Vương Nhất. Cậu Vương, cậu nhất định phải nhận dự án xây dựng thành phố này. Lần này, nhà họ Lương tôi thật sự không có một chút suy nghĩ gian dối nào hết, mà thật sự rất mong cậu nhận lấy dự án này. Trước kia thằng cháu tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, giờ nó đã biết sai rồi, xin cậu Vương nể tình người nhà họ Lương, người thì chết người thì bị thương, chỉ còn lại người già và trẻ em mà tha cho chúng tôi một con đường sống. Ông ta nói xong, quay đầu lại nhìn Lương Ý Hành, tức giận trừng mắt, thằng nghiệp chướng, còn không mau tới đây xin lỗi cậu Vương. Lương Ý Hành thành khẩn, vội vàng bò tới trước mặt Vương Nhất và dập đầu với anh. Anh Vương, xin tha thứ cho tôi. Vương Nhất híp mắt nhìn hai ông cháu, các người thật sự nghĩ như vậy sao? Hoàn toàn chính xác. Lương Nam Lĩnh bỗng chốc già đi cả chục tuổi, tôi đã 80 tuổi rồi, đã sớm chán cảnh hỗn loạn, đấu đá nhau trên thương trường. Vốn định trước khi chết đưa nhà họ Lương lên một tầm cao mới, nhưng không ngờ lại chọc phải cậu Vương. Nhà họ Lương bây giờ chỉ cầu bảo vệ được bản thân. Ông nội, nghe Lương Nam Lĩnh nói xong, sắc mặt Lương Ý Hành thay đổi rõ rệt, anh ta ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Câm miệng cho ông. Lương Nam Lĩnh tát Lương Ý Hành một bạt tai, không cho anh ta lên tiếng, sau đó nhìn Vương Nhất chờ đợi. Vương Nhất gật đầu, nếu đã như vậy, tôi sẽ tiếp nhận dự án xây dựng thành phố của ông. Ngừng lại giây lát, anh lại nói, cộng sự của tôi chỉ giết vệ sĩ nhà họ Lương, không động đến người nhà của ông. Chỉ cần ông không chọc giận tôi cũng sẽ không ngăn cản sự phát triển của các người. Đây chính là quy tắc làm việc của Vương Nhất, cũng giống như trước đây, tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Lương nước sông không phạm nước giếng, anh cũng sẽ không đối phó với nhà họ Lương, chỉ có thể trách nhà họ Lương quá tham lam. Lương Nam Lĩnh nghe vậy liền quỳ lạy cảm ơn anh lần nữa, cảm ơn cậu Vương đã tha thứ. Cảm ơn cậu Vương đã tha thứ. Một lát sau, Lương Nam Lĩnh đích thân giao một chồng túi giày niêm phong chứa hợp đồng dự án cải tạo thượng nguồn sông Thiên An. Cậu Vương, nội dung hợp đồng đã thay đổi hết, mời cậu xem qua. Vương Nhất nhìn lướt qua, không thấy có vấn đề gì, anh gật đầu nói, các người tự thu xếp ổn thỏa đi. Anh rời khỏi nhà họ Lương. Mãi đến khi Vương Nhất biến mất khỏi tầm mắt, Lương Nam Lĩnh mới dám thở mạnh, vẻ mặt già nua tràn đầy sợ hãi. Ông nội, Lương Ý Hành cũng đứng lên, hai mắt tối sầm, sao ông lại đưa dự án xây dựng thành phố của chúng ta cho anh ta? Dự án này tương lai cũng phải có giá mấy chục ngàn tỷ đấy. Mấy trăm ngàn tỷ cũng phải đưa. Lương Nam Lĩnh cũng kích động nói, cháu cũng thấy thằng Vương Nhất kia rồi, nó tiêu diệt nhà họ Lương mà như thể dẫm chết một con kiến. Dự án xây dựng thành phố tuy tốt, nhưng có tiền mà không thể tiêu thì có tác dụng gì chứ? Nhưng Thiên An lớn như vậy. Cháu không tin anh ta có thể coi trời bằng vung. Ánh mắt Lương Ý Hành xẹt qua vẻ hung tợn, thất bại một lần thì làm lại lần thứ hai, thất bại lần thứ hai thì làm lại lần thứ ba. Rồi sẽ có một ngày, thằng rác rưởi kia và con đàn bà Lý Khinh Hồng sẽ rơi vào tay cháu. Câm miệng! Lương Nam Lĩnh nghe Lương Ý Hành nói xong thì tái mét mặt, ông ta hét lên. Lương Ý Hành kinh ngạc nhìn Lương Nam Lĩnh, ông nội, từ khi nào ông lại trở nên nhát gan như thế? Chẳng lẽ ông bị thằng Vương Nhất kia dọa sợ vỡ mật rồi? Đúng. Ngoài dự đoán là Lương Nam Lĩnh lại thừa nhận điều đó, gương mặt tang thương lộ ra vẻ nghiêm túc, ông tung hoành ngang dọc trên thương trường hơn nửa đời người, cũng đã gặp rất nhiều thanh niên giỏi giang xuất sắc,
nhưng không ai trong số họ khiến ông cảm thấy áp lực và sợ hãi như cậu ta. Chưa kể đến cậu ta, chỉ nói người phụ nữ mà cậu ta dẫn đến thôi cũng có thể tàn sát cả nhà ta trong một đêm, ngay cả bao đại sư của Hiệp hội Võ Đạo cũng suýt chết trong tay cậu ta. Cháu nói xem nhà họ Lương chúng ta lấy gì để đấu lại cậu ta đây? Lương Ý Hành nhìn Lương Nam Lĩnh chăm chú, ông nội, ông già rồi, không thích hợp để làm gia chủ nhà họ Lương nữa. Ý Hành, cháu có ý gì? Sắc mặt Lương Nam Lĩnh hơi thay đổi. Ý cháu là, ông nội, ông nên về quê hưởng phúc được rồi. Trong mắt Lương Ý Hành xẹt qua một tia sắt bén, nhà họ Lương cứ giao cho cháu quản lý. Mày, thằng khốn nạn, mày có biết mày đang nói gì không? Đồng tử Lương Nam Lĩnh co rút, tức giận nhìn Lương Ý Hành. Ông ta biết rất rõ một khi Lương Ý Hành lên nắm quyền, chắc chắn sẽ chọc giận Vương Nhất lần nữa. Đến lúc đó, nhà họ Lương sẽ bị diệt vong. Ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ giết Vương Nhất báo thù cho ông. Nói xong, Lương Ý Hành chậm rãi đi về phía Lương Nam Lĩnh. Nửa tiếng sau, Lương Ý Hành đã ngồi vào ghế gia chủ nhà họ Lương, việc đầu tiên anh ta làm là tổ chức một buổi họp mặt gia tộc. Tất cả con cháu dòng chính nhà họ Lương đều tụ tập đông đủ, ngay cả Lương Nhật Tân đang nằm trong viện dưỡng thương cũng vội vàng trở về. Ý Hành, ba đâu rồi? Một người đàn ông trung niên nhìn quanh nhưng không thấy Lương Nam Lĩnh đâu nên mở miệng hỏi. Những con cháu dòng chính khác như thể biết được gì đó, chố mắt nhìn nhau. Lương Ý Hành không lên tiếng, buồn bã phất tay, ngay sau đó có hai người khiêng một cái cáng đi tới. Trên cáng, thi thể được bọc trong một tấm vải trắng, Lương Ý Hành khàn giọng nói, ông nội ở đây. Gì? Nói xong, vẻ mặt của mọi người liền thay đổi, bọn họ không tin, bước tới vén tấm vải trắng ra. Lương Nam Lĩnh trợn mắt, mắt không có tiêu cự, chết không nhắm mắt. Như thể nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng trước khi chết. Cả nhà họ Lương đều lặng thinh, mọi người thẫn thờ nhìn hồi lâu, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng ông nội đã chết thảm, hốc mắt đỏ hoe, đau buồn khóc lóc. Ông nội! Ba, ba chết thảm quá! Là ai làm, mẹ kiếp là ai làm, tôi sẽ giết người đó. Lương Ý Hành buồn bã, vẻ mặt tràn đầy hối hận nói, là lỗi của con đã không bảo vệ tốt cho ông nội, hại ông nội bị Vương Nhất bóp cổ chết. Vương Nhất, lại là Vương Nhất. Tôi cùng anh ta không đội trời chung, tôi sẽ đi giết anh ta để báo thù cho ông nội. Nhà họ Lương vừa tức giận và đau buồn, Lương Ý Hành vô cùng đắc ý, nhưng ngoài mặt thì giận dữ hét lên. Hôm nay, mặc dù ông nội đã chết, nhưng đàn ông con trai nhà họ Lương đều là người có thù tất báo. Tôi với tư cách là cháu nội của ông nội, tôi xin thề tiếp nhận mối hận chồng chất này. Anh ta liếc nhìn tất cả, giọng nói vang dội. Lương Ý Hành xin thề, không giết chết Vương Nhất và người thân anh ta, thề không làm người. Không giết Vương Nhất, thề không làm người. Không giết Vương Nhất, thề không làm người. Không giết Vương Nhất, thề không làm người. Những tiếng gào thét đầy thù hận vang lên hết đợt này sang đợt khác, tạo thành một dư âm rất lâu vẫn chưa tan biến. Lương Nhật Tân lặng lẽ rút lui khỏi hàng ngũ, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Ý Hành, sát khí bừng bừng. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, giọng trầm thấp. Ông nội tôi chết rồi, Lương Ý Hành giết. Lúc nhận được cuộc gọi, Vương Nhất đã lên xe trở về tòa nhà quốc tế. So với việc Lương Nhật Tân gọi điện cho mình, anh càng quan tâm đến nội dung cuộc gọi hơn. Lương Nam Lĩnh đã chết. Lương Ý Hành giết. Xem ra, Lương Ý Hành không thể nhẫn nhịn được nữa. Khóe miệng Vương Nhất cong lên một vòng cung lạnh lùng, anh nheo mắt lại. Nhưng không nói gì. Sau một hồi im lặng, ở đầu dây bên kia, Lương Nhật Tân nghiến răng nói, anh Vương, tôi muốn nhờ anh giúp tôi giết Lương Ý Hành và báo thù cho ông nội. Lương Nhật Tân nói ra mục đích thực sự của cuộc điện thoại này, Vương Nhất cười nhạt, anh Lương, anh không đùa tôi đấy chứ. Anh mà lại muốn tôi giúp đỡ nhà họ Lương các người sao? Lương Nhật Tân ngớ người, nhưng vẫn là nghiến răng nói, phải. Đây là ân oán của nhà họ Lương. Tôi không có hứng thú xen vào. Hơn nữa, nhà họ Lương đã làm ra chuyện rất quá đáng với vợ tôi. Nhìn thấy nhà họ Lương các người xung đột nội bộ, tôi vui mừng còn không kịp chứ sao lại phải giúp anh. Lương Nhật Tân hoàn toàn không ngạc nhiên trước câu trả lời của Vương Nhất, nhưng vẫn cắn răng nói, nhưng so với Lương Ý Hành, tôi chưa từng chọc giận anh. Nếu là vì những chuyện không vui trước đây, tôi có thể xin lỗi anh. Chỉ cần anh chịu giúp,
tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn. Kể cả tính mạng tôi. Đợi anh giết chết Lương Ý Hành, anh có thể lấy mạng tôi. Vương Nhất rất kinh ngạc, anh có thể cảm nhận được sự thù hận cũng như thành ý của Lương Nhật Tân. Nhưng anh vẫn đang do dự, thân phận của nhà họ Lương quá nhạy cảm. Anh Vương, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật của nhà họ Bạch. Lương Nhật Tân bỗng nhiên nói, ông chủ của tôi, cũng chính là Bạch Vũ, đang vờ đầu hàng anh và đang tìm cơ hội để đánh bại anh. Gần đây, bọn họ muốn lợi dụng Vương Thanh Hòa để đối phó anh. Ồ, nghe vậy, Vương Nhất nhướng mày, Vương Thanh Hòa. Phải, Lương Nhật Tân trầm giọng nói, Giải Trí Huy Hoàng và tập đoàn Lệ Tinh hợp tác rất thành công. Vài ngày nữa, Bạch Vũ sẽ mời hai bên đến ăn mừng, đến lúc đó bọn họ sẽ bảo Vương Thanh Hòa kính rượu anh, trong rượu có bỏ thuốc mê. Vương Thanh Hòa là bạn của anh, nếu cô ta đến chúc rượu, anh nhất định sẽ không từ chối. Ngoài ra, Bạch Vũ đã thông báo cho tất cả thế lực gia tộc có thù với anh, chỉ cần anh hôn mê sẽ tiến hành tra tấn dã man. Nghe Lương Nhật Tân nói xong, Vương Nhất đã có thể khẳng định anh ta thực sự muốn giết Lương Ý Hành, vì để nhờ vả mình mà lại tiết lộ bí mật động trời này. Chỉ là... nằm mơ đi. Anh cười nhạt, muốn dùng thuốc mê để đối phó anh sao, thế thì quá sai rồi. Đừng nói là bây giờ anh đã biết chuyện này, coi như không biết thì sao. Anh Vương, tôi đã nói với anh bí mật quan trọng như vậy, anh còn không tin tôi sao? Lương Nhật Tân đột nhiên trở nên nóng nảy. Vương Nhất trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi, anh có quan hệ như thế nào với Lương Nam Lĩnh? Như máu mủ ruột già. Giọng nói của Lương Nhật Tân rất trầm, ngữ khí đau thương, mẹ tôi bị mẹ của Lương Ý Hành hãm hại, bà ấy bị ép quan hệ với Lưu Manh nên mới sinh ra tôi, không lâu sau mẹ tôi bị bệnh mà chết. Ông nội tôi thương mẹ tôi lắm, cho nên đã cho tôi ở lại và nuôi nấng tôi như một đứa cháu ruột. Lương Ý Hành luôn muốn tìm cơ hội giết tôi. Chính ông nội tôi là người đã dạy tôi chữ, nhịn. Tôi debut làm ngôi sao, bên ngoài bị người kinh thường, ở nhà bị người cười nhạo cũng phải tiếp tục sống. Vương Nhất im lặng lắng nghe, bỗng nhiên nói, lúc trước vợ chồng tôi bị một tên sát thủ chuyên nghiệp ám sát, chính anh đã ngấm ngầm tung tin đồn và đổ thêm dầu vào lửa, đúng không? Mục đích là để đẩy hiềm nghi lên người Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện và cả Kim Thúy Như. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau, trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Lương Nhật Tân. Rốt cuộc cũng không qua mắt được anh Vương. Đúng vậy, từ nhỏ ông nội đã bảo tôi đóng giả làm một cậu ấm an phận, tôi đã đóng giả suốt 20 năm rồi, đã sớm chán ngấy rồi. Giọng nói anh ta vẫn bình thản không chút gợn sóng, tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội để kéo Lương Ý Hành ngã ngựa, cuối cùng tôi cũng đã đợi được. Ngày hôm đó, chỉ có tôi biết mục đích chuyến đi này của Lương Ý Hành, cho nên tôi đã theo dõi anh ta. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh và cô Lý bị ám sát. Lúc đó, tôi biết cơ hội của mình đã đến nên tôi đã tung tin đồn, mượn lần ám sát này để giá họa cho Lương Ý Hành, không ngờ. Không ngờ vợ chồng tôi lại bình an đúng không? Vương Nhất lạnh lùng tiếp lời Lương Nhật Tân, trên mặt lộ ra sát khí nhàn nhạt. Lương Nhật Tân không nói tiếp chủ đề này mà thành khẩn xin lỗi anh Vương. Ánh mắt Vương Nhất đầy thâm thúy. Nhà họ Lương nhỏ bé thế mà cũng có nhân tài ẩn giật. Lương Nhật Tân là một ngôi sao nhưng khôn ngoan hơn Lương Ý Hành và biết được những toan tính ở những gia đình giàu có. Lý do khiến một cậu ấm giàu có chọn làm ngôi sao chính là muốn nói với Lương Ý Hành rằng anh ta không có ý định tranh đoạt ngôi vị, chỉ muốn bảo vệ bản thân. Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, Lương Nhật Tân cẩn thận nghe theo lời dạy của Lương Nam Lĩnh, giả dạng thành người bất tài suốt 20 năm. Nhằm giảm bớt sự cảnh giác của Lương Ý Hành, đồng thời tìm kiếm cơ hội để xuống tay với Lương Ý Hành. Ai coi anh ta là người bất tài mới là người bất tài thật sự. Anh có thể tính kế Lương Ý Hành, vậy sao tôi biết được một ngày nào đó anh có tính kế tôi như thế hay không? Vương Nhất ngừng lại giây lát, lên tiếng hỏi. Lương Nhật Tân nôn nóng, lớn tiếng nói, tôi có thù với Lương Ý Hành, tôi nhất định phải báo thù cho mẹ tôi. Anh Vương, bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dựa vào anh thôi. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ để cho anh lãnh đạo nhà họ Lương, hoàn thành tâm nguyện báo thù cho mẹ của anh. Vương Nhất nói, nhưng nếu anh giở trò với tôi, kết cục cuối cùng sẽ còn thảm hơn Lương Ý Hành. Nghe xong những lời hống hách này, Lương Nhật Tân bỗng run rẩy, nhưng anh ta cũng biết Vương Nhất đã đồng ý. Cảm ơn anh Vương, anh ta cảm kích nói. Vương Nhất gật đầu, Lương Ý Hành lên nắm quyền nhà họ Lương.
nhất định sẽ ra tay với tôi. Anh hãy để mắt đến Bạch Vũ bên kia, mọi chuyện cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Vâng, anh Vương. Cúp điện thoại, Vương Nhất nhìn cảnh vật đang lui dần ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Lương Nhật Tân, thật thú vị. 20 phút sau, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Lý Khinh Hồng tựa hồ muốn đi ra ngoài, cô xách túi sửa sang lại văn kiện. Vương Nhất ngạc nhiên, em phải ra ngoài sao? Lý Khinh Hồng gật đầu, dự án sông Thiên An sắp khởi công, cục xây dựng thành phố mở tiệc mời chúng ta và nhà họ Lương. Nghe vậy, Vương Nhất mỉm cười, e rằng nhà họ Lương không tới được. Tại sao? Lý Khinh Hồng ngạc nhiên, cô nghĩ tới gì đó, kinh ngạc nhìn Vương Nhất, anh đến nhà họ Lương à? Vương Nhất không trả lời mà đưa một túi văn kiện dày cộp cho Lý Khinh Hồng. Đoạn video gốc 5 năm trước đã bị tiêu hủy. Ngoài ra, nhà họ Lương còn giao cho chúng ta dự án xây dựng thành phố của họ. Từ bây giờ, bọn em sẽ phụ trách toàn bộ dự án sông Thiên An. Lý Khinh Hồng trợn mắt, kinh ngạc không nói nên lời. Tiêu hủy đoạn video 5 năm trước đã khiến cô rất vui mừng rồi, vậy mà Vương Nhất còn giúp cô lấy được dự án xây dựng thành phố của nhà họ Lương nữa. Anh không dùng bất kỳ biện pháp cưỡng chế làm tổn thương người khác đấy chứ. Vui vẻ được một lúc, Lý Khinh Hồng lại lo lắng hỏi. Vương Nhất lắc đầu, Lương Nam Lĩnh tình nguyện giao dự án cho anh. Thế thì được. Lý Khinh Hồng thở phào nhẹ nhõm, nếu như cướp về, một khi bị người của cục xây dựng thành phố phát hiện ra, nói không chừng sẽ hủy bỏ hợp tác. Anh từng nói, 5 năm trước một mình em trèo chống Lệ Tinh, 5 năm sau anh đã trở về. Em không cần phải vất vả nữa, hết thảy đã có anh. Vương Nhất nắm tay cô, mỉm cười nói. Lần này, Lý Khinh Hồng không giãy giụa mà để Vương Nhất nắm tay, suy nghĩ miên man. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm xuôi, quan trọng hơn cả là người phụ nữ mạnh mẽ như cô có được cảm giác an toàn vững chắc. Đây có phải là cảm giác khi yêu không? Thi tổng của cục xây dựng thành phố không tổ chức tiệc ở khách sạn 5 sao mà là ở một quán ăn đặc sản địa phương, chứa được khoảng 100-200 người. Nhưng Vương Nhất nghe nói là không một ai trong số những người điều hành công ty tham dự buổi tiệc tỏ ra phàn nàn, mà ngược lại còn khen ngợi ông Thi là người công bằng liêm khiết, vì dân vì nước. Bản thân sự tồn tại của cục xây dựng thành phố chính là không ngừng xây dựng thành phố. Giải trí, thương mại và văn hóa là điều không thể thiếu. Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy người của cục xây dựng thành phố ra vào ở một nơi xa hoa như vậy? Khi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đến, nơi đây đã chật kín người. Hầu hết mọi người đều không biết nhau, chỉ biết một mình Thi Việt Hải. Thi Việt Hải rất khách khí với Lý Khinh Hồng, tiến lên tươi cười chào hỏi, cô Lý, cô đến rồi sao? Sau đó ánh mắt ông ta dừng lại trên người Vương Nhất, vị này là... Lý Khinh Hồng đang định giới thiệu, Vương Nhất đột nhiên nói, tôi đi cùng cô ấy, không cần phải để ý đến tôi. Hóa ra là thư ký, Lý Tổng cũng thật là, đâu phải nơi nào cũng có thể mang người tới được đâu. Anh vừa nói xong, một người đàn ông hói đầu ngồi ở bàn kia híp mắt nói. Mặc dù đang cười, nhưng không hề che giấu sự mỉa mai trong lời nói. Lý Tổng người ta có quan hệ rộng, nếu không phải có người bên trên giúp thì dự án sông Thiên An nào tới lượt cô ta. Người đàn ông hói đầu vừa nói xong, một người đàn ông cao gầy đeo kính cười khà khà tiếp lời. Lão Chu, lão Cao, bớt nói lại đi. Thì Việt Hải cao mày, nhưng chỉ la dầy một tiếng. Ông ta nói xin lỗi Lý Khinh Hồng, Lý Tổng, hai người này là Tạ Tổng và Cao Tổng của vật liệu xây dựng Trung Bang và vật liệu xây dựng Thượng Vận, tính họ thẳng thắn, cô đừng để ý nhé. Lý Khinh Hồng lập tức nhíu mày, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thi Việt Hải. Mặc dù những lời này có ý xin lỗi Lý Khinh Hồng, nhưng chúng không đi vào trọng tâm, chứng tỏ ông ta cũng ngầm thừa nhận sự thật này. Khi dự án xây dựng thành phố giao cho tập đoàn Lệ Tinh, Thi Việt Hải chỉ có nhiệm vụ tiếp đãi Lý Khinh Hồng. Từ tận đáy lòng, ông ta vẫn cảm thấy Lý Khinh Hồng dựa vào quan hệ. Lý Khinh Hồng không nói gì, ngồi vào chỗ với Vương Nhất. Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham dự bữa tiệc rượu của tôi. Những người ngồi ở đây đều là nhân tài kinh doanh ở thành phố này. Cùng nhau xây dựng Thiên An trở nên xinh đẹp là ưu tiên hàng đầu. Thi Việt Hải nói mấy câu hoa mỹ, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ chỉ cần đợi nhà họ Lương đến nữa thôi, nhà họ Lương đến thì chúng ta bắt đầu vào tiệc. Đồ ăn và đồ uống đã có đủ, nhưng không ai động vào.
Ánh mắt của tất cả các ông chủ có mặt đều trở nên háo hức, đặc biệt là Tạ Trinh và Cao Thương Hải, họ phấn khích xoa tay. Bọn họ nhiều người như thế nhưng thật ra đều là vô danh tiểu tốt, nhà họ Lương mới là số một. Lý Khinh Hồng cầm đũa gắp một miếng rau xanh, Vương Nhất cũng mở một chai rượu đỏ, tự mình uống cạn. Thế là tất cả mọi người đều nhìn bọn họ với thái độ không tốt, ngay cả Thi Việt Hải cũng hơi nhíu mày. Lý Tổng, mọi người đều chưa đụng đũa mà cô và thư ký đã ăn trước rồi, không hợp quy củ lắm đâu. Tạ Trinh và Cao Thương Hải cũng lạnh lùng nhìn bọn họ, nếu người nhà họ Lương đến rồi thấy bọn họ ăn trước mà không đợi họ, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Vương Nhất mỉm cười uống tiếp, chưa rồi nên chúng tôi đói bụng, đồ ăn không đủ, gọi thêm đi. Dòng cái thứ ăn trực như cậu thì nào đến phiên cậu lên tiếng. Tạ Trinh nhìn Vương Nhất đầy khinh thường, mắng một câu. Lý Tổng, cô hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Cao Thương Hải chĩa mũi nhọn vào Lý Khinh Hồng. Ông ta cũng không có thù oán gì với Lý Khinh Hồng, chỉ là cảm thấy có chút mất cân bằng. Mọi người ở đây đều là những người đứng đầu trong các lĩnh vực, tại sao lại giao dự án xây dựng thành phố cho một công ty nhỏ bé? Hơn nữa Lý Khinh Hồng còn là phụ nữ, vấn đề trọng nam kinh nữ trên thương trường thậm chí còn khốc liệt hơn. Lý Khinh Hồng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thuận miệng nói, các người không cần chờ nhà họ Lương đâu, họ sẽ không tới. Gì cơ? Cô vừa nói xong, tất cả các ông chủ bỗng thừ người ra, ngay cả Thi Việt Hải cũng không phản ứng kịp. Ông ta ngạc nhiên hỏi, Lý Tổng, cô nói vậy là có ý gì? Lý Khinh Hồng đặt đũa xuống, giọng điệu ngạo nghễ, cười khẩy, bởi vì dự án xây dựng thành phố của nhà họ Lương đã giao cho tập đoàn Lệ Tinh, đồng nghĩa với việc tôi sẽ toàn quyền phụ trách toàn bộ dự án cải tạo sông Thiên An. Oanh! Một hòn đá khuấy động ngàn tầng sóng, lời nói ra khiến người ta kinh hãi không thôi. Nghe Lý Khinh Hồng nói xong, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tạ Trinh và Cao Thương Hải hoảng sợ, ngây người tại chỗ. Không thể nào! Tạ Trinh hoàn hồn, mặt đỏ bừng, vỗ bàn cái rầm, quát lớn, tôi không tin, làm sao nhà họ Lương có thể giao dự án xây dựng thành phố cho một người phụ nữ chân dài não ngắn thế được? Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói, ông xem thường phụ nữ. Nói xong, cô lấy ra một bản hợp đồng dày cộp từ trong túi sách và ném tới trước mặt Thi Việt Hải, Thi Tổng là cán bộ cốt cán của Cục Xây dựng Thành phố, có phải thật hay không, hãy để ông ấy nói. Sắc mặt Thi Việt Hải bỗng thay đổi. Ông ta vội vàng cầm lấy bản hợp đồng và đọc từng chữ một. Đọc xong một trang, ông ta đóng hợp đồng lại và trịnh trọng trao lại cho Lý Khinh Hồng. Tạ Trinh vội vàng thúc giục, Thi Tổng, sao ông không xem nữa? Không xem nữa, là thật. Thi Việt Hải lắc đầu cười khổ, gia chủ Lương thật sự đã giao toàn quyền dự án cho cô Lý. Cái gì, tôi không tin. Tạ Trinh và Cao Thương Hải nghe xong, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, họ cướp lấy hợp đồng xem thử. Càng xem, vẻ mặt càng u ám, ánh mắt nhìn Lý Khinh Hồng cũng tràn đầy ghen tị. Lý Khinh Hồng cất hợp đồng đi, nhìn hết tất cả mọi người, bao gồm cả Thi Việt Hải, lạnh lùng nói, tôi khuyên các người tốt nhất nên hiểu rõ vị trí của mình, tôi mới là tổng phụ trách của dự án xây dựng thành phố. Cùng nhau làm mới có thể thực hiện tốt dự án này, ai có suy nghĩ gian dối thì đừng trách tôi đuổi cổ. Toàn bộ phòng bao lặng như tờ, chỉ có giọng nói lạnh như băng của Lý Khinh Hồng. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng bao cũng thay đổi một cách kỳ lạ. Những người coi thường Lý Khinh Hồng và những người phản đối cũng dần im miệng, nhìn Lý Khinh Hồng với vẻ kính sợ. Tạ Trinh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chỉ vào mặt Lý Khinh Hồng, mặt mày u ám giống lên, Thi Tổng, người phụ nữ này chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó để cướp lấy dự án trong tay gia họ Lương, ông hãy phân xử đi. Vẻ mặt Thi Việt Hải thờ ơ, ông ta hỏi ngược lại, vậy ông nói cho tôi biết. Cô ấy đã dùng cách gì để cướp lấy dự án của nhà họ Lương đi? Chuyện này, Tạ Trinh cứng người, ông ta đâu biết dự án của nhà họ Lương có bị tập đoàn Lệ Tinh cướp về tay hay không đâu. Thế nhưng điều này không cản trở ông ta muốn giá họa cho Lý Khinh Hồng. Ông ta cười khẩy, một người phụ nữ như cô không thể phụ trách được một dự án lớn như vậy, còn không mau giao dự án ra đây cho người khác phụ trách. Lý Khinh Hồng cười, mắc cười, dự án nằm trong tay tôi. Tại sao phải giao lại? Vậy thì xin lỗi nhé. Tạ Trinh tỏ vẻ thờ ơ, nói tiếp, tôi xin tuyên bố vật liệu xây dựng Trung Bang chỉ công nhận nhà họ Lương và sẽ không giúp đỡ tập đoàn Lệ Tinh. Còn có vật liệu xây dựng Thượng Vận của tôi nữa. Cao Thương Hải đẩy chiếc kính trên sống mũi, cười lạnh,
tập đoàn Lệ Tinh chỉ là tay ngang, nếu không có chúng tôi, dù các người có được dự án này cũng không làm nổi đâu. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng vẫn không thay đổi, liếc mắt nhìn tất cả, còn ai nữa? Tạ Trinh nhìn những người khác, hung tợn nói, đừng sợ, dũng cảm đứng ra, có tôi ở đây, người phụ nữ này không làm gì được các người đâu. Đúng vậy, có khi cô ta còn cầu xin chúng ta giúp đỡ nữa không chừng. Cao Thương Hải cũng lên tiếng. Được sự động viên của hai người, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Tôi rút lui. Tôi cũng rút lui. Tôi cũng chỉ công nhận nhà họ Lương. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Khinh Hồng đã mất đi sự giúp đỡ của mọi người, chỉ còn một thân một mình. Tạ Trinh nhìn Lý Khinh Hồng, cười khẩy, thế nào, cô Lý, bây giờ cô có thể làm gì được nữa đây? Lý Khinh Hồng vẫn không tỏ ra sợ hãi, cô bình thản gật đầu, nếu đã như vậy, các người đều bị đuổi cổ. Cô nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tạ Trinh tức giận nói, cô là cái thá gì? Chúng tôi đều là công ty hợp tác do Cục Xây dựng thành phố chỉ định, cô dựa vào đâu mà đuổi cổ chúng tôi? Hơn nữa, cô không có cái quyền này. Chỉ khi có được sự đồng ý của chủ sở hữu tòa nhà, cô mới có thể đuổi cổ chúng tôi. Ha 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 ha. Thi Việt Hải lắc đầu, chủ sở hữu tòa nhà như thần long thấy đầu không thấy đuôi, phải đi đâu để tìm đây? Lý Khinh Hồng cười khẩy, đột nhiên nhìn về Vương Nhất ngồi bên cạnh, nói, bây giờ em sẽ đuổi cổ bọn họ, anh có đồng ý không? Vương Nhất nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh gật đầu cười nói, đuổi cổ hết. Mọi người sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Lý Khinh Hồng và Vương Nhất, liền giống như gặp phải ma vậy, ai nấy nở người ra. Tạ Trinh và Cao Thương Hải vô cùng kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất, nếu như Vương Nhất không nói chuyện, họ cũng sắp quên mất có con người này. Một người vô hình hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại, lại là chủ nhân tòa nhà quốc tế. Không chỉ Tạ Trinh và Cao Thương Hải bất ngờ, thì Việt Hải cũng sửng sốt nhìn Vương Nhất. Đột nhiên nhớ lại, lần trước đến tập đoàn Lệ Tinh bàn bạc hạng mục xây dựng thành phố, thằng nhóc này cũng ở đó. Trước kia còn tưởng cậu ta là cấp dưới của Lý Khinh Hồng, ai ngờ rằng là chủ nhân tòa nhà. Ngây người nhìn Vương Nhất hồi lâu, Tạ Trinh đột nhiên chửi rủa Vương Nhất, diễn hay lắm. Xém chút bị cậu lừa mất rồi. Mọi người ngơ ngác, hỏi Tạ Trinh, có ý gì? Cậu ta sao có thể là chủ nhân tòa nhà chứ? Chỉ là người làm nền được người phụ nữ này mời về. Nói xong, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Vương Nhất, tiểu tử, cậu chết chắc rồi, dám giả mạo chủ nhân tòa nhà, cậu cho rằng, tôi không quen biết chủ nhân tòa nhà sao? Vương Nhất nghe xong, cũng hơi ngây ra, ông quen sao? Đương nhiên rồi. Tạ Trinh tự hào, sau đó chỉ vào Vương Nhất nói, bây giờ tôi sẽ gọi cho chủ nhân tòa nhà, vạch trần lời nói dối của cậu. Ông ta nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi. Trong lúc Tạ Trinh gọi điện, Cao Thương Hải và những ông tổng khác như đã uống một viên thuốc an thần, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc nói chuyện vừa nãy giữa Vương Nhất và Lý Khinh Hồng thực sự đã dọa sợ họ. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối, Tạ Trinh còn cố ý mở loa ngoài. Truyền đến giọng nói điềm đạm của Tăng Quốc Vinh, có chuyện gì? Tạ Trinh vui mừng, liếc nhìn Vương Nhất một cái, đắc ý nói, ông Tăng, ông không biết là ở đây có một người giả mạo ông tự xưng là chủ nhân tòa nhà, đúng là to gan lớn mật. Tự xưng là chủ nhân tòa nhà. Tăng Quốc Vinh im lặng một hồi, giọng điệu đột nhiên trở nên căng thẳng, người đó trông như thế nào? Khoảng tầm 27-28 tuổi, cao 1m8, đúng rồi. Còn đi cùng với Lý Khinh Hồng của tập đoàn Lệ Tinh nữa, ông Tăng, có cần xử lý một lượt không? Bộp! Tạ Trinh nói xong, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có đồ vật gì đó rơi xuống, cũng không còn nghe thấy tiếng của Tăng Quốc Vinh. Mọi người xem, ông Tăng tức đến nỗi không nói lên lời. Tạ Trinh cười lớn nịnh nọt, ông Tăng, ông yên tâm, tôi sẽ giúp ông dạy dỗ bọn họ một trận ra trò. Dạy dỗ cái đầu của ông! Điện thoại bỗng nhiên truyền đến tiếng hét giận dữ của Tăng Quốc Vinh, bây giờ ông đang ở đâu? Tuy rằng Tạ Trinh không hiểu vì sao Tăng Quốc Vinh lại mắng ông ta, nhưng cũng nói địa chỉ ra. Tôi lập tức tới đó. Tăng Quốc Vinh hít một hơi sâu, nói tiếp, trước khi tôi đến, yên phận chút cho tôi, nếu không tôi đánh chết ông. Nói xong, vội vàng cúp máy. Tạ Trinh ngây người hồi lâu, lúc này mới cười lớn, tiểu tử, cậu xong rồi, ông Tăng đích thân đến đây. Trước khi ông ấy đến, cậu và Lý Khinh Hồng không được phép rời đi. Vương Nhất cố nhịn cười, không đi, sao chúng tôi lại đi chứ? Lý Khinh Hồng cũng cười ung dung,
hiếm thấy rót một ly rượu vang. Dáng vẻ ung dung của hai người khiến Tạ Trinh kinh ngạc, sau đó, lại cười nham hiểm, hai người cứ đắc ý đi, đợi đến khi ông Tăng đến, sẽ làm hai người phải bật khóc. Còn phía bên kia, Tăng Quốc Vinh phóng xe như bay, trên đường còn vượt hai cái đèn đỏ. Người Tạ Trinh tả, chính là Vương Nhất đó. Ông ta đã không còn là chủ nhân tòa nhà, Vương Nhất bây giờ mới là chủ nhân tòa nhà, chỉ là Tạ Trinh không biết mà thôi. Ông ta đến khách sạn bằng tốc độ nhanh nhất, đẩy mạnh cửa vào, người đâu? Ông Tăng, ông đến rồi. Tạ Trinh lập tức đứng dậy nghênh đón, lại bị Tăng Quốc Vinh đẩy ra, biến đi. Ông ta nhanh chóng đi trước mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, sau khi xác định Tạ Trinh chưa làm gì, mới thở phào một hơi, cung kính nói, cậu Vương. Đến rồi. Vương Nhất bình tĩnh nhìn ông ta, ông có quen với ông ta. Nghe được sự không vui trong lời nói của Vương Nhất, lưng áo Tăng Quốc Vĩnh thấm đẫm mồ hôi lạnh, miễn cưỡng gật đầu đáp, cấp dưới trước kia của tôi, sau khi tôi mua tòa nhà quốc tế, ông ta cũng tự mình mở công ty. Vương Nhất nhai một hạt đậu phộng, ừ, biết rồi. Thái độ như vậy càng khiến Tăng Quốc Vinh cảm thấy thấp thỏm lo lắng, hận không thể một tát táng chết Tạ Trinh. Ông Tăng, ông đang làm gì thế? Nhìn thấy Tăng Quốc Vinh lại ăn nói khép nép trước mặt Vương Nhất như vậy, Tạ Trinh không hiểu gì mở to mắt, cậu ta đang giả mạo ông đó. Mẹ nó ông câm miệng cho tôi. Đôi mắt Tăng Quốc Vinh trở nên giận dữ, đột nhiên quay đầu lại, tát ông ta một cái mạnh, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Cái gì mà giả mạo không giả mạo, bây giờ cậu ấy chính là chủ nhân của tòa nhà quốc tế, còn là cấp trên trực tiếp của tôi, ông dám đụng chạm cậu Vương, ông đây đánh chết. Tát một cái không hả giận, Tăng Quốc Vinh lại đạp mạnh thêm một cái. Mọi thứ bây giờ của ông ta đều được Vương Nhất cho, nếu như bởi vì người này mà khiến Vương Nhất thay đổi cách nhìn với ông ta, vậy ông ta bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tạ Trinh. Tạ Trinh run lập cập, ánh mắt nhìn Vương Nhất cũng tràn đầy nỗi sợ. Biểu cảm của đám người Cao Thương Hải, thì Việt Hải đặc sắc vô cùng. Không đến nỗi khoa trương như vậy. Vương Nhất xua xua tay, cười ha ha với Tăng Quốc Vinh, chỉ là bây giờ cả hạng mục xây dựng thành phố đều ở trong tay tập đoàn Lệ Tinh, họ chỉ là không nghe theo thôi, ông nói rằng, tôi có quyền đá họ ra không? Có, đương nhiên có. Tăng Quốc Vinh vội gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt lạnh băng nhìn qua hết tất cả mọi người, ai dám đắc tội cậu Vương, không cần cậu Vương ra tay, tôi sẽ khiến người đó không thể ở Thiên An được nữa. Bụp! Cao Thương Hải nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Vương Nhất, khuôn mặt trắng bệch van xin, cậu Vương, tôi biết sai rồi, xin cậu đừng đá tôi ra. Công ty của ông ta còn trông chờ vào hạng mục xây dựng thành phố này để kiếm một mớ nữa, trước đó chỉ là muốn kiếm được lợi ích nhiều hơn thôi. Cậu Vương, chúng tôi cũng biết sai rồi. Những ông tổng khác cũng lần lượt cầu xin. Nhưng mà, Vương Nhất thở ơ, trước kia sao không biết mình sai? Không có các ông, lẽ nào hạng mục xây dựng thành phố sẽ thất bại sao? Tăng Quốc Vinh liền nói, tôi lập tức liên hệ với người của 10 công ty lớn. 10 công ty lớn, công ty nào cũng có thực lực hơn họ. Đám người Tạ Trinh, Cao Thương Hải khuôn mặt trở nên xám xịt, chỉ đành ảo não rời đi. Cậu Vương, gây phiền phức cho anh rồi. Tăng Quốc Vinh xin lỗi một tiếng, cũng rời đi. Trong phòng riêng, chỉ còn lại ba người Vương Nhất, Lý Khinh Hồng và Thi Việt Hải. Ánh mắt của Vương Nhất nhìn vào Thi Việt Hải liền run rẩy, không dám nói gì. Thi Tổng à! Vương Nhất rót một ly rượu cho ông ta, từ từ nói, tục ngữ có câu, phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời, ông cảm thấy vợ tôi như thế nào? Thi Việt Hải sang chấn. Nhìn Lý Khinh Hồng với vẻ mặt khó tin. Vì sao hạng mục xây dựng thành phố lại vào tay tập đoàn Lệ Tinh, vì sao Vương Nhất lại ở trong tập đoàn Lệ Tinh, ngay lúc này, ông ta đã hiểu hết. Bởi vì, Lý Khinh Hồng là vợ của Vương Nhất. Dùng ánh mắt sâu xa nhìn Thi Việt Hải một cái, Vương Nhất dẫn Lý Khinh Hồng xoay khi rời đi. Sau khi ra khỏi phòng riêng, Lý Khinh Hồng lập tức nhìn Vương Nhất, thực ra em sớm nên nghĩ tới, Tăng Quốc Vinh là cấp dưới của anh. Bây giờ cũng chưa muộn. Vương Nhất nắm bàn tay nhỏ ấm áp của Lý Khinh Hồng, nói, là lúc công khai việc em là vợ của anh rồi. Lý Khinh Hồng vui sướng gật đầu, do anh quyết định. Có lần uy hiếp này, Cục Kiến Trúc Đô Thị nhất định sẽ vô cùng kính trọng tập đoàn Lệ Tinh. Lý Khinh Hồng lái xe định về công ty, nhưng vừa mới khởi động xe, một chiếc xe Land Rover to lớn dừng trước mặt họ.
Thẩm Tử Kiện từ trong xe bước xuống, cười nói, hai vị, xin dừng bước. Thẩm Tử Kiện nhìn thấy bóng người bên ngoài, Vương Nhất nheo mắt, Lý Khinh Hồng chau mày lại, không vui nói, anh ta đến đây làm gì? Bởi vì xung đột lần trước ở Tháp Thiên An, Lý Khinh Hồng không có cảm tình tốt gì với Thẩm Tử Kiện. Xem thử anh ta muốn làm gì? Vương Nhất híp mắt xuống xe, Lý Khinh Hồng cũng rút chìa khóa ra, đi theo xuống xe. Anh Vương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhìn thấy Vương Nhất xuống xe, Thẩm Tử Kiện liền tươi cười niềm nở, sự việc hệ trọng, mời cô Lý tránh mặt một chút. Lý Khinh Hồng lập tức nhướng mày lên, có chuyện gì mờ ám, tôi không thể nghe vậy. Vương Nhất điềm đạm nói, vợ tôi ở bên cạnh, không có gì đâu, nói đi. Thấy Vương Nhất kiên định như vậy, sắc mặt của Thẩm Tử Kiện hơi khó coi, nhưng cũng đành thỏa hiệp, vậy thôi được, lần này tôi đến đây, là đại diện nhà họ Thẩm muốn hợp tác với anh Vương. Ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén, Lương Nam Lĩnh chết rồi, nhà họ Lương chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tôi cho rằng, đây là cơ hội của mỗi người. Cái gì, Lương Nam Lĩnh chết rồi? Lý Khinh Hồng vẫn chưa biết chuyện Lương Nam Lĩnh bị Lương Ý Hành giết chết, vô cùng kinh ngạc. Thẩm Tử Kiện nghiêm mặt lại gật đầu, chuyện này vô cùng hệ trọng, mong cô Lý không nói ra ngoài. Vương Nhất không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn Thẩm Tử Kiện một lượt. Nhà họ Thẩm đúng là không hổ danh là một trong tứ đại hào môn của Thiên An, năng lực tình báo vô cùng lớn mạnh, chuyện vừa xảy ra vào buổi sáng, nhà họ Thẩm đã biết được rồi. Nhưng mà, điều này có thể nói rõ vấn đề gì? Ánh mắt Vương Nhất lạnh nhạt. Thẩm Tử Kiện nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai để ý, lúc này mới nói nhỏ, trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ở nhà họ Lương Lương Ý Hành đã lên làm gia chủ, anh ta nói với bên ngoài, Lương Nam Lĩnh là do anh giết. Lương Nhật Tân đã nói tin này cho anh nghe, nhưng Vương Nhất vẫn híp mắt một cách nguy hiểm, cho nên. Lương Ý Hành đang treo thưởng giá cao ở trong dark web cho cái đầu của anh. Thẩm Tử Kiện híp mắt nói. Anh Vương chắc anh cũng không muốn anh và vợ con ngày nào cũng sống trong nỗi lo sát thủ đúng chứ? Sắc mặt Lý Khinh Hồng thay đổi, lần ám sát trước vẫn còn hiện rõ mồn một, nếu như điều Thẩm Tử Kiện nói là thật, vậy thì cuộc sống hạnh phúc khó lắm mới có được của cô ta sắp bị phá tung hết. Thế giới mạng chia làm ba loại, một loại là mạng cục bộ, để cho người bình thường sử dụng, một loại khác là mạng nội bộ được bảo mật, loại cuối cùng, chính là dark web. Trong dark web cái gì cũng có. Được xưng là công viên giải trí của thế giới ngầm, những mức tiền thưởng cao thấy ở khắp nơi, sát thủ nhận nhiệm vụ cũng là nhận ở trong đó. Sắc mặt Vương Nhất lạnh băng nhìn chằm chằm anh ta, anh đang uy hiếp tôi. Không phải tôi đang uy hiếp anh, mà là Lương Ý Hành đang uy hiếp anh. Thẩm Tử Kiện cười sâu xa, còn nhà họ Thẩm tôi chính là làm giàu nhờ Internet, ở Thiên An, không ai hiểu về mạng hơn nhà chúng tôi, có thể giúp anh Vương giải quyết vấn đề nan giải này một cách hoàn hảo. Vương Nhất đột nhiên cười niềm nở, nhà họ Thẩm các anh, có tốt vậy sao? Anh Vương, anh nói lời này quá xa cách rồi, chúng ta cũng là không đánh không quen biết mà. Thẩm Tử Kiện cười nói, lần trước là tôi tin vào lời gièm pha của Lương Ý Hành, bất đắc dĩ, mới gây thù với anh Vương, sau đó Tử Kiện vô cùng hối hận. Vì muốn thể hiện thành ý của nhà họ Thẩm với anh Vương, nhà họ Thẩm cố ý đánh úp hành động của Lương Ý Hành. Ngăn cản Lương Ý Hành mời sát thủ gây bất lợi cho anh Vương. Đối mặt với lời nịnh nọt giả nhân giả nghĩa của Thẩm Tử Kiện, Vương Nhất đột nhiên cười không tiếng, híp mắt lại quan sát anh ta. Dưới ánh mắt chằm chằm đó, trái tim của Thẩm Tử Kiện đột nhiên đập thình thịch. Xung đột lần trước ở Tháp Thiên An, anh ta đã đứng về phe Lương Ý Hành, nhất định không thể nào cư xử hòa nhã với Vương Nhất được nữa. Vương Nhất sẽ quan tâm đến anh ta không? Có phải anh cảm thấy nhà họ Thẩm các anh đã làm một chuyện vô cùng tốt không? Tôi nhất định phải mang ơn cảm tạ các anh. Bỗng nhiên, Vương Nhất quay đầu đi, châm biếm hỏi ngược lại. Nghe được câu hỏi của Vương Nhất, trong mắt Thẩm Tử Kiện xẹt qua một tia lạnh lùng, ngoài mặt vẫn cười ha ha, anh Vương nói đùa rồi, đây chỉ là thành ý của nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm tôi đã nhìn thấy tiềm lực của anh Vương, hai bên mạnh liên thủ, lo gì không thành đại nghiệp. Hai bên mạnh liên thủ. Vương Nhất khinh thường, chỉ là châu chấu, mà cũng dám đá xe. Nói đến đây, Vương Nhất lại thay đổi cách nói, nhưng mà, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu nhà họ Thẩm các anh đã thức thời như vậy, vậy tôi sao có thể không chấp nhận ý tốt của anh chứ? Nói đi, nhà họ Thẩm muốn có điều kiện gì? Ngay lập tức, ánh mắt Thẩm Tử Kiện trở nên sợ hãi,
như gặp phải đại địch nhìn Vương Nhất, ông nội không nói sai, Vương Nhất này, biết tiến biết lui, không chịu khuất phục, đúng là một nhân vật tầm cỡ. Thẳng thắn, tôi thích loại người thẳng thắn như anh Vương đây. Anh ta cười lớn, sau đó nói ra điều kiện, tuy rằng Lương Ý Hành tuổi trẻ tài cao, nhưng không giữ nổi giang sơn rộng lớn do Lương Nam Lĩnh khó khăn có được. Tôi hy vọng anh Vương có thể để toàn bộ tài sản của nhà họ Lương, giao cho nhà họ Thẩm tôi quản lý. Nghe xong, đôi mắt Vương Nhất từ từ híp lại, nhà họ Thẩm đây muốn làm hào môn số một Thiên An đây. Nhưng mà, anh cũng không từ chối, sau đó đáp. Tôi không có hứng thú với tài sản nhà họ Lương, anh muốn, thì tự mình đi lấy. Vậy thì, cảm ơn anh Vương. Thẩm Tử Kiện còn chưa kịp vui mừng, âm thanh lạnh lùng của Vương Nhất lại được truyền đến. Đi về nói cho Thẩm Thiên Sơn ông nội của anh nghe, đừng tưởng rằng tôi không biết ông ta đang tính gì, đây chỉ là món quà nhỏ tôi tặng cho các anh, vẫn còn cách xa hai chữ hợp tác. Nhà họ Thẩm ngoan ngoãn kính nể, thì mới có con đường phát triển, nếu như tính kế, nhà họ Lương ngày hôm nay, chính là nhà họ Thẩm sau này. Nói xong, liền dẫn Lý Khinh Hồng lên xe, nghênh ngang rời đi. Đôi mắt Thẩm Tử Kiện giận dữ, gọi một cuộc điện thoại, nhẹ nhàng nói, ông nội, Vương Nhất đã đồng ý cho chúng ta thu mua sản nghiệp của nhà họ Lương, nhưng mà, anh ta hoàn toàn không xem nhà họ Thẩm ra gì. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nặng nề, đúng là không biết điều, nếu đã như vậy, cháu hãy. Thẩm Thiên Sơn nhẹ nhàng nói vài câu, đôi mắt Thẩm Tử Kiện sáng lên, sau đó liền trở nên sắc lẹm, và rời đi. Cùng lúc đó, trong một khu biệt thự cao cấp, Văn Thái cầm điện thoại lo lắng đi qua đi lại. Đột nhiên, điện thoại reo lên, Văn Thái thấy cuộc gọi đến, vội vàng bắt máy, vội hỏi, sao rồi? Cậu chủ, đã có nhiều công ty đồng ý hợp tác với nhà họ Văn chúng ta, đến cả những công ty từng từ chối chúng ta, cũng lần lượt mở tiệc chiêu đãi. Thị trường Thiên An, đã hoàn toàn mở ra rồi. Trong cuộc gọi, cấp dưới xúc động nói. Tốt lắm. Văn Thái nghe xong, cũng vô cùng vui mừng, trong lòng càng thêm chắc chắn. Nhà họ Lý bé nhỏ đó, có một nhân vật tầm cỡ chống lưng. Nhưng mà, tất cả các bên hợp tác đều khẳng định chắc nịch rằng cậu phải dẫn vị hôn thê cùng nhau đến. Cấp dưới nói tiếp. Văn Thái ngây người ra một lúc, tại sao là Lý Mộng Đình? Một sự suy đoán táo bạo, đang được hình thành từ từ trong đầu anh ta. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ dẫn cô ta đến yến tiệc tối nay. Sau khi cúp máy, Văn Thái lại ra lệnh. Lát nữa đến nhà họ Lý một chuyến, gọi Lý Mộng Đình đến đây. Ngoài ra, chuẩn bị cho tôi một lọ thuốc và 5-6 chiếc bao cao su, buổi tối có thể dùng đến những thứ này. Quản gia kinh ngạc nhìn Văn Thái, hơi do dự nói, thiếu gia, làm vậy có ổn không? Dù sao cô Lý cũng là vợ sắp cưới của ngài. Không có gì không ổn cả, chỉ cần có thể củng cố địa vị của nhà họ Văn ở Thiên An thì ai cũng có thể hy sinh. Văn Thái lạnh lùng ngắt ngang lời của quản gia. Anh ta nói, nếu ông lớn sau lưng nhà họ Lý đã xem trọng Lý Mộng Đình thì giao cô ta cho người khác chơi có gì ghê gớm đâu. Dù sao cô ta cũng chỉ là công cụ sinh con dưỡng cái, mở rộng thị trường cho nhà họ Văn thôi. Nhưng mà, không nhưng mà gì cả, tôi bảo ông làm thì ông cứ làm đi. Khuôn mặt Văn Thái tối sầm lại, anh ta hét lớn. Lúc này, quản gia mới im miệng và lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Văn Thái. Anh ta lấy trong tủ rượu ra một chai rượu ngoại, rót cho mình một ly rồi chậm rãi thưởng thức, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Thật ra anh ta đã sớm nghi ngờ Lý Mộng Đình có liên quan đến ông lớn sau lưng kia. Anh ta vừa đính hôn với Lý Mộng Đình thì nhà họ Văn lập tức được bật đèn xanh để mở rộng thị trường ở Thiên An, trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Phải biết rằng trước đây nhà họ Văn muốn đi nửa bước ở Thiên An cũng rất khó khăn. Văn Thái lắc nhẹ viên đá trong ly rượu, nó phát ra âm thanh giòn tan, ánh mắt anh ta cũng trở nên sâu xa hơn. Lý Mộng Đình, sự lớn mạnh của nhà họ Văn hoàn toàn dựa vào cô đấy. Thiếu gia, cô Lý đã đến. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia. Lý Mộng Đình đẩy cửa ra, hoạt bát xinh đẹp đứng ở cửa, Văn Thái, anh tìm em à? Biểu cảm trên khuôn mặt Văn Thái lập tức khôi phục tự nhiên, anh ta mỉm cười đứng dậy. Tối nay có một buổi yến tiệc, hy vọng em có thể tham dự cùng anh. Lý Mộng Đình không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ta lập tức gật đầu đồng ý. Ánh mắt của Văn Thái rơi trên bộ quần áo mà Lý Mộng Đình đang mặc, nhất thời nhíu mày, tại sao em lại mặc bộ quần áo này đến đây?
Lý Mộng Đình hơi sửng sốt, bộ đồ này có chuyện gì sao? Hôm nay cô ta chỉ mặc một chiếc váy hơi hở lưng và mang một đôi giày cao gót 7 phân màu đen. Quá bảo thủ. Văn Thái lắc đầu, em mau đi thay một chiếc váy gợi cảm hơn. Thôi đi, để anh chọn giúp em. Nói xong, anh ta lập tức tự mình chọn giúp Lý Mộng Đình một chiếc váy nửa kín nửa hở và bó sát người. Chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt Lý Mộng Đình đã trở nên đỏ bừng, liệu mặc như vậy có ổn không? Mặc bộ này đi. Nửa giờ sau, Lý Mộng Đình thay chiếc váy rồi đi dự yến tiệc cùng Văn Thái. Nhưng cả người cô ta đều không được tự nhiên, không chỉ khuôn mặt đỏ bừng mà hai tay còn ôm chặt lấy vạt áo, chỉ sợ bản thân bị lộ gì đó. Văn Thái hài lòng gật đầu, cách ăn mặc này đã đủ khơi dậy dục vọng của tất cả đàn ông. Các ông chủ, nhà họ Văn có thể hợp tác với các ngài thật sự là một vinh dự rất lớn. Sau này, ước chừng chúng ta sẽ phải liên lạc với nhau nhiều hơn. Trong tiệc rượu, Văn Thái ngồi trước mặt rất nhiều ông chủ mặc vest mang giày da của các công ty đã niêm yết trên thị trường, bọn họ thuộc đủ mọi ngành nghề, anh ta không khỏi hạ thấp người, mỉm cười thân thiết. Tất cả ông chủ đều vội vàng nói, cậu Văn khách sáo rồi, cậu Văn tuổi còn trẻ nhưng đã xây dựng được cơ nghiệp như vậy, chúng ta mới là người cần đến chào hỏi cậu. Văn Thái nhất thời cảm thấy vừa mừng vừa lo, anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Mộng Đình. Các ông chủ, người này là vợ sắp cưới của tôi, Lý Mộng Đình. Mộng Đình, em còn không mau chào hỏi các ông chủ đi. Khuôn mặt Lý Mộng Đình đỏ bừng, hai chân khép lại, lúng túng chào hỏi. Chào buổi tối các ông chủ, tôi là Lý Mộng Đình, các vị gọi Mộng Đình là được rồi ạ. Hóa ra cô chính là cô Lý, quả thực là một tiểu thư khuê các. Tôi vốn định đến nhà chào hỏi nhưng lại không có thời gian, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã gặp được cô Lý rồi. Cô Lý, tôi kính cô một ly. Tất cả các ông chủ đều hai mắt sáng rực, rối rít đứng dậy chào hỏi, mọi người đều rất nhiệt tình. Lý Mộng Đình cảm thấy ngạc nhiên, những người tai to mặt lớn này ngày thường cũng không thể nhìn thấy, nhưng bọn họ lại kính trọng mình hơn so với Văn Thái. Tại sao? Nhìn thấy tình hình trước mắt, ánh mắt của Văn Thái cũng lạnh lùng hơn, trong đáy mắt có một tia sát ý khó lường lướt qua. Lý Mộng Đình quả nhiên là người tình sau lưng ông lớn kia. Nói cách khác, cô ta vừa nói chuyện kết hôn với mình vừa mập mờ không rõ ràng với người đó. Con điếm này. Sát ý trong mắt Văn Thái ngày càng dày đặc hơn, anh ta siết chặt nắm đấm, sau đó mới hoàn toàn thả lỏng. Cũng may mình cũng không thật lòng thích cô ta, chẳng qua chỉ lợi dụng cô ta để phát triển thị trường Thiên An thôi. Văn Thái thầm nghĩ. Mộng Đình, em thay anh kính rượu các ông chủ đi. Văn Thái cầm 5 ly rượu đến rồi rót đầy rượu vào ly. Sau đó đưa hết cho Lý Mộng Đình. Hả, nhiều như vậy sao? Nhìn 5 ly rượu trước mặt, Lý Mộng Đình lộ vẻ khó xử. Tất cả các ông chủ đều xua tay, không cần khách sáo như vậy đâu, chúng tôi cạn ly, cô Lý cứ tùy ý thôi. Hả, như thế sao được? Văn Thái kiên quyết từ chối, Mộng Đình sắp gả làm vợ tôi thì cũng là người trong nhà, sau này cô ấy cũng sẽ đại diện cho mặt mũi nhà họ Văn. Chỉ là 5 ly rượu thôi. Sao lại không thể uống được? Vừa dứt lời, anh ta nhìn về phía Lý Mộng Đình và ra lệnh, uống cho anh, không được chừa lại giọt rượu nào. Nhìn thấy nhiều rượu như vậy, sắc mặt Lý Mộng Đình lúc đỏ lúc trắng, cô ta do dự hồi lâu, trong mắt thoáng hiện lên một tia kiên quyết. Được, em uống. Nói xong, cô ta cầm ly rượu lên, ngửa cổ và uống một hơi cạn sạch ly. Khụ khụ. Sau khi uống hết một ly, sắc mặt Lý Mộng Đình lập tức đỏ bừng. Ho khan dữ dội. Cô Lý, tuyệt đối không được. Các ông chủ chố mắt nhìn nhau, vội vàng khuyên can. Còn 4 ly nữa. Văn Thái nói với khuôn mặt không cảm xúc. Ừng ực. Chờ cho hơi thở bình ổn lại, Lý Mộng Đình lại cầm 4 ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, trong dạ dày của Lý Mộng Đình lập tức đảo lộn như sóng vỗ ầm ầm, cô ta dùng một tay che miệng, trông như thể sắp nôn ra. Ánh mắt của Văn Thái trở nên lạnh lùng, không được phép nôn, nuốt xuống cho anh. Lý Mộng Đình nhăn mặt, sống không bằng chết, cô ta phải cố gắng lắm mới có thể nuốt hết rượu vào bụng, khuôn mặt tái nhợt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi. Văn Thái, em kính rượu xong rồi. Hừ, thật là xấu hổ. Văn Thái không những không an ủi đối phương mà còn hừ một tiếng rất lạnh lùng. Các ông chủ, Văn Thái còn có chút chuyện riêng, tôi xin phép rời đi trước. Văn Thái lại nhìn về phía các ông chủ kia,
mỉm cười nói, Mộng Đình sẽ thay tôi thỏa mãn tất cả những nhu cầu của các vị. Lúc đứng dậy, anh ta còn để lại 4-5 chiếc bao cao su, sau đó liếc nhìn Lý Mộng Đình đang say như chết, Văn Thái nhìn mọi người bằng một ánh mắt mập mờ. Các ông chủ, Mộng Đình nhờ hết vào các vị, sau này khi gặp lại ông lớn kia thì nhớ nói giúp tôi vài câu. Nói xong, anh ta sải bước rời đi. Tất cả các ông chủ đều nhìn Lý Mộng Đình đang say xỉn, đôi mắt của họ cũng trở nên sâu xa hơn. Thế nào đây? Một ông chủ lớn tuổi thở dài hỏi. Ông chủ lớn sau bức màn muốn xem thái độ của nhà họ Văn. Nhìn vào tình hình hiện tại, thằng nhóc này tuy thông minh nhưng lại bị sự khôn khéo đó hại, chơi với lửa có ngày sẽ chết cháy. Một ông chủ khác lại nói, đưa cô Lý đến khách sạn nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài báo cáo sự thật với hội trưởng La. Những ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Văn e rằng sắp phải kết thúc rồi. Sau đó, bọn họ gọi điện thoại cho La Chi Viễn. La Chi Viễn lại bẩm báo toàn bộ mọi chuyện cho Vương Nhất. Ông chủ, tình hình chính là như vậy. Tôi biết rồi. Giọng nói của Vương Nhất rất bình tĩnh, không nhận ra bất cứ vui buồn giận hờn gì cả. Nhưng toàn thân La Chi Viễn đều run rẩy, ông ta cảm nhận được một cơn lửa giận khủng khiếp trên người ông chủ. Ông ta vội vàng nói, ông chủ, chỉ cần ngài nói một câu, tôi sẽ để nhà họ Văn vĩnh viễn biến mất trong địa phận Giang Chiết. Vương Nhất chỉ im lặng, qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói, không cần, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chẳng phải nhà họ Văn muốn mượn việc kết hôn với Lý Mộng Đình để tiến vào thị trường Thiên An sao, cứ để bọn họ kết hôn đi. Vào ngày cưới của Văn Thái và Lý Mộng Đình cũng chính là lúc nhà họ Văn diệt vong. Cùng với lời nói lạnh lùng, một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra. Cả người La Chi Viễn chấn động, vâng, ông chủ. Cũng không biết đã ngủ mê man mất bao lâu, Lý Mộng Đình mới mơ màng tỉnh dậy. Vào khoảnh khắc mở mắt ra, đầu óc dường như quay cuồng, choáng váng nhức đầu. Khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh là khách sạn sang trọng cùng với 5 chiếc bao cao su trên bàn cạnh giường ngủ, sắc mặt Lý Mộng Đình trở nên trắng bệch, cô ta bật ngồi dậy như phản xạ có điều kiện. Ký ức trước khi hôn mê đập vào mặt, cô ta chỉ biết mình đã làm theo yêu cầu của Văn Thái, uống 5 ly rượu, sau đó lập tức ngất xỉu. Văn Thái cũng bỏ cô ta ở lại đó, một mình rời đi. Chẳng lẽ mình đã bị những ông già đó? Càng nghĩ càng sợ, Lý Mộng Đình không nhịn được dùng tay bảo vệ bản thân, nhưng cô ta đột nhiên phát hiện quần áo trên người đã bị thay đổi, thậm chí tất chân cũng đã biến mất. A! À, một tiếng thét hoảng sợ và chói tai vang vọng khắp khách sạn sang trọng. Bên ngoài truyền đến một loạt bước chân gấp gáp, mấy ông chủ vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy Lý Mộng Đình đã tỉnh thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô Lý, cô tỉnh rồi à? Đám người khốn khiếp này! Khuôn mặt Lý Mộng Đình giàn giụa nước mắt, gần như hét lên trong tuyệt vọng. Những ông chủ kia cũng cực kỳ hoảng sợ, bọn họ vội vàng giải thích, cô Lý, xin cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không làm gì cô cả. Cô đã uống quá nhiều nên chúng tôi cho người dìu cô đến đây để nghỉ ngơi. Quần áo trên người cô hở hang quá nên tôi đã nhờ nhân viên nữ thay giúp cô. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của những ông chủ kia, Lý Mộng Đình cũng bình tĩnh hơn, cô ta cẩn thận kiểm tra lại toàn thân, phát hiện không có vết thương nào. Lúc này Lý Mộng Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm các ngài. Chồng sắp cưới của tôi đâu ạ? Cô ta hỏi lại. Những ông chủ kia bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa, bao gồm mục đích Văn Thái bảo Lý Mộng Đình ăn mặc gợi cảm để đến mời rượu, tất cả đều kể lại không sót một chữ nào. Sau khi nghe xong, Lý Mộng Đình sửng sốt đến mức trợn to mắt, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Không đâu, sao Văn Thái có thể đối xử với tôi như vậy? Cô Lý, cô tỉnh táo lại đi, cậu ta chính là người như vậy, trong mắt cậu ta, cô chỉ là công cụ để phục hưng gia tộc thôi. Không, tôi phải đi hỏi anh ấy. Lý Mộng Đình vừa nói vừa xỏ giày, vội vàng chạy khỏi khách sạn. Lúc này trời đã khuya, Lý Mộng Đình bắt một chiếc taxi, sau đó đi thẳng đến biệt thự của Văn Thái. Văn Thái! Cô ta vừa định đẩy cửa bước vào nhưng bàn tay lập tức cứng đờ lại, đứng hình giữa không trung. Xuyên qua tấm kính, Lý Mộng Đình có thể nhìn thấy hình bóng của một nam một nữ. Anh Thái, anh thật là xấu. Ha ha, còn có thể xấu hơn nữa, em có muốn thử không? Trên chiếc ghế sofa rộng lớn, Văn Thái đang ôm một người đẹp tóc vàng có vóc dáng đầy đặn và quyến rũ, hai người trông có vẻ rất thân mật. Điều này lập tức kích thích Lý Mộng Đình khiến đầu của cô ta như muốn nổ tung. Không muốn,
anh cũng sắp kết hôn rồi mà. Người phụ nữ kia sao? Cô ta chỉ là công cụ để nhà họ Văn tiến vào Thiên An thôi, thế nào cũng không thành vấn đề. Những câu nói của Văn Thái giống như một mũi kim đâm mạnh vào trái tim Lý Mộng Đình. Vào lúc này, cô ta vô cùng đau lòng, giống như một con cá mắc cạn trên bờ, sắp thiếu dưỡng khí. Phịch, toàn thân như thể bị rút hết sức lực, Lý Mộng Đình chật vật ngã ngồi trên mặt đất, tiện tay mở cửa. Động tác mở cửa cũng khiến Văn Thái và người đẹp tóc vàng kia hoảng hốt. Tại sao lại là cô? Chẳng phải bây giờ cô nên ở khách sạn sao? Khi nhìn thấy rõ Lý Mộng Đình, Văn Thái đột ngột bật dậy, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức trở nên u ám. Lý Mộng Đình xuất hiện ở nơi này chứng tỏ cô ta không phục vụ tốt những ông chủ mà anh ta và nhà họ Văn hợp tác, một mình lén chạy ra ngoài. Nhưng mà, Lý Mộng Đình dường như không nghe thấy lời nói của Văn Thái, cô ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc vàng trong lòng Văn Thái và chất vấn, cô ta là ai? Người phụ nữ tóc vàng không chút sợ hãi. Ngược lại khuôn mặt còn mang theo sự giễu cợt nhìn cô ta, thậm chí còn chủ động hôn người đàn ông trước mặt Lý Mộng Đình. Văn Thái không hề từ chối, sau khi hôn xong, anh ta mới bình tĩnh nói, như những gì cô đã thấy, cô ấy là người phụ nữ của tôi cũng có rất nhiều phụ nữ giống cô ấy. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng Văn Thái nói ra, Lý Mộng Đình vẫn cảm thấy như vừa bị đánh một cú rất mạnh. Đôi mắt cô ta mở to. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, vậy, còn tôi thì sao? Cô à! Ánh mắt của Văn Thái đột nhiên trở nên khinh thường, cô chẳng qua chỉ là công cụ để nhà họ Văn dùng để mở rộng thị trường Thiên An mà thôi. Nếu như không phải ông lớn đứng sau lưng nhà họ Lý thì ai lại vừa mắt một người phụ nữ xuất thân trong gia tộc nhỏ như cô? Cho phép cô gả vào nhà họ Văn đã là một ân huệ lớn rồi, đừng tự làm xấu mặt mình. Đi cùng với lời nói này. Người phụ nữ tóc vàng trong lòng Văn Thái đột nhiên đứng dậy, sau đó tạt ly rượu đỏ vào mặt Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình không kịp đề phòng nên bị văng trúng, trên mặt và tóc tai đều dính dầy rượu đỏ. Cô đang làm gì vậy? Lý Mộng Đình vốn dĩ đang rất đau buồn, trong nháy mắt trở nên giận dữ, cô ta gần như phát điên lên, nắm chặt cổ người phụ nữ tóc vàng kia. Dừng tay! Sắc mặt Văn Thái nhất thời tối sầm lại. Anh ta tát mạnh vào mặt Lý Mộng Đình khiến cô ta ngã xuống đất. Em đi trước đi. Văn Thái nói với người phụ nữ tóc vàng. Người phụ nữ tóc vàng nhìn Lý Mộng Đình với vẻ khinh thường, sau đó bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Mộng Đình và Văn Thái. Lý Mộng Đình không đứng dậy, yếu ớt ngồi sụp trên mặt đất. Cho đến bây giờ, anh chưa từng thích em phải không? Đầu tóc cô ta rối bù, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Đúng. Văn Thái không chút do dự gật đầu, sau đó từ trên cao nhìn đối phương, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, tôi bảo cô hầu hạ những ông chủ kia, tại sao cô lại chạy về đây? Thân thể Lý Mộng Đình khẽ run lên, nhớ lại tất cả những hành động kỳ quái của Văn Thái. Bảo cô ta mặc quần áo hở hang, bảo cô ta uống rượu, còn để 4-5 chiếc bao cao su trên bàn cạnh giường ngủ. Cô ta đã hiểu hết tất cả. Ha ha ha, hu hu hu. Cô ta nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười lại biến thành tiếng khóc, như thể tinh thần vừa bị đả kích nghiêm trọng khiến bản thân dở khóc dở cười. Cô cười cái gì? Ánh mắt của Văn Thái ngày càng lạnh hơn, cô có biết cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn không? Em là vợ của anh, nhưng anh lại đưa em cho người khác chơi đùa chỉ vì công việc làm ăn của gia đình anh sao? Giọng nói của Lý Mộng Đình vừa bi thương lại mang theo sự phẫn nộ. Ngoài trừ cái này ra thì cô còn có công dụng nào khác sao? Văn Thái lạnh lùng, phẫn nộ mắng, mau nói cho tôi biết ông lớn đứng sau nhà họ Lý là ai? Lý Mộng Đình không ngừng lắc đầu. Không có ông lớn nào cả, tất cả mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Cái gì? Đôi mắt của Văn Thái đột nhiên nheo lại. Lý Mộng Đình cũng không giải thích nhiều, cô ta đã bình tĩnh hơn, nếu anh không thích tôi thì xem như do tôi tự mình đa tình. Chúng ta cũng không cần kết hôn, một người phụ nữ xuất thân từ gia tộc nhỏ như tôi không xứng với đại thiếu gia như anh đâu. Nghe được những lời này, sắc mặt Văn Thái đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Nhà họ Văn vất vả lắm mới thành công tiến vào thị trường Thiên An nhờ hôn sự của anh ta và Lý Mộng Đình, nếu như hôn ước bị hủy bỏ, ông chủ lớn sau lưng nhà họ Lý nhất định sẽ rất tức giận, mọi chuyện nhà họ Văn làm đều uổng công vô ích. Không được. Anh ta vung tay lên, phẫn nộ hét lớn. Cô xem hôn nhân là trò đùa, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn hủy bỏ thì hủy bỏ sao?
Mặc dù tôi không thích cô, nhưng vì lợi ích gia tộc, cô nhất định phải gả cho tôi. Tôi không muốn kết hôn. Hôm nay tôi mới nhìn rõ anh là một người ghê tởm như thế nào. Lý Mộng Đình nói với khuôn mặt lạnh lùng, sau đó xoay người định rời đi. Nhưng mà cô ta không nhận thấy sau khi nói những lời này, đôi mắt của Văn Thái đột nhiên lóe lên một tia điên cuồng và tàn nhẫn. Anh ta sải bước đuổi theo, vươn tay ra nắm lấy mái tóc dài của Lý Mộng Đình, sau đó giật mạnh về phía sau. A! À, cánh cửa biệt thự được đóng chặt lại, sau đó bên trong liên tục vang lên những tiếng đánh đập và tiếng kêu thảm thiết đến mức xé lòng của Lý Mộng Đình. Không biết qua bao lâu, cánh cửa biệt thự mới được mở ra, Văn Thái túm chặt mái tóc dài rối bù của Lý Mộng Đình giống như đang kéo một con chó chết, sau đó ném cô ta ra ngoài. Cô không có quyền lựa chọn có kết hôn hay không. Ánh mắt của anh ta rất lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào, sau đó nặng nề đóng cửa lại. Lý Mộng Đình thậm chí không còn sức lực để nói chuyện, tay chân cứng đờ nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Trên mặt và khắp cơ thể phủ đầy những vết bầm xanh tím, tất cả đều là thương tích do Văn Thái gây ra. Hiện tại, cuối cùng Lý Mộng Đình cũng đã hiểu những gì Văn Đào đã từng nói, không bao lâu nữa, cô sẽ phát hiện anh trai tốt của tôi thật ra là một kẻ điên. Một Văn Thái có vẻ ngoài hiền lành và lịch lãm nhưng trong xương tủy lại ẩn chứa sự nóng nảy và hung dữ, cái mà người ta thường gọi là bạo lực gia đình. Hai mắt của Lý Mộng Đình sưng đỏ, thậm chí còn không ngừng rỉ máu, những giọt nước mắt đau buồn và hối hận thi nhau rơi xuống. Một tiếng thiên đường, cũng có thể là một tiếng địa ngục. Đã có lần, Lý Mộng Đình cảm thấy rằng mình kết hôn với Văn Thái, gả vào một gia đình giàu có thì có thể một bước lên trời. Nhưng cô ta không biết rằng mình đang đặt chân vào địa ngục. Nếu như không hủy bỏ hôn ước thì cô ta sẽ sống trong bóng tối của bạo lực gia đình. Nói không chừng còn bị đánh đến chết. Sau khi khôi phục lại chút sức lực, Lý Mộng Đình miễn cưỡng đứng dậy và đón một chiếc xe trở về nhà họ Lý. Dọc đường đi, cô ta cố gắng che đi những vết bầm tím trên mặt, tránh để cho người khác nhận ra. Trở về nhà họ Lý, Châu Mỹ Ngọc đang nằm xem TV một cách nhàm chán, Lý Thiên Dương đang chăm chú đọc báo buổi sáng. Ba, mẹ. Lý Mộng Đình cúi đầu, khập khiễng bước vào. Mộng Đình đã về rồi. Những vết thương trên người con là sao vậy? Châu Mỹ Ngọc mới nói được một nửa đã lập tức kêu lên một tiếng, sau đó bước nhanh đến kiểm tra người Lý Mộng Đình. Làm sao vậy? Lý Thiên Dương nhận thấy có điều gì đó không ổn nên cũng bước đến cạnh Lý Mộng Đình. Khi nhìn thấy những vết thương trên khắp người Lý Mộng Đình thì sắc mặt lập tức thay đổi. Con gái, những vết thương này do đâu vậy? Lý Mộng Đình tức giận kể lại toàn bộ mọi chuyện, cuối cùng nói, con không muốn kết hôn với Văn Thái. Cái gì? Thật là quá đáng. Châu Mỹ Ngọc nhìn cả người Lý Mộng Đình đầy thương tích, vẻ mặt tức giận, nhưng sau đó lại chuyển chủ đề. Nhưng Mộng Đình à, chắc chỉ là cãi nhau giữa hai vợ chồng thôi, một lát sẽ ổn mà, con cũng không cần hủy bỏ hôn ước đâu. Mẹ, con bị anh ta bạo hành mà mẹ vẫn không đồng ý để con hủy hôn sao? Lý Mộng Đình mở to hai mắt, cô ta nhìn Châu Mỹ Ngọc với vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Lý Thiên Dương cũng tối sầm lại, tôi cũng biết thằng nhóc đó không yên phận mà, dám giánh con gái của tôi phải đi tìm nó. Nói xong, ông ta nổi giận đùng đùng lao ra khỏi nhà họ Lý, nhưng lại bị Châu Mỹ Ngọc kéo trở về. Ông đi làm ầm ĩ thêm cái gì hả? Bà ta vô cùng lo lắng nói, gia đình chúng ta đều trông cậy vào việc Mộng Đình gả vào nhà họ Văn, miếng thịt béo bở sắp dâng tận miệng rồi, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Nói xong lại dở giọng khuyên nhủ, Mộng Đình, mẹ nghĩ Văn Thái chỉ nhất thời kích động, con đừng để trong lòng. Bạo lực gia đình hoặc không có lần nào hoặc sẽ có vô số lần. Con đã bị đánh đến mức như vậy rồi mà mẹ còn bảo con kết hôn cùng anh ta sao? Trong mắt Lý Mộng Đình ngập tràn sự thất vọng, nước mắt chảy ròng ròng, con là một con người, không phải quân cờ để mọi người dùng phát triển gia tộc. Có phải đợi đến lúc con bị đánh đến mức bất tỉnh nhân sự thì mọi người mới hối hận không? Mộng Đình, gả vào hào môn nào có dễ dàng như vậy, con chỉ cần nhẫn nhịn một chút sẽ qua chuyện thôi. Châu Mỹ Ngọc vô cùng khẩn trương, rất sợ Lý Mộng Đình sẽ thật sự hủy bỏ hôn ước, vậy thì sự phát triển của nhà họ Châu đều sẽ tan thành bọt nước. Châu Mỹ Ngọc, bà không phải con người. Lý Thiên Dương bảo vệ Lý Mộng Đình ở sau lưng mình, vẻ mặt đầy tức giận, lúc đầu tôi đồng ý gả Mộng Đình vào nhà họ Văn vì con bé thật sự thích thằng nhóc kia. Nhưng bây giờ nó lại dám đánh Mộng Đình, tôi là người đầu tiên phản đối chuyện hôn sự này.
muốn kết hôn thì bà tự mình cưới đi. Ông im miệng cho tôi. Những lời này hoàn toàn chọc giận Châu Mỹ Ngọc, bà ta giống như một phụ nữ chanh chua, vô cùng tức giận, tôi nuôi dưỡng nó hơn 20 năm, nó cũng nên trả lại cho tôi. Nói xong bà ta nhìn về phía Lý Mộng Đình và gần từng chữ một. Văn Thái đánh con nhất định là do con làm gì đó không tốt. Con phải tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình, đừng đổ trách nhiệm cho Văn Thái. Hôn sự này, con không muốn gả cũng phải gả, nếu không mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con, đã hiểu chưa? Lý Mộng Đình ngơ ngác nhìn Châu Mỹ Ngọc đang gào thét với mình, đôi mắt đã sớm đỏ lên. Cô ta không ngờ mẹ ruột của mình lại có thể mặc kệ mình bị Văn Thái đánh bị thương toàn thân, bà ta vẫn nhất quyết muốn cô ta gả vào nhà họ Văn. Đây là muốn ép buộc cô ta đi vào hố lửa. Trong cơn tuyệt vọng, Lý Mộng Đình đột nhiên nghiến răng đẩy mạnh Châu Mỹ Ngọc ra và chạy khỏi căn nhà này. Này, con muốn đi đâu? Khi không còn nghe thấy tiếng mắng chửi vừa sợ hãi vừa tức giận của Châu Mỹ Ngọc nữa, Lý Mộng Đình đã chạy ra ngoài một quãng giường dài, sau đó cô ta mới ngừng lại thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên cô ta thất vọng với ngôi nhà này. Dòng người đi qua đi lại đông nghịt, Lý Mộng Đình đứng một mình ở ngã tư đường nhưng lại không biết phải đi về đâu. Lách tách, bầu trời bắt đầu đổ mưa, những người đi đường rối rít bung ô ra che. Lý Mộng Đình cũng muốn che ô, nhưng lại nhận ra mình đi quá vội vã nên đã không mang theo. Nước mưa rất nhanh làm ướt áo cô ta, Lý Mộng Đình dùng mình vì lạnh. So với sự lạnh lẽo của cơ thể thì trong lòng cô ta còn lạnh hơn. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, lớn đến mức Lý Mộng Đình cũng không thể chịu được nữa, cô ta bước đến một góc nhỏ nào đó trong thành phố rồi cuộn mình lại, ôm chặt đầu gối để sưởi ấm cho bản thân. Lúc này, một bóng người chậm rãi bước đến trước mặt cô ta. Chiếc ô màu đen đủ lớn để che cho hai người. Anh vươn chiếc ô về phía trước, che chắn toàn bộ cơ thể của Lý Mộng Đình. Nhờ vậy, nước mưa cũng không thể rơi vào người cô ta. Cũng không biết có phải do lạnh hay không nhưng thân thể của Lý Mộng Đình lại khẽ run, cô ta cứng ngắc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một khuôn mặt rất bình tĩnh. Ngay lập tức, những giọt nước mắt không kìm được nữa, chúng tuôn ra như nước lũ tràn bờ đê. Cô ta đột ngột đứng dậy và nhào vào lòng Vương Nhất, tôi hối hận rồi. Cô ta ôm thật chặt, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, chết cũng không buông tay. Lần này, Vương Nhất không đẩy cô ta ra, anh để cho Lý Mộng Đình ôm mình, khẽ gật đầu đáp, tôi biết. Dừng một chút, ánh mắt của anh lại đặt trên người Lý Mộng Đình, trên mặt có rất nhiều vết bầm tím, cuối cùng trong đôi mắt bình tĩnh lại xuất hiện một chút dao động. Anh ta đánh cô sao? Không có câu trả lời. Lý Mộng Đình chỉ ngượng ngùng gật đầu. Được rồi. Vương Nhất không tỏ ra giận dữ, cũng không nói thêm lời nào, anh chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi không muốn kết hôn nữa. Lý Mộng Đình khóc lóc cực kỳ thê thảm, thân thể yếu đuối cũng khẽ run lên. Vậy thì không kết hôn. Vương Nhất nói một cách bình tĩnh, nhưng Lý Mộng Đình vẫn khóc không ra hơi. Ngoài trừ hối hận, còn có những cảm xúc không thể giải thích thành lời cứ lởn vởn trong lòng. Cả thế giới đều trở nên tăm tối, khi cô ta cảm thấy mình bị cả thế giới vứt bỏ thì chỉ có anh, người mà cô ta từng xem thường, xuất hiện bên cạnh và cho cô một lời hứa hẹn. Đôi khi chỉ cần một câu nói cũng có thể kéo một người từ địa ngục lên thiên đường. Vương Nhất vững vàng lái xe, Lý Mộng Đình ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, đôi mắt vẫn hồng hồng, nhưng tâm trạng cũng đã không còn kịch liệt như trước nữa. Cô ta nhìn Vương Nhất thần sắc bình tĩnh, nhiều lần muốn mở miệng. Nhưng mà mỗi lần lời nói đến bên miệng, rồi lại không nói được thành lời. Có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Đột nhiên, ánh mắt Vương Nhất nhìn sang, bình tĩnh hỏi. Tôi, Lý Mộng Đình có vẻ bối rối một lúc, dưới tình thế cấp bách, thốt ra. Tôi chỉ là tò mò, sao anh tìm được tôi? Vương Nhất cười cười nói, ba gọi điện cho tôi, nói cô cãi nhau với người trong nhà, chạy ra ngoài, bảo tôi đi tìm cô. Ồ! Ánh mắt Lý Mộng Đình hơi có chút thất vọng, cô ta còn tưởng là Vương Nhất đặc biệt đi tìm cô ta chứ, giống như lần trước ở quán ba vậy. Vương Nhất không nói thêm gì nữa, Lý Mộng Đình cũng không biết nói gì, chỉ là hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau, có vẻ rất căng thẳng. Trạng thái như vậy vẫn luôn duy trì cho đến lúc sắp đến nhà họ Lý thì Lý Mộng Đình mới nhịn không được hỏi, Vương Nhất, anh còn nhớ những lời tôi đã từng nói với anh lúc bé không? Nói cái gì? Vương Nhất đánh tay lái. Là, Lý Mộng Đình đỏ mặt, cắn răng, nói ra toàn bộ.
tôi nói, sau này không phải anh thì không lấy. Vương Nhất cười cho qua, sao cô vẫn còn nói mấy lời kiểu này, tôi đã kết hôn rồi. Nhưng mà, tôi không cần anh lấy tôi. Lý Mộng Đình quay người nhìn Vương Nhất, cắn răng nói, tôi chỉ là, cùng anh quay về lúc trước. Vương Nhất trầm mặc một lúc, ngẫu nhiên nhìn Lý Mộng Đình nói, tôi hy vọng cô hiểu được cái gì là tình yêu. Hai mắt Lý Mộng Đình mờ mịt nhìn Vương Nhất, chỉ thấy anh nói với giọng bình tĩnh, bây giờ cô chỉ là đang ở trong thời kỳ rơi xuống khi bị phản bội, mà tôi đúng lúc kéo cô lên bờ, cô chỉ là cảm kích với tôi mà thôi. Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, những ân ân oán oán đã từng đó, không nên cứ đặt mãi trong lòng. Vành mắt Lý Mộng Đình lập tức đỏ lên, tim như bị đao cắt, chẳng biết vì sao, lần đau lòng này, còn khó chịu hơn khi biết Văn Thái phản bội, trái tim của cô giống như củ cà rốt, bị con dao từng nhát cắt ra. Là cô ta, tự tay đẩy một người đàn ông đã từng rất tốt với mình ra. Mà người này, vốn là người ở bên cạnh cô ta cả đời. Cô ta cắn chặt răng, không để mình khóc thành tiếng, cô ta thật sự, hối hận. Xe đi ngang qua một tiệm mì nhỏ, Lý Mộng Đình đột nhiên nói, anh còn nhớ chỗ này không? Vương Nhất nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh, nhớ chứ, là nơi chúng ta cùng nhau ăn mì khi đói bụng lúc bé. Không cho hành, thêm mì, khi còn bé không có tiền, hai người chúng ta cùng ăn chung một bát. Lý Mộng Đình cố gắng làm mình bật cười, nhìn Vương Nhất nói, có thể lại ăn một lần nữa không? Một lần cuối cùng. Hơi do dự, Vương Nhất gật đầu, được. Xe dừng ở ven đường, Vương Nhất và Lý Mộng Đình cùng vào trong tiệm mì. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, hơn nữa cũng không phải quá sạch sẽ, một vị khách cũng không có. Ông chủ, một bát mì. Không hành, thêm mì. Lý Mộng Đình lấy ra một tờ tiền 500.000 mới tinh, không cần thối lại. Nói xong, thì cả gương mặt căng thẳng ngồi xuống trước mặt Vương Nhất. Rất nhanh, mì đã lên. Lý Mộng Đình lấy ra hai đôi đũa, đang muốn đưa cho Vương Nhất. Vương Nhất mỉm cười, tôi nhìn cô ăn. Tay của Lý Mộng Đình lập tức dừng trên không trung, rồi sau đó cứng ngắt rụt lại, một mình bắt đầu ăn. Sột sột. Trong quán không có bất kỳ tiếng nói nào, chỉ có tiếng ăn mì vội vàng của Lý Mộng Đình. Cô ta ăn rất nhanh, ăn rất thảm hại, giống như là 20 ngày chưa được ăn cơm vậy. Vương Nhất ngồi ở đối diện. Bình tĩnh nhìn Lý Mộng Đình ăn mì. Mặt đỏ đến mang tai, hai mắt đỏ bừng. Cô ta ăn càng lúc càng nhanh, nước mắt cũng từng giọt rơi vào trong nước dùng. Cuối cùng, cả khuôn mặt cô ta đều vùi vào trong bát mì, cuối cùng nhịn không được, khóc lớn không dừng. Vương Nhất không lên tiếng, càng không an ủi, chỉ là yên lặng nhìn người con gái cuối cùng đã không còn gì để dựa vào này. Nếu như gặp lại không thể đỏ mặt, có phải là vẫn có thể đỏ đôi mắt? Tương lai xa vời, anh cũng không thể cho cô ta được kết quả tốt, chỉ có thể cùng cô ta ăn xong bát mì cuối cùng này. Lý Mộng Đình ăn rất sạch sẽ, ngay cả một giọt nước dùng cũng không thừa. Lúc này, chủ tiệm đi đến cười ha hả nói, cô gái nhỏ, có phải là cô gái lúc trước thường xuyên đến ăn mì đến không? Sau này thường đến nhé. Lý Mộng Đình hơi ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu. Thật xin lỗi, ông chủ, sau này tôi sẽ không đến ăn nữa. Nói xong, trong ánh mắt ngây ra của ông chủ tiệm mì, thất tha thất thểu rời đi. Vương Nhất thở dài trong lòng, sớm biết như vậy, lúc trước sao phải vậy? Quay về nhà họ Lý, Lý Mộng Đình đã chỉnh lại vẻ ngoài tốt, cùng Vương Nhất đi vào. Lại phát hiện, trong nhà đột nhiên có rất nhiều người. Ngoài trừ Châu Mỹ Ngọc và Lý Thiên Dương, Văn Thái đang đứng trước bên cạnh một người đàn ông trung niên uy nghiêm, thái độ cung kính. Người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, đang ngồi trên một chiếc ghế màu son, tay nâng chén trà, nhẹ nhàng uống. Chỉ là một động tác đơn giản như thế, lại tạo cho người ta một áp lực vô hình, chỉ có người đứng trên, mới có thể có cảm giác áp bách như thế. Mộng Đình về rồi. Nhìn thấy Vương Nhất và Lý Mộng Đình đã quay về, Châu Mỹ Ngọc lập tức nhẹ nhàng thở ra, không nhìn thẳng vào Vương Nhất, cả gương mặt tươi cười quay đầu lại, nói với người đàn ông trung niên. Ông thông gia, tôi đã nói rồi, Mộng Đình chỉ là nhất thời có chút tính tình mà thôi, rời nhà trốn đi, sao có thể thật sự muốn hủy bỏ hôn lễ với Thái chứ? Thông gia, Lý Mộng Đình và Vương Nhất liếc nhau, gương mặt lập tức tái nhợt. Vương Nhất cũng hơi nheo mắt lại, trong mắt có ánh sáng lạnh. Một câu thông gia, hoàn toàn thể hiện thân phận của người đàn ông này, gia chủ nhà họ Văn, cha của Văn Thái, Văn Cung Hiển.
Văn Cung Hiển nhàn nhạt liếc Lý Mộng Đình một cái, trên mặt không có chút dao động nào, chỉ đặt chén trà xuống, gật nhẹ đầu. Quay về là tốt rồi. Châu Mỹ Ngọc lập tức quay đầu lại, hung hăng trừng Lý Mộng Đình, đều tại con, một chút vết thương nhỏ, đỏng đảnh cái gì, ngay cả thông gia cũng bị kinh động, đặc biệt chạy từ địa giới Giang Chiết đến, còn không nhanh xin lỗi ba chồng tương lai. Lý Mộng Đình một lời không nói đứng đó, ánh mắt, lại nhìn về phía Văn Thái. Làm trái tim cô ta băng giá chính là, Văn Thái không đứng ra nói giúp cô ta, chỉ là mắt lạnh đứng xem. Mau xin lỗi đi. Thấy Lý Mộng Đình thờ ơ, Châu Mỹ Ngọc lập tức nóng nảy, hung hăng đẩy Lý Mộng Đình một cái. Lý Mộng Đình bị đẩy một cái lảo đảo, cắn chặt môi, cúi người một cái thật sâu với Văn Cung Hiển. Ba chồng, thật xin lỗi, là Mộng Đình tùy tính. Ừ. Văn Cung Hiển nhàn nhạt gật đầu, chuyện ta đã nghe nói, là con ta đánh con. Lý Mộng Đình ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Văn Cung Hiển, Vương Nhất đứng ở đằng sau đám người, ánh mắt sắc bén cũng nhìn chằm chằm vào Văn Cung Hiển, đợi ông ta nói tiếp. Con ta tuy có chỗ không đúng, nhưng mà, con thân là vợ của nó, về lý nên giúp nó chia sẻ áp lực. Lời nói của Văn Cung Hiển xoay chuyển, nhìn Lý Mộng Đình nói, con gái tam tòng tứ đức, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, mới là con dâu tốt của nhà họ Văn chúng ta. Lý Mộng Đình nghe được ý trong lời nói của Văn Cung Hiển, thê lương cười, ý tứ của ba chồng là, sau này cho dù Thái có đánh con cũng phải nhịn mặc anh ấy đánh sao. Văn Cung Hiển không trả lời thẳng, chỉ là sâu xa nhìn Lý Mộng Đình, chuyện vợ chồng, con tự mình lo liệu. Cả người Lý Mộng Đình lập tức run lên, chưa từng sợ kết hôn như bây giờ. Châu Mỹ Ngọc lập tức chạy đến nịnh nọt, thông ra, nếu Mộng Đình đã quay về, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Ngày mai chính là ngày đại hôn, đêm nay tôi sẽ để Mộng Đình đến phòng mới ở. Không vội. Lời nói của Văn Cung Hiển lại thay đổi, nói, tôi đến nhà họ Lý, ngoại trừ chuyện của Mộng Đình, còn có một việc. Chuyện gì vậy, chỉ cần là việc mà chúng tôi giúp được, nhất định sẽ giúp. Mọi người nhất định giúp được. Văn Cung Hiển cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhạt nhẽo mở miệng, hai hôm trước, con của tôi Tiểu Đào, ở địa bàn nhà họ Đồng bị người này đánh trọng thương. Đến giờ vẫn hôn mê, đặc biệt đến đây đòi một cái đạo lý. Vừa dứt lời, ánh mắt Văn Cung Hiển lập tức trở nên sắc bén, xuyên qua đám người trong phòng khách, ghim trên người Vương Nhất. Ánh mắt của mọi người ở đó, cũng theo đó nhìn về phía Vương Nhất, vẻ mặt khác nhau. Nhất thời, Vương Nhất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sắc mặt Lý Mộng Đình hơi thay đổi, trên mặt có thêm chút lo lắng. Cô ta biết chuyện Văn Cung Hiển nói đến là Vương Nhất vì cứu cô ta mà đánh Văn Đào trọng thương. Kỳ thật cũng không phải Vương Nhất động thủ, Vương Nhất gọi Đồng Yên Nhiên đến, Đồng Yên Nhiên là trưởng nữ nhà họ Đồng, đương nhiên không ai dám ngỗ nghịch, bị đánh đến trọng thương. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc lập tức cứng đờ, trong mắt tràn ngập lo lắng, thông ra, ngài trước đừng tức giận, trong chuyện này, có thể có cái gì hiểu lầm hay không? Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì? Văn Cung Hiển cười lạnh một tiếng, nói, có thù tất báo, là nguyên tắc làm việc của nhà họ Văn chúng tôi, chuyện này, phải có câu trả lời thỏa đáng. Lý Thiên Dương bước lên một bước, hoàn toàn không sợ hãi nhìn Văn Cung Hiển, Tiểu Nhất sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nếu như đã ra tay, chứng tỏ con trai nhỏ của ông đã làm ra chuyện gì đó không có giới hạn. Con trai nhỏ của ông ấy, bỏ thuốc vào trong rượu của con, muốn trả thù con. Lúc này Lý Mộng Đình dũng cảm đứng ra, công bố sự thật cho mọi người. Văn Thái lại cười lạnh một tiếng, nói, cô cảm thấy lời này của cô có người tin sao? Đào là em trai tôi, sao có thể có suy nghĩ với chị dâu mình? Đây là thật, Lý Mộng Đình gấp đến độ dậm chân. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên có một bàn tay ngăn cô ta nói tiếp. Lý Mộng Đình nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất ôn hòa nhìn cô ta lắc đầu, không cần nói, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Đôi mắt Lý Mộng Đình nghe vậy mở to, không thể tin được nhìn về phía Văn Thái. Vương Nhất đã sớm nhìn ra, Văn Thái sớm đã có sát tâm với anh, chỉ là mượn chuyện Văn Đào đến làm khó dễ mà thôi. Chuyện đêm hôm đó, Văn Thái không thể không biết, sở dĩ không ra mặt, chính là làm bàn tay đen ở đằng sau màn. Một là mượn Vương Nhất dạy dỗ lại người em trai Văn Đào này của anh ta, hai là lợi dụng chuyện này trả thù Vương Nhất. Một mũi tên trúng hai đích. Ánh mắt Vương Nhất cũng nhìn về phía Văn Cung Hiển, nếu như tôi không giải thích với ông muốn làm thế nào? Ánh mắt Văn Cung Hiển phát lạnh, có phải cậu cảm thấy,
cậu có nhà họ Lý đứng sau lưng bảo vệ, tôi sẽ không dám động đến cậu. Vương Nhất nhịn không được cười lên, xem ra, nhà họ Văn vẫn chưa ý thức được, mình chính là nhân vật lớn ở phía sau. Thông ra, chúng tôi và phế vật kia không có bất kỳ quan hệ nào cả, ông muốn làm gì cậu ta cũng không sao, chỉ là đừng giận lây sang chúng tôi. Châu Mỹ Ngọc gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên xuyên qua đám người, giơ bàn tay lên, tát về phía Vương Nhất. Cái tên phế vật này, cả ngày chỉ biết gây chuyện. Bốp! Nhưng mà, còn chưa đánh đến Vương Nhất, Châu Mỹ Ngọc đã bị đánh một cái trước, gò má nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Lập tức, xung quanh yên lặng, gương mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Mộng Đình ra tay. Ngay cả Vương Nhất, sắc mặt cũng thay đổi. Châu Mỹ Ngọc ôm mặt ngơ ngác nhìn Lý Mộng Đình mặt đã đầy nước mắt, giây tiếp theo, bộc phát ra tiếng thét chấn động. Phản rồi, lại còn dám đánh ta. Đúng, con phản rồi, nhưng mà mẹ không nghĩ đến mẹ sai hoàn toàn sao. Hốc mắt Lý Mộng Đình ướt át, thất vọng nhìn Châu Mỹ Ngọc nói, con là con của mẹ, Văn Đào bỏ thuốc vào trong ly rượu của con, nếu như không có Vương Nhất, con cũng đã sớm thất thân. Mẹ không cảm ơn thì thôi, ngược lại còn muốn đánh anh ấy. Còn nữa, con bị đánh cả người đều là vết thương, mẹ không một câu an ủi thì thôi, lại vì lợi ích của gia tộc, đẩy con vào trong hố lửa, con còn là con gái của mẹ sao? Con thật hâm mộ mẹ là mẹ con. Lý Mộng Đình càng nói càng kích động, cuối cùng gần như là hét chói tai giống lên, mắt đã khóc sưng lên, nước mắt chảy dài. Trong lòng Vương Nhất cũng cảm động, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh đồng ý giúp Lý Mộng Đình chạy khỏi hôn lễ nhà họ Văn. Bởi vì cô ta thật sự không giống trước. Con thật hâm mộ mẹ là mẹ con. Nếu như mẹ không phải là mẹ con thật sự muốn một đao đâm chết mẹ. Đây là tiếng lòng của Lý Mộng Đình. Gương mặt Châu Mỹ Ngọc đơ ra, một câu cũng không nói nên lời. Lý Thiên Dương cũng kéo bà ta lại, nghiêm giọng quát lớn, đừng làm mất mặt nữa. Phục hồi lại tinh thần, Châu Mỹ Ngọc lại hư tình giả ý khóc lên, tôi nuôi nó lớn như vậy, nó lại dám đánh tôi. Tôi đây là tạo cái nghiệt gì chứ, để tôi đi chết cho rồi. Nhưng mà, không một ai quan tâm đến bà ta. Sắc mặt Văn Cung Hiển và Văn Thái càng ngày càng âm trầm, nhất là Văn Thái, sắp vặn ra nước đến nơi. Vị hôn thế của mình, thế mà lại bảo vệ một người đàn ông khác, điều này làm anh ta cảm thấy không còn mặt mũi. Lý Mộng Đình, không phải trước kia cô ghét anh ta nhất sao, hận không thể để anh ta chết đi. Bây giờ sao lại giống như ma ám mà bảo vệ anh ta như vậy? Anh ta tức giận quát lớn. Đây là chuyện sai nhất trong cuộc đời tôi, cũng là chuyện mà tôi hối hận nhất. Lý Mộng Đình cười có chút thê lương, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, có phải là có chút quá muộn hay không? Cô ta cảm thấy bản thân mình là một câu chuyện cười, rõ ràng cơ hội một bước lên trời ngay bên cạnh, lại bị cô ta liên tục đẩy ra. Nếu như lúc trước cô ta có thái độ khác với Vương Nhất, tất cả kết quả, có phải là sẽ khác? Làm càn. Sắc mặt Văn Thái âm trầm, hét lớn một tiếng, cô sắp phải gả cho tôi làm vợ, lại liên tục đối nghịch với tôi, thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cô sao? Anh có thể làm gì cô ấy? Giọng nói lạnh nhạt truyền đến, Vương Nhất từng bước đi về phía anh ta, ánh mắt lạnh lùng. Lập tức, sắc mặt Văn Thái thay đổi, trong mắt Văn Cung Hiển cũng lộ ra tia sáng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi này. Giờ khắc này, ánh mắt Vương Nhất lạnh đến tận xương tủy. Thậm chí, còn có người nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông trong mắt Vương Nhất. Mấy người đã muốn trị tội tôi, vậy thì tôi sẽ trị tội mấy người trước. Ánh mắt của anh như điện, đi đến trước mặt Văn Thái, giọng nói lạnh băng như sông. Ngày đó, tôi đã nhắc nhở anh, tốt với cô ấy một chút, anh có làm được nửa phần tốt với cô ấy. Lời vừa dứt, Lý Mộng Đình cảm động rơi lệ đầy mắt. Văn Thái cũng kinh hồn táng đảm. Nhưng mà rất nhanh, Văn Thái lại trở nên bình tĩnh, ánh mắt như dao nhìn Vương Nhất, cô ấy là vợ tôi muốn thế nào, thì thế ấy, đừng nói gì đến anh, cho dù là cả nhà họ Lý mấy người, cũng có thể làm gì được tôi. Lời nói này vô cùng cuồng vọng, hoàn toàn trái với đạo vợ chồng. Sắc mặt Lý Mộng Đình trắng bệch, cơ thể lung lay sắp ngã, Lý Thiên Dương cũng giận mà không dám nói gì. Về phần Văn Thái, càng nói, sắc mặt càng thêm trào phúng, ba của anh ta Văn Cung Hiển ở ngay bên cạnh, anh ta không tin Vương Nhất dám làm gì mình. Thị trường Thiên An nhà họ Văn đã khai thác hoàn toàn, nếu nhà họ Văn muốn ổn định căn cơ, dễ như trở bàn tay.
Cho dù đắc tội với nhân vật lớn sau lưng nhà họ Lý thì sao, nhà họ Văn đã phát triển, không phải nói dao động thì dao động. Lý Mộng Đình đã không còn giá trị lợi dụng, sau này gả vào nhà họ Văn, chỉ là thể làm nô tì. Ánh mắt Vương Nhất Thâm sâu, căn bản không chút cử động, tôi đúng là không thể làm gì anh, nhưng mà, nhất định sẽ có người dạy dỗ anh. Văn Thái ha ha cười lớn, ba tôi là thành viên của Thương hội Hồng Ưng, hơn nữa nhà họ Văn đã đi vào thị trường Thiên An, không lâu nữa, Thiên An sẽ có thêm một hào môn bay lên, đó chính là nhà họ Văn chúng tôi, lại thêm nội tình của nhà họ Văn ở Giang Chiết, còn có ai dám bất kính với chúng tôi. Thật sự thế sao? Vừa dứt lời, bên ngoài đại viện nhà họ Lý đột nhiên có một tiếng cười lạnh khinh thường. La Chí Viễn mặc tây trang đi giày ra, dẫn theo một đám người hùng hổ đi vào. Ông không phải là cái người lần trước đi sau lưng Vương Nhất kia sao? Văn Thái nhìn La Chí Viễn, biểu cảm có chút kinh ngạc. Anh ta đã từng gặp La Chí Viễn ở tòa nhà quốc tế, khi đó La Chí Viễn còn cung kính đứng sau lưng Vương Nhất, giống như là một thư ký nhỏ. Văn Thái đương nhiên cho rằng ông ta cũng là nhân vật nhỏ, không để trong lòng. Nhưng mà bây giờ xem ra, cũng không giống vậy. Làm càn. Chỉ là nhà họ Văn, cũng dám bất kính với hội trưởng La, thật sự là chán sống rồi. Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh ở sau lưng La Chí Viễn lập tức mắt phát lạnh, lớn tiếng quát. Những lão tổng có chút mặt mũi đằng sau, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh lùng, tỏ rõ lập trường. Nhìn thấy mặt La Chí Viễn, sắc mặt Văn Cung Hiển thay đổi, lập tức quạt cho Văn Thái một cái tát, nghịch tử, câm miệng cho ta. Văn Thái bị một cái tát này đánh choáng váng, không thể tin được nhìn La Chí Viễn. Ngay cả ba mình cũng cung kính với hội trưởng La này như vậy, đến cùng ông ta có lai lịch thế nào? Văn Cung Hiển vội vàng đi đến trước mặt La Chí Viễn, cung kính khom người, hội viên trung cấp, Văn Cung Hiển, xin chào hội trưởng La. La Chí Viễn lạnh nhạt gật đầu, nhưng không lên tiếng. Văn Thái lập tức cả cơ thể và đầu óc đều chấn động, trợn mắt há mồm nhìn La Chí Viễn, ông ta chẳng lẽ là Thương hội Hồng Ưng? Hội trưởng La, người nhà họ Lý, cũng ngây ra, nhất thời ngay cả chào hỏi cũng quên. Đường đường là người tổng phụ trách Thương hội Hồng Ưng, đến nhà họ Lý làm cái gì? Hồ Hoàng Việt đi đến trước mặt Lý Mộng Đình, trên gương mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười ôn hòa, cô Mộng Đình, nghe nói cô sắp kết hôn. Còn chưa đưa quà đến, có một chút tâm ý, chúc cô tân hôn vui vẻ. Hồ Hoàng Việt lấy ra một sợi vòng cổ kim cương sáng lấp lạnh, giá trị chục tỷ đưa cho Lý Mộng Đình. Châu Mỹ Ngọc thấy vậy trợn trắng mắt, lại muốn đưa tay giật lấy thì lại bị Lý Mộng Đình đẩy ra, vội vàng khoát tay, Hồ Tổng, món quà này quá quý, tôi không thể nhận. Cô cứ cầm lấy đi. Hồ Hoàng Việt cười đưa đến, nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi cảm đã thấy rất thân thiết, tôi đã 50. Nhưng dưới gối vẫn không có con, cô, có muốn làm cháu gái nuôi của tôi không? Rào. Lời vừa dứt, xung quanh sợ hãi. Bản thân Lý Mộng Đình, càng không hiểu chuyện gì xảy ra, cả đầu mơ hồ. Cô ta và Hồ Hoàng Việt căn bản cũng mới gặp nhau một lần, sao lại nói đến thân thiết? Vương Nhất đứng bên cạnh, đột nhiên nói, cô cứ đồng ý đi. Lý Mộng Đình sửng sốt, nhìn nụ cười trên mặt Vương Nhất, lập tức hiểu ra gì đó. Vội vàng gật đầu đồng ý, Hồ Tổng, tôi đồng ý. Nụ cười trên mặt Hồ Hoàng Việt càng sâu hơn, còn gọi tôi là Hồ Tổng sao? Lý Mộng Đình bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đổi giọng, ông nội Hồ. Ai? Hồ Hoàng Việt sảng khoái cười to, Vương Nhất cũng khẽ gật đầu với La Chí Viễn. Hồ Hoàng Việt là người giàu nhất Thiên An, nếu có Hồ Hoàng Việt trông coi, chắc hẳn một ít nghiêu quỷ xà thần, không dám chọc đến Lý Mộng Đình. Lý Thiên Dương cũng là vui cho Lý Mộng Đình từ đáy lòng, nhưng mà trong lòng lại có chút khó chịu. 4. Ông ta hẳn là có hai người con gái, một người là cùng với vợ trước sinh, một người là Lý Mộng Đình. Đáng tiếc, một người nhận ông nội nuôi, một người ở trong biển người mênh mông, không biết lối nào. Sắc mặt của Văn Thái và Văn Cung Hiển lại vô cùng khó coi, nhìn Hồ Hoàng Việt thân thiết với Lý Mộng Đình như vậy, một suy đoán to gan xuất hiện trong đầu bọn họ. Hồ Hoàng Việt, không phải là nhân vật lớn đằng sau nhà họ Lý chứ? Về phần La Chí Viễn dẫn đầu, trực tiếp bị Văn Cung Hiển loại ra ngoài. Thân phận của hội trưởng La là gì, sao một nhà họ Lý nho nhỏ có thể biết được? Hồ Hoàng Việt thì không giống thế, ông ta là người giàu nhất Thiên An, chỉ cần ở trong mảnh đất nhỏ Thiên An này, hoàn toàn có khả năng giúp nhà nào đó ổn định tất cả khó khăn.
bây giờ, lại nhận Lý Mộng Đình làm cháu gái nuôi, thử hỏi, đưa mắt ra cả Thiên An, Thiên Kim tiểu thư nhà nào có đãi ngộ như vậy? La Chí Viễn lại lạnh nhạt nhìn về phía Văn Thái, cậu vừa mới nói, ở Thiên An này ai dám bất kính với cậu? Hơi thở của người đứng đầu, lập tức làm Văn Thái sợ đến mức không dám thở mạnh, Văn Cung Hiển vội vàng giải thích, hội trưởng La, khuyển tử tuổi trẻ khí thịnh, nói những lời không nên nói, hy vọng hội trưởng La không để bụng. Tuổi trẻ khí thịnh thì có thể nói những lời không nên nói sao? La Chí Viễn lạnh lẽo nhìn Văn Cung Hiển, giọng nói rất lạnh, nhà họ Văn mấy năm nay đúng là phát triển không tệ, nhưng mà, có thể diệt nhà họ Văn, còn có rất nhiều. Dạ dạ dạ, hội trưởng La dạy phải. Văn Cung Hiển lập tức khép nép lên tiếng, khác hoàn toàn so với dáng vẻ tự nhiên bình tĩnh lúc trước. Còn nữa, vết thương trên người đứa bé kia, là mấy người đánh. Ánh mắt La Chí Viễn nhìn Lý Mộng Đình, lời này thay đổi, lạnh lùng hỏi. Bốp! Lời này vừa nói ra, sắc mặt Văn Cung Hiển và Văn Thái lập tức thay đổi, vội vàng cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Mộng Đình và Thái, đã xảy ra một chút xung đột. Việc này, chưa xong đâu, tôi rất thích đứa bé kia, nếu còn có lần sau, nhà họ Văn trực tiếp diệt môn đi. Lời nói này vô cùng bá đạo, đừng nói Văn Cung Hiển và Văn Thái, ngay cả đám người Lý Mộng Đình, cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Vương Nhất, mỉm cười nhìn tất cả mọi thứ. Văn Cung Hiển lập tức cam đoan, hội trưởng La yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đối xử với Mộng Đình như con cháu trong nhà mình. La Chí Viễn không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi sau đó dẫn người rời khỏi nhà họ Lý. Nhà họ Văn sợ là vẫn không biết, những ngày an nhàn của bọn họ đã kết thúc rồi. La Chí Viễn vừa đi, áp lực trên người Văn Cung Hiển và Văn Thái lúc này mới tan bớt, ánh mắt nhìn Lý Mộng Đình, đã không còn khinh thường như lúc trước nữa. Mộng Đình, chúng ta quay về thôi. Văn Thái cười muốn lên ôm lấy bả vai Lý Mộng Đình, lại bị Lý Mộng Đình tránh thoát. Tôi không về với anh, cô ta căm tức nhìn Văn Thái. Sát khí trong mắt Văn Thái lóe lên rồi biến mất, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói với Châu Mỹ Ngọc và Lý Thiên Dương, ba vợ mẹ vợ, nếu Mộng Đình đã không muốn, vậy thì cứ để cô ấy ở đây đi, cũng nhờ hai người chăm sóc cho cô ấy. Nói xong, cùng với Văn Cung Hiển rời khỏi nhà họ Lý. Vương Nhất nhìn thấy rõ, ngay lúc hai cha con nhà họ Văn xoay người, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Trong nhà chỉ còn lại bốn người Vương Nhất, Lý Mộng Đình, Lý Thiên Dương và Châu Mỹ Ngọc thôi. Châu Mỹ Ngọc lập tức vọt đến trước mặt Lý Mộng Đình, gương mặt vô cùng kích động nói, Mộng Đình, con có quan hệ với ngài Hồ lúc nào? Ông ấy chính là người giàu nhất Thiên An đấy. Lý Mộng Đình nhìn không được nhìn Vương Nhất, trầm mặc không nói. Châu Mỹ Ngọc lại không để trong lòng, vui mừng phấn khởi nói, cái này tốt rồi, có quan hệ với người giàu nhất Thiên An này, mẹ phải nhanh chóng nói cho ba. Nói xong, chạy đi gọi điện thoại. Lý Mộng Đình lập tức nhìn Vương Nhất, là anh bảo Hồ Hoàng Việt làm thế, phải không? Vương Nhất không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Vậy tại sao không trực tiếp hủy bỏ hôn ước? Tôi không muốn gả vào nhà họ Văn. Trực tiếp hủy bỏ hôn ước, quá hời cho nhà họ Văn. Vương Nhất lắc đầu nói, chỉ có làm bọn họ trả một cái giá thật lớn thật nặng nề, mới đáng được với vết thương đầy người này của cô. Vành mắt Lý Mộng Đình lập tức đỏ lên, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, đây xem như là lời hứa của anh với tôi sao? Vương Nhất do dự thật lâu, trịnh trọng gật đầu, xem như. Cảm ơn. Lý Mộng Đình vừa khóc vừa cười, đưa mắt nhìn Vương Nhất rời đi, cho đến khi bóng dáng của Vương Nhất biến mất trong tầm mắt của cô ta vẫn đứng sừng sững. Thời gian 3 ngày, nhanh chóng qua đi. Hôm nay Vương Nhất cũng không đến tòa nhà quốc tế mà sáng sớm đã ra ngoài. Anh mặc một bộ tây trang màu trắng cao quý, dáng người cao ngất, thần thái sang trọng. Lúc này, Lý Khinh Hồng cũng đi đến, cũng không phải anh kết hôn, ăn mặc trang trọng như vậy làm gì. Vương Nhất cười cười nói, đây là lần đầu tiên cùng em xuất hiện trong trường hợp long trọng, đương nhiên phải ăn mặc chỉnh chu một chút. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu như em thích, anh có thể làm cho em thêm một hôn lễ thật lớn, dù sao lần trước ở Thiên An Nhất Hào cũng cầu hôn thất bại. Gương mặt Lý Khinh Hồng lập tức đỏ lên, trừng mắt với anh một cái, nào có như anh nói chứ. Cái gì gọi là lại làm hôn lễ? Vậy em không phải trở thành phụ nữ tái hôn sao? Vậy anh cũng thích. Ánh mắt Vương Nhất ôn hòa nhìn Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng không chống lại được ánh mắt nóng rực như thế, liên tục tránh né, em đi làm trước đây,
tối nay sẽ tan ca sớm, sớm chạy đến thành phố Giang. Vương Nhất vui vẻ gật đầu. 10 phút sau, Lãnh Nhan nhanh chóng chạy đến Tử Viên, cùng Vương Nhất đi đến nhà họ Lý. Nhà họ Lý lúc này, vô cùng náo nhiệt, đông như chảy hội, cửa ra vào rất nhiều chiếc xe sang trọng nổi tiếng đỗ lại. Trong nhà chính nhà họ Lý trải một thảm đỏ lớn, hai bên cửa chính cũng treo pháo. Một khi châm lửa, sẽ phát ra tiếng bánh pháo đinh tai nhức óc. Trong sân vội vội vàng vàng, đứng đầy người, tất cả mọi người đều tò mò nhìn vào trong, chờ cô dâu mới Lý Mộng Đình đi ra. Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng đến trong đám người, lặng lặng chờ đợi. Quá trình chờ đợi, Vương Nhất đột nhiên quay đầu nhìn Lãnh Nhan, mọi chuyện đều đã sắp xếp rồi chứ. Thiếu chủ, La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh đều đã đến thành phố Giang đợi. Lãnh Nhan cung kính gật đầu, trong mắt có thêm ánh lạnh, hôm nay, nhà họ Văn phải diệt. Đôi mắt Vương Nhất, cũng theo đó mà trở nên sâu hơn, anh đã cho Văn Thái và nhà họ Văn cơ hội, chỉ tiếc, chính bọn họ lựa chọn bỏ qua nó. Cô dâu đến. Lúc này trong nhà họ Lý có một tiếng hét lớn truyền ra. Lý Mộng Đình mặc một bộ đồ cưới màu đỏ chót, chậm rãi đi ra, mũ phượng đội đầu, tóc dài búi lên cao, gương mặt trang điểm tinh xảo. Nhưng mà, trên mặt Lý Mộng Đình không nhìn thấy vẻ vui mừng khi kết hôn nào. Dựa theo quy định, mời anh em họ của cô dâu, ôm vào xe hoa. Bà mối hô to lên. Các khách mời lập tức hai mặt nhìn nhau, ai là anh em họ của cô dâu. Lúc mọi người nghị luận thì Vương Nhất bước nhanh đến trước mặt Lý Mộng Đình. Hai mắt vô thần của Lý Mộng Đình, lúc này mới có chút tiêu cự, có chút mừng rõ nhìn Vương Nhất. Châu Mỹ Ngọc bên cạnh nhếch miệng, mặc dù trong lòng không vui, nhưng mà hôm nay là ngày đại hôn của Lý Mộng Đình, cũng không tiện nói gì. Đến đi! Vương Nhất cười nhạt một tiếng, rồi sau đó bế Lý Mộng Đình theo tư thế công chúa. Gương mặt Lý Mộng Đình lúc này mới có tươi cười. Hai tay vòng qua cổ Vương Nhất, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như điêu khắc của Vương Nhất. Có thể để Vương Nhất bế cô như vậy, Lý Mộng Đình cũng đã thỏa mãn dù chỉ là mấy bước ngắn ngủi. Rất nhanh, Vương Nhất bế Lý Mộng Đình vào trong xe hoa, sau đó đưa mắt nhìn xe hoa đi xa. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc đã đi đến, gương mặt vô cùng cảnh giác nhìn anh, đột sao chổi, tôi cảnh cáo cậu, hôm nay là ngày đại hỷ của Mộng Đình, nếu cậu dám phá hỏng hôn lễ, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Hôm nay Châu Mỹ Ngọc đặc biệt ăn mặc tỉ mỉ, không chỉ mặc sườn xám màu đen, còn tô son rực rỡ, ngũ quan rất là tinh xảo. Nhưng mà, lời nói ra, cùng với sắc mặt lộ ra, lại vô cùng cay nghiệt. Vương Nhất lạnh lùng liếc bà ta một cái, căn bản không để ý đến. Cậu, dám phớt lờ tôi. Gương mặt Châu Mỹ Ngọc vô cùng tức giận, ngón tay chỉ vào Vương Nhất run rẩy. Vẫn là Lý Thiên Dương lôi bà ta đi. Bên tai mới yên tĩnh một chút. Vương Nhất leo lên roi của Lãnh Nhan, rồi sau đó chạy lên cao tốc, không đến một tiếng sau, đã đến thành phố Giang. Nhà họ Văn là hào môn hàng đầu vùng Giang Chiết, nơi cử hành hôn lễ, cũng vô cùng xa hoa, giống như cung điện, mỗi một viên gạch men sứ màu vàng, mỗi một đồ điêu khắc trang trí, không chút nào không lộ ra khí chất quý tộc. Lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, một bàn tròn lớn phủ khăn đỏ, sớm đã ngồi đầy người. Hôn lễ này liên quan đến kết nối của hai thành phố Giang và Thiên An, có giúp đỡ rất lớn đối với kinh tế của cả hai thành phố, có ý nghĩa lớn lao, cho nên không chỉ những gia tộc lớn ở thành phố Giang được mời, còn có một vài gia tộc ở Thiên An, hơn nữa không ít những nhân sĩ thành công trong các giới. Thiếu chủ, thế lực thượng tầng thành phố Giang cao thấp không đều, lấy nhà họ Văn, nhà họ Hồ, nhà họ Lục, nhà họ Hạ làm đầu. Lãnh Nhan lần lượt giới thiệu thế lực ở thành phố Giang. Vương Nhất khẽ gật đầu, thành phố Giang là thành phố của tỉnh Giang Chiết, phát triển thì mạnh hơn Thiên An một chút, cho nên thế lực, nội tình của thành phố Giang cũng sâu hơn Thiên An một chút. Đồng thời, thành phố Giang là khu vực kinh tế trọng điểm, mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Lệ Tinh, chính là tiến quân vào tỉnh. Ngoại trừ một số thế lực ở thành phố Giang, Vương Nhất còn phát hiện một vài người quen. Nhà họ Lương, Lương Ý Hành, Lương Nhật Tân, nhà họ Thẩm, Thẩm Tử Kiện. Còn có nhà họ Kim, Kim Thành Phong. Bọn họ cũng phát hiện Vương Nhất, lập tức, phản ứng mọi người không giống nhau. Vẻ mặt Kim Thành Phong lo lắng, Thẩm Tử Kiện lại có vẻ nghiền ngẫm, về phần Lương Ý Hành, trực tiếp đứng dậy, gương mặt âm trầm đi về phía Vương Nhất. Vương Nhất, anh hại chết ông nội tôi, không lo trốn đi, còn dám xuất hiện trong trường hợp thế này.
trầm giọng hét lên, làm tất cả mọi người chú ý, không chỉ thế lực ở Thiên An bị hấp dẫn, ngay cả những gia tộc hàng đầu thành phố Giang, cũng kinh ngạc nhìn qua. Nhà họ Văn mặc dù đưa cho Vương Nhất một tấm thiệp mời, lại không sắp xếp anh ngồi cùng bàn với nhà họ Lý, nhà họ Châu, mà lại một mình một bàn, địa vị thấp đến đáng thương. Lúc này nghe thấy giọng của Lương Ý Hành, đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Chí Kiên cũng nhìn lại theo, khóe miệng cong lên cười lạnh nhìn có chút hả hê. Bọn họ rất vui vẻ nhìn Vương Nhất bị nhà họ Lương nhắm vào. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, vẻ âm trầm của Vương Nhất vẫn bình tĩnh, đột nhiên suy ngẫm cười, là ai giết Lương Nam Lĩnh, trong lòng anh không tự biết sao. Lời này vừa dứt, trong lòng Lương Ý Hành lập tức cả kinh, quay đầu nhìn Lương Nhật Tân, lại phát hiện Lương Nhật Tân đang bận rộn tán tỉnh với người đẹp hai bên. Vì vậy, ngờ vực vô căn cứ trong lòng cứ thế quét sạch, một con hát chỉ biết chơi bời gái gú sao có thể để lộ bí mật được. Ngay lúc Lương Ý Hành quay đầu đi, ánh mắt Lương Nhật Tân lập tức sâu lại, lóe lên một ý lạnh. Anh đã không chết mà dám ra đây, vậy vừa hay, cắt đứt hai chân, vĩnh viễn quỳ gối trước linh đường ông nội chuộc tội. Lương Ý Hành hét lớn một tiếng, lập tức có vệ sĩ nhanh chóng vây quanh Vương Nhất, anh ta không tin, Vương Nhất dám động thủ trong hôn lễ của nhà họ Văn. Vương Nhất liếc nhìn lãnh nhan lập tức hiểu ý, lạnh mặt, đi đến bàn nhà họ Lương. Đang muốn ra tay, đột nhiên vụt một tiếng, phía sau có tiếng phá gió vô cùng dồn dập, bay thẳng đến xương bả vai của lãnh nhan. Sắc mặt lãnh nhan thay đổi, vội vàng nghiêng người tránh né. Rầm rầm. Bàn long trụ sau lưng đột nhiên nhiều thêm mấy lỗ nhỏ đen kịt, nhìn kỹ, lại là hòn đá nhỏ tạo thành. Sắc mặt lãnh nhan thay đổi lớn, chỉ có cường giả tuyệt thế, mới có thể có sức lực như thế. Cô quay đầu lại, nhìn tất cả mọi người xung quanh, định tìm người ra tay. Thà phá 10 ngôi miếu, cũng không phá một cuộc hôn nhân, cô gái này, động thủ trên hôn lễ của người ta, không tốt lắm đâu. Lúc này, sau lưng có một âm thanh du dương. Chỉ thấy một thanh niên xinh đẹp bạch y bồng bềnh, tay cầm quạt xếp, chậm rãi bước ra. Ánh mặt lãnh nhan độc ác, anh chính là tiểu nhân đã âm thầm đánh lén tôi. Chàng trai xinh đẹp mỉm cười, tôi rõ ràng là tránh khỏi họa chảy máu xảy ra, sao vào trong miệng cô, lại thành tiểu nhân đánh lén. Lãnh nhan căn bản không nghe chàng trai xinh đẹp giải thích, trực tiếp vọt về phía anh ta. Vương Nhất đột nhiên hét lớn một tiếng, chậm đã. Lãnh nhan lập tức dừng bước. Gương mặt vô cùng không cam tâm quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Vương Nhất, cô ta chỉ có thể trở về sau lưng Vương Nhất. Hào môn thành phố Giang, Thẩm Tử Kiện, Kim Thành Phong, Lương Nhật Tân cũng nhìn chằm chằm vào cục diện này, muốn biết Vương Nhất phản kích thế nào. Chỉ thấy Vương Nhất chậm rãi đứng lên, nhìn chàng trai xinh đẹp này, ánh mắt hơi run rẩy, anh là ai? Chàng trai áo trắng xinh đẹp mỉm cười, cổ tay run lên, quạt xếp hơi lay động. Tự báo họ tên. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Dịch Phi, nhà họ Nhan chính là tôi. Nhan Dịch Phi. Ánh mắt Vương Nhất hơi kinh ngạc, sắc mặt lập tức thay đổi. Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện cũng cười ra tiếng, quái thai nhà họ Nhan kia, cuối cùng chịu lộ diện rồi. Cả ngày tự giam mình trong phòng, chỉ biết viết chữ vẽ tranh, đọc sách luyện võ, con người cũng ngốc đi. Thẩm Tử Kiện lắc đầu nói, đây không phải là cuộc sống của công tử gia. Tôi còn cho rằng anh ta muốn xuất gia luôn rồi. Thiếu gia của bốn hào môn ở Thiên An được gọi là Thiên An Tứ Thiếu, Kim Thành Vũ đã sớm sống thực vật, đến nay vẫn chưa tỉnh, Lương Ý Hành xem như đã như ý nguyện ngồi trên vị trí gia chủ nhà họ Lương, Thẩm Tử Kiện hư tình giả ý, bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu, chỉ là thiếu gia nhà họ Nhan, Vương Nhất chưa từng tiếp xúc. Hôm nay, mới là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ. Vương Nhất híp mắt đánh giá Nhan Dịch Phi. Vẻ mặt Nhan Dịch Phi bình tĩnh, tùy ý Vương Nhất đánh giá. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhan Dịch Phi mặc một bộ đồ trắng, người như tuyết trắng, tóc dài bồng bềnh, vẻ đẹp cực kỳ cổ điển, mỗi một chỗ trên ngũ quan, đều không chút tỉ vết, sạch sẽ xếp cùng nhau. Ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, vẻ ngoài như vậy, cho dù con gái cũng phải có mấy phần ghen tị, nhưng Vương Nhất lại nhạy cảm phát hiện trong cổ của Nhan Dịch Phi có gì đó nổi lên. Đó là hầu kết. Anh ta là nam. Tôi nhận ra anh tên Vương Nhất, đúng không? Nhan Dịch Phi cười ha ha nhìn Vương Nhất, lễ phép vươn tay với anh. Vương Nhất thu hồi tầm mắt, không từ chối, nắm tay với anh ta. Chỉ là, trong lúc nắm tay,
Vương Nhất lại cảm thấy nơi bàn tay có một nguồn lực mạnh mẽ truyền đến. Vương Nhất hơi kinh ngạc, sau đó lông mày nhảy lên. Chơi loại thủ đoạn này với mình, quả thật không biết tự lượng sức. Sắc mặt anh bình tĩnh, thậm chí khóe miệng có nụ cười nhạt, bàn tay lại dùng sức. Lập tức, Nhan Dịch Phi vốn còn mỉm cười đột nhiên đổi sắc, cơ mặt rung động kịch liệt, cả người cũng run lẩy bẩy. Trên cổ tay có một sức lực lớn truyền đến, giống như muốn bóp nát gân cốt trên tay anh ta. Ánh mắt Nhan Dịch Phi bỗng trở nên hoảng sợ, không thể tin được nhìn Vương Nhất vẫn bình tĩnh như trước. Anh ta nhìn ra được, người trẻ tuổi này, còn chưa dùng hết toàn lực, giống như mèo vờn chuột, trêu mình. Anh Vương, mọi người đều đang nhìn đó. Nhan Dịch Phi cố nén đau đớn kịch liệt mà cổ tay truyền đến, mỉm cười nói. Hôm nay vốn là ngày vui của nhà họ Văn, trước hôn lễ, cũng là mở khẩu vị một chút thế nào. Vương Nhất híp mắt, ý tứ sâu xa nói. Vừa dứt lời, trái tim Nhan Dịch Phi lập tức lộp bột, kịch liệt nhảy lên một cái. Anh ta nghe được lời ngầm trong lời nói của Vương Nhất, nếu như anh còn dám quản chuyện người khác, tôi không ngại đưa anh vào bệnh viện trước. Không thế nào cả. Nhan Dịch Phi hít sâu một hơi, thỏa hiệp nói, tôi chỉ là đang muốn làm quen với anh Vương một chút mà thôi. Bây giờ đã quen biết rồi. Sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng, thả lỏng Nhan Dịch Phi ra. Ngay lúc buông tay, Nhan Dịch Phi lập tức cầm lấy cái tay kia, đồng tử mở lớn. Có thể nhìn thấy, bàn tay kia đã sưng vù, bàn tay đã biến hình vặn vẹo, nếu Vương Nhất dùng thêm chút sức nữa, có thể bóp đứt cả bàn tay anh ta. Cả quá trình này không đến một phút đồng hồ, nhưng mà Nhan Dịch Phi đã cảm nhận được sự khủng bố của Vương Nhất, trong ánh mắt, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Người ngoài cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi xảy ra tia lửa gì, Lương Ý Hành nhìn Vương Nhất cười lạnh một tiếng, anh thật đúng là người chuyên gây họa, đi đến đâu đắc tội đến đấy, quái thai nhà họ Nhan kia là thành viên trung tâm của Hiệp hội Võ Đạo, đắc tội với anh ta, đừng mong có quả ngon ăn. Lương Ý Hành, anh câm miệng cho tôi. Nhan Dịch Phi giận dữ mắng, trên mặt đau rát. Thành viên trung tâm Hiệp hội Võ Đạo, nếu như bình thường, đây chính là quang vinh, cũng rất uy hiếp người, nhưng mà trước mặt Vương Nhất, thân phận này càng giống như một chuyện cười. Quả nhiên, sau khi biết được tin tức này, trên mặt Vương Nhất cũng lộ vẻ đăm chiêu, thì ra anh là người của Hiệp hội Võ Đạo. Có biết đến bao đại sư? Ánh mắt Nhan Dịch Phi lập lòe, hơi chần chừ một chút, gật đầu nói, có biết. Vậy thì tốt rồi. Trên mặt Vương Nhất mang theo nụ cười nhẹ nhõm, tôi nghĩ, không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Nhan Dịch Phi không biết lời này của Vương Nhất là có ý gì, nhưng mà không giống người gây sự lúc trước. Lương Ý Hành bước lên một bước, đột nhiên nói, anh Dịch Phi, Vương Nhất này làm nhục anh như thế, anh không dạy dỗ anh ta một chút sao? Sắc mặt Nhan Dịch Phi lập tức trở nên khó coi, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lương Ý Hành, tôi và anh rất thân sao? Nói xong, lại lần nữa quay về bàn nhà họ Nhan, không liên quan đến việc này nữa. Lương Ý Hành ngạc nhiên, vốn định ra giá cao mời sát thủ ám sát Vương Nhất, không ngờ đến huyền thưởng lệnh trong web ngầm bị phong tỏa rồi, Lương Ý Hành cũng không còn cách nào, chỉ có đặt ánh mắt vào hôn lễ này. Nhan Dịch Phi chính là anh ta dùng một cái giá rất lớn, chính là vì đối phó người luyện võ Vương Nhất này, sao hai người vừa bắt tay, Nhan Dịch Phi lại đổi ý rồi. Quan hệ giữa Thiên An Tứ Thiếu nhìn như hòa hợp, trên thực tế đều là ngụy quân tử, bên ngoài khiêm tốn, thủ đoạn sau lưng người này càng ác hơn người kia, cho nên bốn người cũng chỉ duy trì quan hệ bên ngoài mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Lương Ý Hành trở lại bình thường, âm trầm nhìn Vương Nhất, cho dù Dịch Phi không ra tay, cậu cho là cậu trốn được sao? Hôn lễ kết thúc, sẽ là ngày kết thúc của cậu. Lời này vừa dứt, cả hào môn thành phố Giang đều vỗ tay khen hay. Chỉ là người đứng xem, không có ý nhúng tay vào, người nhà họ Châu, không có một ai đứng ra nói chuyện giúp Vương Nhất. Từ bọn họ mà nhìn, nhà họ Lương sao có thể không làm gì được một phế vật chứ? Vậy anh cứ thử xem. Trong mắt Vương Nhất cũng lạnh lùng, nếu như Lương Ý Hành dám ra tay, anh cũng không ngại giết sớm cho sảng khoái. Dừng tay cho tôi. Đúng lúc này, sau lưng có một tiếng kêu vô cùng tức giận. Một thiếu phụ mặc váy dạ hội bước đến. Khuôn mặt xinh đẹp, thùy mị thướt tha, nhất là khuôn mặt giống Văn Thái đến 7-8 phần, chứng minh thân phận của bà ta. Bà Văn, Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện, Nhan Dịch Phi đều hỏi thăm. Vương Nhất không chút biểu tình đánh giá mẹ của Văn Thái, cũng không nói lời nào. Hôm nay là ngày đại hỷ của con tôi,
mặc kệ các vị có ân oán gì, tạm thời để xuống, cho nhà họ Văn chúng tôi một cái mặt mũi. Tuy là phụ nữ, nhưng cũng lộ ra khí thế chủ mẫu nhà họ Văn một mình đảm đương một phương. Chỉ là mấy công tử hào môn thành phố Giang, lại trêu chọc nhìn Văn Bội Cầm, cũng không có mấy kính trọng, thậm chí còn thấp giọng nói gì với nhau. Lương Ý Hành gật gật đầu, nếu bà Văn đã mở miệng, tôi nguyện để ân oán sang một bên, đợi qua đại hôn, sẽ giải quyết sau. Như vậy rất tốt. Văn Bội Cầm gật gật đầu, sau đó liếc nhìn Vương Nhất, hỏi, Lý Mộng Đình là cái gì của cậu? Vẻ mặt Vương Nhất khó hiểu, không rõ tại sao bà ta lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời, xem như là em gái tôi. Cậu đi theo tôi. Văn Bội Cầm một phát bắt lấy cánh tay Vương Nhất, kéo anh vào trong khách sạn. Cạch. Hai người đến một căn phòng xa hoa, Văn Bội Cầm nặng nề đóng cửa lại, lạch cạch một tiếng, còn khóa trái cửa. Ánh mắt Vương Nhất hơi chấn động, bà Văn, bà làm gì vậy? Văn Bội Cầm lại kéo rèm lên, xác định bên tường không có ai, lúc này mới trịnh trọng nói với Vương Nhất, hy vọng cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện, trước khi hôn lễ này bắt đầu, xin cậu mang Lý Mộng Đình đi. Tôi dẫn cô ấy đi. Vương Nhất ngạc nhiên nhìn Văn Bội Cầm, không ngờ rằng người phụ nữ kéo anh vào phòng khách sạn lại nói một câu như vậy. Chẳng mấy chốc, hai mắt của Vương Nhất trở nên sâu hơn, tại sao? Chẳng phải bà là mẹ ruột của Văn Thái sao? Nếu đã là mẹ ruột, khi con trai sắp kết hôn thì bà ấy nên vui mừng mới đúng, nhưng từ trên mặt Văn Bội Cầm lại không hề có một tia vui vẻ, ngược lại còn vô cùng trầm trọng. Như đám cưới của Văn Thái là ngày tận thế vậy. Văn Bội Cầm gật đầu, bà lo lắng nói, vì là mẹ ruột của Văn Thái nên tôi mới không muốn nó làm hại những cô gái khác. Nghĩa là sao? Vương Nhất nheo mắt lại, anh hỏi. Chắc cậu cũng biết một vài tin đồn xấu của nhà họ Văn chúng tôi đúng không? Vương Nhất gật đầu. Gia tộc nào cũng có vài điều tai tiếng, nhà họ Văn cũng vậy. Vương Nhất nhớ là Văn Thái chính là con hoang của Văn Bội Cầm và một người đàn ông bên ngoài. Nếu không vì mặt mũi gia tộc thì Văn Bội Cầm đã sớm bị Văn Cung Hiển giết chết rồi. Văn Bội Cầm cười cay đắng, mọi người đều mắng tôi hạ tiện, dám cắm sừng Văn Cung Hiển nhưng có ai biết rằng tôi đã bị bạo lực gia đình trong cái nhà họ Văn này suốt bao năm nay. Vương Nhất không cắt lời bà, nhưng ánh mắt của anh càng lúc càng sâu, có thể những tin tức về nhà họ Văn còn có ẩn tình khác. Thật ra, tôi không hề thích Văn Cung Hiển. Trước khi gả vào nhà họ Văn, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác mà thôi. Khi kể lại quá khứ, nét mặt Văn Bội Cầm càng thêm cô quạnh. Bà không khoe khoang về bản thân. Dù Văn Bội Cầm đã ở tuổi ngũ tuần nhưng bà vẫn giữ được dáng người và làn da nuột nà, nói 30 tuổi vẫn có rất nhiều người tin, có thể thấy lúc trẻ bà đẹp như thế nào. Văn Cung Hiển nhìn chúng tôi, ông ta bắt cóc tôi đến nhà họ Văn và giam tôi hơn một năm. Trong thời gian đó, ông ta đã tra tấn tôi bằng nhiều cách khác nhau để khiến tôi yêu ông ta, cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể đồng ý lời cầu hôn của ông ta. Lấy người mình không thích cũng chẳng sao. Tôi cứ tưởng rằng sau khi kết hôn, chuỗi ngày đen tối sẽ chấm dứt, nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Văn Bội Cầm đau đớn, tôi vốn không mang họ Văn, nhưng sau khi kết hôn, Văn Cung Hiển đã buộc tôi phải đổi họ của mình. Nếu Lý Mộng Đình bước vào nhà họ Văn, con bé cũng sẽ bị ép mang họ Văn. Chuyện này còn chưa tính là gì. Quá đáng nhất là mọi người trong nhà họ Văn đều có thói bạo lực gia đình nghiêm trọng. Trong suốt 30 năm qua, tôi đã bị đánh không dưới 100 lần. Văn Bội Cầm sắn tay áo lên, đập vào mắt Vương Nhất là những vết bầm tím dày đặc. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, trên người tôi còn nhiều vết thương nữa. Vẻ mặt bà ấy cực kỳ bình tĩnh như đang kể lại một sự việc thường ngày. Vương Nhất biến sắc, anh không nhịn nổi, bà chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn sao. Tất nhiên là rồi, nhưng cũng vô dụng. Văn Bội Cầm lắc đầu, tôi bị bắt lại rồi bị đánh một trận no đòn. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Với sức ảnh hưởng của nhà họ Văn, cảnh sát sẽ không quan tâm đến loại chuyện này. Vương Nhất trầm mặc, nhưng trong lòng anh lại trào lên lửa giận nghịch thiên. Trước kia, khi Lý Mộng Đình bị Văn Thái bạo hành, anh cứ nghĩ đó chỉ là do bốc đồng, nhưng bây giờ nghĩ lại, là bạo lực gia đình di truyền thì có. Cả lũ nhà họ Văn đều là bọn điên. Nếu Lý Mộng Đình gả vào nhà họ Văn, những gì đón cô ta sẽ là chuỗi ngày hành hạ đen tối. Tôi và người yêu cũ bị Văn Cung Hiển ép chia tay, nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ. Sau khi tôi kết hôn, anh ấy đã đến gặp tôi vài lần và nói muốn đưa tôi đi,
nhưng sau đó thì bị bắt lại. Văn Bội Cầm nhẹ nhàng nói, Văn Cung Hiển đã giết anh ấy ngay trước mặt tôi, nhưng ông ta không ngờ rằng tôi đã mang thai Văn Thái. Tôi không nói cho Văn Cung Hiển biết, chỉ bí mật sinh Văn Thái ra rồi tự mình nuôi dưỡng nó mấy tháng liền, sau đó thì bị Văn Cung Hiển phát hiện. Vốn dĩ ông ta muốn giết chết Văn Thái, nhưng tôi đã lấy cái chết ra uy hiếp nên thằng bé mới giữ được mạng. Tuy nhiên, Văn Cung Hiển vẫn tách riêng tôi và Văn Thái. Trong suốt quãng thời gian đó, Văn Cung Hiển đã nuôi dạy Văn Thái. May mắn là Văn Thái từ nhỏ đã rất thông minh, còn thông minh hơn Văn Đào rất nhiều. Vì nghiệp lớn nên Văn Cung Hiển đã từ bỏ ý định giết chết Văn Thái. Vương Nhất vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, sự giáo dục của cha mẹ rất quan trọng, Văn Thái từ nhỏ đã được Văn Cung Hiển nuôi dưỡng nên tính cách cũng giống Văn Cung Hiển hơn. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao tôi lại yêu cầu cậu đưa Lý Mộng Đình đi rồi đúng không? Văn Bội Cầm lo lắng, tôi không muốn lại có thêm một cô gái vô tội phải chịu đau khổ nữa. Vương Nhất bỗng cảm thấy kính nể người phụ nữ có vẻ nhu nhược này. Một người phụ nữ yếu đuối, nhưng lại là một người mẹ mạnh mẽ. Bà ấy là một người mẹ tốt, cũng là một người tốt bụng, nhưng thế giới lại quá bất công với bà. Tôi hiểu rồi. Vương Nhất gật đầu, cảm ơn bà đã nói cho tôi chuyện này. Văn Bội Cầm lập tức đứng lên, vẫn chưa muộn đâu, cậu nhanh dẫn Lý Mộng Đình đi đi. Một lát nữa, tôi sẽ gọi một người hầu có dáng người gần giống với Lý Mộng Đình tới thế chỗ. Nhân cơ hội này, cậu hãy dẫn con bé rời đi. Vương Nhất bình tĩnh nhìn Văn Bội Cầm, sau đó anh đột nhiên hỏi, vậy bà phải làm sao? Kế hoạch này thật sự khá khả thi, nhưng tất cả đều là vì lợi ích của Lý Mộng Đình, Văn Bội Cầm không hề nghĩ đến bản thân. Văn Bội Cầm lắc đầu, bà lạnh nhạt nói, tôi không thể đi được, có thể đưa ai trốn được thì cứ đưa đi, tôi là vợ của Văn Cung Hiển, cho dù có bị phát hiện thì ông ta cũng sẽ không ra tay với tôi. Ông ta sẽ giết bà. Vương Nhất nhìn bà thật sâu. Giết thì cứ giết đi. Văn Bội Cầm bất cần đời, cứ phải sống khổ sở như vậy, chết cũng là một cách giải thoát. Vương Nhất im lặng một hồi, sau đó lắc đầu từ chối, xin lỗi, tôi không thể làm thế được. Tại sao? Văn Bội Cầm biến sắc. Có hai sai sót trong kế hoạch này. Vương Nhất duỗi hai ngón tay ra, đầu tiên, bà nói muốn dùng một người giúp việc có dáng người tương tự như Lý Mộng Đình đến làm thế thân. Nhưng mạng sống của người giúp việc đó thì sao? Thứ hai, bà phải làm thế nào? Chắc chắn nhà họ Văn sẽ tra được tới bà. Chuyện này, Văn Bội Cầm xấu hổ. Nếu thực hiện kế hoạch này, bà và người giúp việc kia đừng nghĩ tới việc sống sót rời đi. Tôi hiểu lòng tốt của bà, nhưng tôi vẫn xin từ chối thực hiện kế hoạch này. Vương Nhất nghiêm túc nói, mỗi người đều sống không dễ dàng, không ai cao quý hơn ai cả. Văn Bội Cầm dịu dàng nhìn Vương Nhất, lúc trước khi cậu và nhà họ Lương, nhà họ Nhan xảy ra mâu thuẫn, tôi đã chú ý tới cậu. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, cậu thật sự là một người rất chính nghĩa. Vương Nhất cười nhẹ không đáp. Ngay sau đó, Văn Bội Cầm lại cau mày, nhưng nếu không làm theo kế hoạch này thì làm sao mới cứu được Lý Mộng Đình đây? Đừng lo, tôi sẽ phá hủy đám cưới này theo cách của riêng mình. Vương Nhất nhìn về phía màn đêm đen kịt. Trong sâu trong đôi mắt đen toát lên từng tia hàn ý. Văn Bội Cầm lo lắng, cậu định làm gì? Nơi đây không chỉ do tất cả bảo vệ của nhà họ Văn canh gác, còn có rất nhiều gia tộc hào môn của Thiên An, thành phố Giang, rất khó để đột phá vòng vây đó. Ai nói tôi muốn đột phá vòng vây? Vương Nhất mỉm cười đầy tự tin, sau đêm nay sẽ không còn nhà họ Văn nữa, bà tự do rồi. Nói xong, anh mở cánh cửa đã khóa ra và sải bước ra ngoài. Sau khi Vương Nhất rời đi, Văn Bội Cầm yên lặng ngồi ở trên giường, trằn trọc không yên. Dù Vương Nhất nói rằng anh sẽ sử dụng cách của riêng mình để cứu Lý Mộng Đình nhưng Văn Bội Cầm vẫn không tin anh có thể làm được. Sở dĩ nhà họ Văn có thể trụ vững ở Giang Châu không chỉ nhờ sự giàu có vô địch, mà còn nhờ thế lực của một gia tộc quyền uy. Thậm chí, di sản giàu mạnh của gia tộc đã lôi kéo rất nhiều kẻ mạnh. Dưới tình cảnh như vậy, việc Lý Mộng Đình trốn đi gần như là điều không thể. Ngay khi bà còn đang bồn chồn thì một bóng người cao lớn đi tới, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, bà còn ở đây làm gì? Văn Bội Cầm lập tức đứng lên, vẻ mặt trở lại như bình thường, bà mỉm cười, tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Văn Cung Hiển nhìn quanh phòng, sau khi thấy khăn trải giường bên kia nhăn nhúm, ông ta lạnh lùng hỏi, có ai đến phòng của bà sao? Không.
Văn Bội Cầm bỗng trở nên bối rối, sắc mặt bà có chút tái nhợt. Vừa rồi tâm trạng của bà không ổn định nên đã quên xóa những dấu vết này. Chát! Văn Cung Huyền lập tức tát mạnh Văn Bội Cầm, trong mắt ông ta lóe lên tia hung tợn. Văn Bội Cầm, dẹp hết những cái ý tưởng vớ vẩn trong đầu bà đi, tôi biết bà đang nghĩ gì. Cả đời này, bà chỉ có thể là người phụ nữ của Văn Cung Huyền này, có hiểu không? Văn Bội Cầm che mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Văn Cung Huyền hài lòng gật đầu, sau đó ông ta lấy ra một chiếc vòng tay tinh xảo bằng thép không gỉ, đưa cho Văn Thái, đi đưa chiếc vòng này cho con dâu chúng ta. Đây là cái gì? Văn Bội Cầm trợn mắt, cũng không vươn tay ra nhận. Mộng Đình gả vào nhà chúng ta, là ba chồng mà tôi vẫn chưa tặng cho con bé lễ vật gì. Dùng cái này để thay vậy. Văn Cung Hiển ra lệnh, đi nhanh đi. Cả người Văn Bội Cầm run lên, bà vội vàng cầm lấy chiếc vòng rồi chạy đến phòng của Lý Mộng Đình. Bà vừa đi vừa cẩn thận nghiên cứu chiếc vòng tay. Toàn bộ thân vòng được làm bằng kim loại, chế tác cực kỳ tinh xảo, nhưng sao có thể dùng một chiếc vòng tay kim loại làm quà tặng. Điều khiến Văn Bội Cầm khó hiểu nhất chính là chiếc vòng tay này quá lớn, lớn đến mức không thể đeo vào cổ tay, giống như đeo vào cánh tay thì đúng hơn. Văn Bội Cầm nghi hoặc xắn tay áo lên, tự đeo lên người rồi quay về đường cũ. Sau khi rời khỏi phòng Văn Bội Cầm, Vương Nhất cũng không đi đến chỗ tiệc cưới ngoài trời, mà đi tới phòng nghỉ của cô dâu rồi gõ cửa phòng. Lý Mộng Đình mở cửa ra, khi nhìn thấy Vương Nhất trong bộ vest chỉnh tề, cô ta lập tức vui mừng khôn xiết. Mau vào đi. Sau khi kéo Vương Nhất vào phòng, cô ta nhìn anh đầy mong đợi rồi hỏi, Vương Nhất, anh đến đưa tôi đi sao? Vương Nhất lắc đầu. Lý Mộng Đình lập tức trở nên thất vọng, không phải anh đã hứa với tôi rằng sẽ không để tôi kết hôn sao? Chẳng lẽ, anh lừa tôi? Lúc này, Vương Nhất mới nhận ra mặt Lý Mộng Đình đầy nước mắt, hẳn là lúc ở đây một mình, cô ta đã khóc rồi. Vậy nên, Vương Nhất bèn nói, tôi không lừa cô. Tôi đã nói sẽ đưa cô đi thì nhất định sẽ mang cô đi, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì là khi nào? Ánh mắt Vương Nhất trở nên ngưng trọng, anh nói ra ba chữ, trong đám cưới. Lý Mộng Đình sững người, miệng cô ta khẽ há. Một lúc lâu sau, cô ta mới hoàn hồn và không nén nổi kinh ngạc, anh điên rồi sao? Anh muốn cướp dâu. Vương Nhất gật đầu không đáp. Tim Lý Mộng Đình lập tức nhảy loạn, ý tưởng này quá điên rồ rồi. Nhưng, anh đã kết hôn rồi mà. Vương Nhất cười nhạt, ai nói kết hôn rồi thì không thể cướp dâu. Tôi chỉ giúp cô không rơi vào miệng cọp thôi chứ không hề nói sẽ chịu trách nhiệm. Đôi mắt đầy hy vọng của Lý Mộng Đình lại ảm đạm hẳn đi. Vương Nhất nói tiếp, hơn nữa, trong lễ cưới này, vợ và con gái tôi cũng sẽ đến. Lý Mộng Đình kinh ngạc, có chút không dám tin. Vợ của Vương Nhất, cô ta chỉ biết Vương Nhất đã có gia đình, nhưng không hề biết vợ của anh là ai. Vì để tìm ra vợ của Vương Nhất là ai, nhà họ Châu đã không ngần ngại để cô ta dụ dỗ Vương Nhất, nhưng cuối cùng lại bị tát mạnh vào mặt. Bây giờ, người vợ bí ẩn của anh cuối cùng cũng lộ diện rồi. Không biết tại sao nhưng Lý Mộng Đình lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đừng sợ, tôi sẽ đưa cô đi trước khi Văn Thái cầu hôn. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết và nghiêm túc của Vương Nhất, một Lý Mộng Đình gần như đã tuyệt vọng dần bình tĩnh trở lại. Được. Sau khi Vương Nhất rời đi, Lý Mộng Đình ở một mình trong phòng và bắt đầu dặm make up. Phụ nữ là người biết tự làm hài lòng bản thân. Lát nữa, có người muốn cướp dâu cơ mà, cô ta nhất định phải dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để nghênh đón chứ. Thời gian dần trôi qua, đã sắp đến 6 giờ 08 phút tối. Còn 10 phút nữa là đám cưới của Lý Mộng Đình và Văn Thái. Hiện trường đã phát những bản nhạc đám cưới kinh điển. Thảm đỏ cao quý trải dài từ phía nam khách sạn đến phía bắc, xa hoa cực điểm. Ở 4 góc của hội trường, không ít máy đã được set up và tiến hành ghi hình. Đám cưới của nhà họ Văn thu hút sự chú ý của toàn thành phố, nên sẽ được phát live stream. Sau những bài phát biểu hào nhoáng, vị chủ trì hôn lễ tuyên bố bắt đầu lễ cưới, mời cô dâu chú rể bước vào. Bốp bốp! Lập tức, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hơn nữa những người vỗ to nhất chính là đám nhà họ Châu, Châu Mỹ Ngọc, Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Hòa. Họ vỗ muốn nát cả tay rồi. Bởi vì đây là cột mốc đối với nhà họ Châu, sau khi trở thành thông gia với nhà họ Văn, nhà họ Châu sẽ được một bước lên trời. Bang bang! Đèn hội trường đều tắt. Ngay sau đó,
ánh đèn chói lọi chiếu về một hướng, nơi ánh đèn hội tụ, Văn Thái mặc vest chú rể đang đứng thẳng tắp, khí chất người người, lại cực kỳ có hương vị giang sơn. Cô dâu Lý Mộng Đình cũng xuất hiện ở đầu bên kia, cô ta mặc một chiếc váy cưới màu trắng cùng đôi găng tay dài bằng ren kiểu quý tộc, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Hai người chậm rãi đi về phía nhau. Vương Nhất nhìn đồng hồ rồi nheo mắt, sắp đến giờ rồi. Văn Thái đến bên Lý Mộng Đình, anh ta quỳ một chân xuống rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trìu mến nhìn Lý Mộng Đình. Mộng Đình, ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ em là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này, có đôi môi quyến rũ nhất thế giới này, cũng từ đó, anh biết rằng em chính là người con gái mà anh đang tìm kiếm. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía khách mới, hạnh phúc của chúng tôi không thể thiếu lời chúc phúc của các bạn. Tôi hy vọng rằng mỗi vị khách có mặt ở đây đều có thể chúc phúc cho chúng tôi từ tận đáy lòng. Bốp bốp, tiếng hoan hô nồng nhiệt vang lên, mọi người vỗ tay tán thưởng, chỉ có Văn Bội Cầm lo lắng đứng nhìn. Vẫn là quá muộn rồi, bà khẽ lắc đầu tiếc nuối. Hai người sẽ không hạnh phúc. Đột nhiên, một giọng nói nổi bật vang lên giữa tiếng hò reo. Âm thanh không lớn nhưng ai cũng nghe được. Nghe thấy giọng nói này, hai mắt Lý Mộng Đình sáng lên, còn sắc mặt Văn Thái thì trở nên u ám. Không chỉ Văn Thái trên sân khấu, mà cả nhà họ Văn và nhà họ Châu ở gần sân khấu nhất đều bị sốc. Họ đều nghe thấy rõ ràng, trong đám khách mời đã có người nói, hai người sẽ không hạnh phúc. Sau khi bị sốc, đại diện của các gia tộc ở Thiên An và Giang Thanh đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nếu có người dám cướp dâu trước mặt toàn thể khách mời thì nhà họ Văn sẽ mất sạch mặt mũi. Văn Cung Hiển đen mặt, những người còn lại trong nhà họ Văn cũng cực kỳ tức giận. Châu Chí Kiên và Châu Mỹ Ngọc trông rất hoang mang và bối rối, chỉ có Lý Thiên Dương và Văn Bội Cầm khi nghe những lời này lại cảm thấy sảng khoái. Hôm nay là ngày đại hỷ của gia tộc, ai dám nói nhăng nói cuội. Văn Thái không thể giữ bình tĩnh được nữa, ánh mắt u ám liếc về phía khách mời. Dưới ánh nhìn của vô số người, Vương Nhất chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía sân khấu. Tất cả mọi người đều bị sốc, bởi vì Vương Nhất chính là người gây hấn với Lương Ý Hành và Nhan Dịch Phi lúc trước. Anh định đắc tội với tất cả công tử trong thành phố hay sao? Vương Nhất! Nhìn Vương Nhất mặc một bộ Âu phục thẳng tắp dáng người cao lớn đi về phía mình, cơ mặt Văn Thái co giật kịch liệt, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn anh. Là người của nhà họ Châu mấy người đó. Nhìn thấy người tới, sắc mặt già nua của Văn Cung Hiển càng tệ, ông ta tức giận nhìn về phía nhà họ Châu. Trong phút chốc, mọi thành viên của nhà họ Châu đều như rơi vào hầm băng. Châu Mỹ Ngọc tái mặt đứng lên, bà ta chỉ vào Vương Nhất rồi gào thét, phế vật, mày đang làm cái gì vậy? Điều bà ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra chuyện, nhưng không ngờ trước mặt bao nhiêu gia tộc ở thành phố Giang và Thiên An, Vương Nhất vẫn không biết điều, lại dám cướp dâu nơi công cộng như vậy. Tuy nhiên, Vương Nhất chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình, thậm chí mặc kệ đối phương là kẻ bạo lực gia đình, chỉ để đổi lấy quyền lợi của gia tộc, người như vậy không đáng làm mẹ. Châu Chí Kiên, lập tức kéo người của mấy người xuống, nếu không, mấy người cũng không cần tham gia hôn lễ này nữa. Văn Cung Hiển tức giận gầm lên với Châu Chí Kiên. Những người còn lại của nhà họ Văn cũng đồng ý. Một gia tộc nhỏ ở Thiên An cũng dám phá đám cưới của nhà họ Văn. Đúng là chán sống rồi. Mau ngăn tên phế vật kia lại đi, nếu không đuổi hết mấy người ra ngoài luôn. Hủy hợp tác, cùng nhau chèn ép. Lập tức, Châu Chí Kiên cảm thấy vô cùng áp lực, mồ hôi tuôn ra như suối. Nếu Vương Nhất cứ tiếp tục gây rối như vậy thì tuần trăng mật của nhà họ Văn và nhà họ Châu sẽ hoàn toàn chấm dứt. Hơn nữa, họ còn bị nhà họ Văn chèn ép. Cảnh này hệt như 5 năm trước, nhà họ Lý bị nhà họ Kim chèn ép. Thiên Dương, nhanh thuyết phục con trai của anh đi, đừng phá hoại đám cưới của Mộng Đình và cậu Văn nữa. Tim Châu Chí Kiên đang rỉ máu, ông ta biết Vương Nhất nghe lời Lý Thiên Dương nhất nên lập tức quay đầu về phía ông. Ba, con xin lỗi, con không thuyết phục được Tiểu Nhất. Lý Thiên Dương chậm rãi nhấp ly rượu trong tay, căn bản không thèm quản. Ông vốn không đồng ý cuộc hôn nhân của Lý Mộng Đình và Văn Thái. Nếu Vương Nhất phá hoại hôn lễ này, ông ta mừng còn không kịp. Đồng thời, ông ta cũng nhìn rõ được rằng, Vương Nhất đã luôn cho nhà họ Văn cơ hội để nhà họ Văn vào thị trường Thiên An. Đáng tiếc, nhà họ Văn hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội, thậm chí còn đụng đến giới hạn của Vương Nhất.
Lúc này, Vương Nhất cuối cùng cũng đi tới trước mặt Văn Thái. Anh im lặng không nói, chỉ vô cảm nhìn anh ta. Lãnh Nhan theo sát đằng sau và lạnh lùng nhìn Văn Thái, chỉ cần Vương Nhất ra lệnh, dao của cô ta sẽ hạ xuống ngay. Lý Mộng Đình cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô ta biết rằng sau khi Vương Nhất nói ra những lời đó, cô ta đã an toàn rồi. Sắc mặt Văn Thái âm u tới cực điểm, anh ta nhìn Vương Nhất rồi bỗng hít một hơi thật sâu. Họ Vương kia, anh cũng to gan lắm, đến cả hôn lễ của tôi mà cũng dám phá. Vương Nhất bình tĩnh nói, thật ra, chỉ cần anh chủ động hủy hôn với Mộng Đình, thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Văn Thái bật cười thành tiếng, hủy hôn. Tại sao phải hủy hôn? Nếu làm thế thì mặt mũi của gia tộc nhà tôi vứt đi đâu? Chẳng lẽ trong mắt anh, mặt mũi không quan trọng bằng mạng người sao? Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, âm thanh lạnh tới cực điểm. Văn Thái cũng hơi sững sờ, sau đó anh ta cười lạnh, xem ra anh đã biết cái gì rồi. Tất cả những tội lỗi của anh và lão già Văn Cung Hiển kia, tôi đều nắm rõ. Vương Nhất dám gọi ông ta là lão già khiến sắc mặt Văn Cung Hiển càng lúc càng trở nên âm trầm. Vậy thì càng không thể để anh sống sót rồi. Ánh mắt Văn Thái đột nhiên trở nên dữ tợn, không chỉ Vương Nhất, mà cả Lý Mộng Đình đều bị anh ta tính sổ. Lúc này, micro đã bị tắt, vì vậy không ai ở hàng ghế khách mới có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Lý Mộng Đình sửng sốt, cô trợn mắt không dám tin, anh muốn giết tôi. Tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn giúp gia tộc mở rộng sang thị trường Thiên An. Bây giờ đã mở rộng thị trường rồi, với tôi, cô chẳng còn tác dụng gì cả. Lại còn xảy ra chuyện thế này gây tổn hại đến thể diện của nhà họ Văn, cô thấy tôi còn có thể giữ lại tính mạng của cô không? Văn Thái hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang mình rồi để lộ sát ý với Lý Mộng Đình. Lý Mộng Đình lùi lại phía sau, cô ta kinh hãi không nói được lời nào. Lúc này Vương Nhất vươn tay kéo cô ta ra sau lưng. Hành động này khiến hội trường náo loạn. Cướp dâu rồi. Qua, con dâu nhà họ Văn bị cướp trước mặt mọi người. Sau này nhà họ Văn còn mặt mũi gì ở thành phố Giang nữa. Đúng là một vở kịch đặc sắc. Nghe thấy các gia tộc khác ở Thiên An và thành phố Giang lên tiếng chế nhạo, mọi người trong nhà họ Châu đều tâm hóa cho tàn. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Nhìn Lý Mộng Đình đứng sau lưng Vương Nhất. Sát khí trong mắt Văn Thái càng nhiều, nơi đâu đều là vệ sĩ của nhà họ Văn. Cô thấy mình trốn thoát nổi sao? Hay là, cô muốn cùng anh ta làm một đôi uyên ương mệnh khổ? Dù Lý Mộng Đình sợ đến chết đi sống lại, nhưng cô ta vẫn đỏ mắt hét lên, tôi thà chết chứ không lấy một kẻ bạo lực gia đình như anh. Lúc trước tôi thích anh vì anh trẻ và giàu, bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi anh thôi. Vương Nhất cũng lắc đầu, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Thứ nhất, tôi sẽ không chết, nếu anh còn dám thách thức giới hạn của tôi thì người chết sẽ là anh. Thứ hai, tôi đã kết hôn rồi, tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là đưa cô ấy đi thôi. Đây là mục đích của anh. Văn Thái bật cười, cướp cô ta đi nhưng lại không chịu trách nhiệm. Anh có biết vì hành động của anh mà cô ta đã không thể gả đi đâu nữa không? Hàng dùng rồi cũng không phải, tái hôn cũng không xong. Anh đã hủy cả đời của cô ta rồi. Lý Mộng Đình tái mặt. Cô ta nhìn Vương Nhất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng như Văn Thái đã nói, cô ta không thể kết hôn nữa rồi. Anh sai rồi, không ai dám nói cô ấy như thế cả. Vương Nhất thản nhiên nói. Văn Thái im lặng một lúc, sau đó anh ta đột nhiên lên tiếng, tôi không biết ai đã cho anh dũng khí để làm chuyện này. Theo tôi biết, đại nhân vật đứng đằng sau nhà họ Lý chỉ quan tâm tới Lý Mộng Đình. Hơn nữa, vợ anh không để ý sao? Vương Nhất bật cười. Anh đang định nói thì đột nhiên có tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Tôi không để ý. Giọng nói không lớn nhưng lại rất lạnh lùng, tất cả mọi người đều vô thức quay đầu lại. Vương Nhất cũng sửng sốt, anh nhìn sang, sự lạnh lùng trên khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng hiếm thấy. Lý Mộng Đình ngây người, cô ta chưa từng thấy Vương Nhất có vẻ mặt như vậy. Đột nhiên. Cô ta như nhớ ra điều gì đó, cả người run lên rồi quay đầu nhìn lại. Ở cổng khách sạn, dưới ánh đèn sân khấu, một nữ hoàng băng giá cao quý đang nắm tay một thiên thần nhỏ như được khắc bằng ngọc hồng thạch bích bước tới. Ba ơi! Nhìn thấy Vương Nhất, Vương Tử Lam lập tức kích động kêu lên. Mặc dù Vương Tử Lam rất dễ thương, nhưng sự chú ý của mọi người vẫn hướng về người phụ nữ. Mái tóc dài được vén lên cao,
để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng như tuyết, cô còn đeo một chiếc vòng cổ kim cương sáng lấp lánh. Trên người là bộ váy kỳ thích lần trước Vương Nhất mua cho cô, cả thế giới chỉ có 100 chiếc, hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng trong mắt toát ra sự lạnh lùng khắc cốt ghi tâm, tạo thành một loại khí chất mạnh mẽ. Dưới loại khí chất này, tất cả mọi người đều không khỏi lùi lại một bước và đưa mắt quan sát người phụ nữ vừa tới. Lý Khinh Hồng. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Lý Mộng Đình lập tức thay đổi, biểu cảm như vừa trông thấy quỷ. Cô ta là cô dâu của đêm nay, cũng đã ăn mặc trang điểm chỉnh tề, nhưng nếu phải so với Lý Khinh Hồng thì cô ta bỗng trở nên kém sắc hơn rất nhiều. Đêm nay chỉ có một nữ chính duy nhất, đó chính là Lý Khinh Hồng. Khi cô ta định thần lại, Lý Mộng Đình vô thức nhìn Vương Nhất rồi hỏi, chẳng lẽ cô ta là... Vương Nhất không đáp, chỉ tươi cười gật đầu. Sao có thể? Lý Mộng Đình sững sờ, cô ta che miệng kêu lên, như thể đang nằm mơ. Bên dưới sân khấu, nhà họ Châu như trông thấy quỷ, nét mặt đều vô cùng đặc sắc. Vợ của thằng phế vật đó là Lý Khinh Hồng. Chuyện này, sao có thể? Châu Mỹ Ngọc hóa đá ngay tại chỗ, mặt lúc đỏ lúc trắng, bà ta không muốn chấp nhận sự thật này. Trong mắt của bà ta, thằng phế vật đó sao có thể xứng với Lý Khinh Hồng vừa giàu có vừa xinh đẹp? Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Hòa, và thậm chí Lý Thiên Dương nhìn mẹ con Lý Khinh Hồng đầy hoài nghi, cả Lý Thiên Dương cũng không biết bí mật này. Đó là nước mắt của thần Venus. Đột nhiên, ai đó ở hiện trường kêu lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc nhẫn kim cương Lý Khinh Hồng đang đeo. Đỏ như máu, như sự thương xót từ thánh thần, máu và nước mắt rơi xuống, kích thích ánh mắt của tất cả phụ nữ có mặt tại đây. Nhất thời, mọi ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ đều tập trung lên người Lý Khinh Hồng. Đây là viên kim cương mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Lý Khinh Hồng đeo trên tay khiến cô trông như một nữ thần. Nhưng Lý Mộng Đình và người nhà họ Châu đều không nghĩ tới điều này, họ mơ hồ nhớ ra nước mắt của thần Venus đã được một người đàn ông giàu có bí ẩn mua lại với cái giá 3.000 tỷ, sau đó xuất hiện trong một đám cưới hoa lệ. Đám cưới được tổ chức trên chiếc du thuyền sang trọng và cô dâu là Lý Khinh Hồng. Nghĩ đến đây, hô hấp liền trở nên gấp gáp, trong mắt người nhà họ Châu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thằng phế vật kia là người giàu bí ẩn đã bỏ ra 3.000 tỷ để mua nước mắt của thần Venus sao? Thằng phế vật kia là chú rể đã cầu hôn Lý Khinh Hồng trên Thiên An Nhất Hảo sao? Thằng phế vật kia là đại nhân vật có thể bảo tổng chỉ huy thiết tân của Thiên An huy động cả lục hải không quân cùng nhau chúc mừng sao? Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện lên trong đầu của Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa và những người khác, họ tái mặt, run rẩy, thậm chí không còn sức để đứng vững. Trái tim họ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến họ không thở nổi. Sốc, hoảng loạn, sợ hãi và những cảm xúc khác trào lên. Một đám người đáng thương, đến bây giờ họ vẫn không cho rằng Vương Nhất là ẩn chủ điều động lục hải không quân mà chỉ nghĩ là do Thiết Tân gọi tới. Tuy nhiên, chuyện này cũng đã đủ làm họ rúng động. Chẳng trách cái thằng phế vật kia lại tình nguyện giúp nhà họ Lý trúng thầu. Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc cực kỳ u ám, bà ta tức giận nói. Vì Lý Khinh Hồng là vợ của nó. Còn có 10 công ty lớn, tổng tài trợ lên đến 240.000 tỷ. Châu Mỹ Hòa cũng nói thêm, đó cũng do Lý Khinh Hồng giúp nó kéo về. Mọi người có nhớ lúc công ty Áo Tân bị đập, hạng mục bị dừng lại, 100.000 công nhân tới Thiên An không? Châu Chí Kiên hất râu nhìn chằm chằm, ông ta tức giận run lên, nhất định là do Lý Khinh Hồng giúp hắn ta. Sự việc 316. Hỗn loạn ẩn long. Cả chuyện nhà họ Châu suýt phá sản. Mọi người hồi tưởng từng việc, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Thằng phế này đã chơi đùa chúng ta như lũ con khỉ trong sở thú. Họ cho rằng mọi chuyện đều do Lý Khinh Hồng làm, còn mọi người thì bị Vương Nhất lừa. Bây giờ náo nhiệt rồi đây, Lý Tổng xuất hiện lúc này đúng là giúp Thiên An chúng ta nở mày nở mặt. Ở một nơi trong bữa tiệc, Nhan Dịch Phi cười lớn và lắc lắc chiếc quạt xếp của mình. Nhưng ánh mắt của Lương Ý Hành lại trở nên u ám, anh ta tính trăm kế nghìn kế hỏng muốn Lý Khinh Hồng chết. Sắc mặt Thẩm Tử Kiện vẫn không thay đổi, chỉ làm người qua đường. Kim Thành Phong nhìn tình hình hiện tại, không khỏi thở dài, chị họ đúng là dự liệu như thần, e rằng, chị ấy đã biết Lý Khinh Hồng sẽ tới, nên tránh gặp mặt. Mặc dù Kim Thúy Như và Lý Khinh Hồng hiện là đối tác trong dự án xây dựng đô thị, nhưng trong dịp hôm nay,
nếu Kim Thúy Như đến thì mối quan hệ với Lý Khinh Hồng chính là mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ hiện tại. Văn Thái từ lâu đã biết về mối quan hệ giữa vợ chồng Lý Khinh Hồng và Vương Nhất, nhưng gặp nhau lúc này khiến sắc mặt anh ta trở nên u ám. Dù gì, khi là chủ nhân của tòa nhà quốc tế, anh ta cũng từng thích Lý Khinh Hồng. Văn Cung Hiển cũng biết một chút về Lý Khinh Hồng, khi con trai của ông ta ở Thiên An được một thời gian ngắn đã quen biết người phụ nữ này, nó đã chi rất nhiều tiền để mua tòa nhà quốc tế, chỉ để gần cô ta hơn. Không ngờ Lý Khinh Hồng lại không nhìn chúng con trai ông ta. Khinh Hồng, khởi nghiệp không hề dễ dàng, khó khăn lắm em mới gây dựng công ty lớn như vậy. Vì một thằng phế vật thì có đáng không? Văn Thái hít một hơi sâu rồi nhìn Lý Khinh Hồng. Trong mắt anh ta, mọi thứ của Vương Nhất đều do Lý Khinh Hồng đem lại. Tuy tập đoàn Lệ Tinh rất lớn nhưng so với sản nghiệp của nhà họ Văn thì chẳng đáng một đồng. Nói cho cùng, nhà họ Văn hiện tại đã mở ra thị trường ở Thiên An. Đứng được hai thị trường lớn là thành phố Giang và Thiên An, thực lực không thể xem thường. Các đại diện gia tộc của thành phố Giang và Thiên An cũng lần lượt lắc đầu. Nếu Lý Khinh Hồng cho rằng chỉ dựa vào một tập đoàn Lệ Tinh là có thể cạnh tranh với nhà họ Văn thì cô đã sai lầm rồi. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng không hề bị đe dọa, cô lạnh lùng nói, người đàn ông của tôi, không đến lượt anh quản. Trong lòng Văn Thái đầy tức giận, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, được, nếu đã như vậy, đừng trách tôi xuống tay với tập đoàn Lệ Tinh của em. Không có tập đoàn Lệ Tinh, em chẳng là cái thá gì cả. Trước đó, anh nên lo cho nhà họ Văn của mình trước đã. Vương Nhất đột nhiên lên tiếng. Văn Thái khinh thường, một người đàn ông bám váy phụ nữ thì có tư cách gì? Cậu chủ, không ổn. Những lời còn lại chưa kịp nói hết, quản gia của nhà họ Văn đã hốt hoảng chạy vào hội trường đám cưới. Các công ty ban đầu hợp tác với nhà họ Văn đều đồng loạt rút vốn. Bây giờ tất cả các dự án của nhà họ Văn đều đã bị dừng lại, còn phải đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ. Cái gì? Lời vừa dứt, Văn Thái lập tức tái mặt, Văn Cung Hiển vội vàng đứng lên. Không chỉ vậy, tất cả các công ty nhà họ Văn ở Thiên An đều phá sản, vĩnh viễn không được tiến vào thị trường Thiên An nữa. Bùm! Tin tức trước còn có thể chấp nhận được, nhưng tin tức sau khiến Văn Thái và Văn Cung Hiển run như bị sét đánh. 3. Gia chủ! Văn Cung Hiển ngồi trên bãi cỏ, hai tay ôm ngực thở gấp. Tất cả con cháu nhà họ Văn đều biến sắc, bọn họ cũng bị sốc như Văn Cung Hiển. Văn Bội Cầm sững sờ, tai họa đến quá nhanh khiến bà nhất thời không phản ứng kịp. Khoảnh khắc tiếp theo, bà đột nhiên quay người lại nhìn Vương Nhất trên sân khấu. Lúc trước, bà đã đề nghị dùng người hầu thay Lý Mộng Đình kết hôn nhưng bị Vương Nhất từ chối. Lúc đó bà ta còn nghi ngờ Vương Nhất chỉ có một mình thì làm sao cứu được Lý Mộng Đình. Hiện giờ xem ra, anh không cần chạy trốn đến chân trời góc bể, bởi vì anh có năng lực tiêu diệt nhà họ Văn. Cậu ta rốt cuộc là ai? Không chỉ mọi người trong nhà họ Văn bị sốc, mà tất cả gia tộc có mặt ở đây đều khiếp sợ. Đột nhiên nhà họ Văn bị báo thù, đây là trùng hợp sao? Mọi người ở đây đều là những cao thủ bày mưu, họ sẽ không bao giờ ngây thơ mà nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tranh chấp thương mại đơn giản. Mà là báo thù. Vương Nhất hờ hững nhìn người nhà họ Văn như đang nhìn từng cỗ thi thể. Họ tưởng rằng Lý Khinh Hồng là chống lưng của anh, nhưng họ không nhận ra rằng bản thân anh mới là chỗ dựa lớn nhất. Tim Kim Thành Phong sôi sục máu nóng, anh ta thầm vui mừng vì ban đầu đã quy phục Vương Nhất. 5 năm trước, chị họ Kim Thúy Như của anh ta đã từng nói một điều rất ngông cuồng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bây giờ xem ra, Vương Nhất càng thích hợp với câu này hơn, tất cả người thân. Bạn bè và thuộc hạ của Vương Nhất đều sống tốt, trong khi kẻ thù của Vương Nhất đều chết rất thê thảm. Đừng hoảng loạn, ông chủ của tất cả các công ty hợp tác đều có mặt tại hiện trường, đi hỏi rõ ràng. Văn Cung Hiển không vì chuyện này mà hoảng loạn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh. Văn Thái kết hôn, nhà họ Văn cũng mời tất cả các đối tác làm ăn, tất cả các ông chủ công ty đã thỏa thuận trước đó đều được mời. Văn Cung Hiển và Văn Thái mang theo một nhóm người của nhà họ Văn tiến tới chỗ những ông chủ đó. Các vị ở đây đã uống rượu với Văn Cung Hiển này rồi. Gọi một tiếng huynh đệ cũng không ngoa. Chẳng lẽ tôi đã đắc tội? Văn Cung Hiển lạnh lùng hỏi. Không đắc tội, tất cả các ông chủ đều lắc đầu. Vậy thì tại sao lại rút vốn đột ngột khiến nhà họ Văn gặp nguy hiểm? Văn Cung Hiển hét lên. Tất cả các ông chủ đều cười giễu, họ không chút sợ hãi đáp.
chuyện này phải hỏi ngài Văn mới đúng, nghĩ xem ngài có đắc tội tới ai không thể đắc tội không? Người không thể đắc tội. Văn Cung Hiển cùng Văn Thái nhìn nhau, để tiến vào thị trường Thiên Ân, họ đã hạ mình rất nhiều, sao có thể xúc phạm người khác? Nếu nói ra thì chỉ có tên Vương Nhất bị nhà họ Lý đuổi ra ngoài, hiện tại có ý định cướp cô dâu này thôi. Nhưng cho dù Vương Nhất kết hôn với Lý Khinh Hồng, chỉ dựa vào tập đoàn Lệ Tinh cũng không thể làm gì bọn họ chứ. Đúng lúc này, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh và một nhóm thành viên của Thương hội Hồng Ưng đi tới. Tất cả các thế lực tại Thiên Ân đều sửng sốt, chuyện gì mà khiến nhiều thành viên của Thương hội Hồng Ưng tề tựu như vậy? Lão Văn, ngày đại hôn của con trai ngài, tôi đến uống một ly rượu mừng cũng không sao chứ. Hồ Hoàng Việt tự rót cho mình một ly rượu rồi cười lạnh. Hồ Hoàng Việt, là ông. Văn Cung Hiển dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt ông ta sầm xuống rồi chỉ vào Hồ Hoàng Việt quát lớn. Hồ Hoàng Việt cười cười, ông nghĩ nhiều rồi, tôi không có quyền lớn như vậy đâu. Văn Cung Hiển nhíu mày, ông ta nói đúng, mặc dù Hồ Hoàng Việt là người giàu nhất Thiên An nhưng vẫn chỉ là thành viên sơ cấp trong thương hội, còn Văn Cung Hiển sắp được thăng thành thành viên trung cấp. Xét về địa vị, Hồ Hoàng Việt không bằng mình. Vậy thì là ai? Ông ta tự lẩm bẩm, vốn dĩ ông ta cho rằng đại nhân vật bí ẩn đứng sau nhà họ Lý chính là Hồ Hoàng Việt, nhưng xem ra là không phải rồi. Anh Vương, cô Lý. Đúng lúc này, La Chí Viễn đến trước mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng rồi kính cẩn chào hỏi. Khi nhìn thấy cảnh này, Văn Cung Hiển cực kỳ sốc, người đứng đầu thương hội Hồng Ưng lại đích thân tới đây. Khi ông ta định đi tới chào hỏi thì thấy Vương Nhất vỗ đầu con gái mình và nói, Tiểu Lam, chào ông La. Năm nay tôi mới 50 tuổi. La Chí Viễn đầy ngượng ngùng, vừa định giải thích thì Vương Tử Lam đã ngoan ngoãn nói, chào ông La. La Chí Viễn chỉ có thể đáp lại, nhưng gặp được Vương Tử Lam ngoan ngoan đáng yêu khiến ông ta rất vui vẻ trong lòng. Văn Cung Hiển sững sờ, tổng phụ trách lại có quan hệ tốt với Vương Nhất như vậy. Trong khi trước giờ, La Chí Viễn chưa từng cười với một thành viên thương hội như ông. Nhất định là bởi vì người phụ nữ Lý Khinh Hồng đó. Văn Cung Hiển đoán thầm, ông ta cũng biết một số chuyện bên trong, hội trưởng La rất tán thưởng tài năng của Lý Khinh Hồng, cũng mời cô gia nhập thương hội, nhưng bị từ chối. Bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có La Chí Viễn mới cứu được nhà họ Văn. Hội trưởng La. Văn Cung Hiển vội vàng đi tới, cung kính chào hỏi. Có chuyện gì không? La Chí Viễn rất thích Vương Tử Lam. Đang chơi với cô bé mà bị Văn Cung Hiển làm phiền khiến ông ta cực kỳ không hài lòng. Hội trưởng La, Hồ Hoàng Việt đã không tuân theo ước định của thương hội và lật lọng. Văn Cung Hiển chỉ vào Hồ Hoàng Việt rồi nghiến răng nghiến lợi. Hồ Hoàng Việt không phản bác, ông ta chỉ bình tĩnh uống rượu giống như đang xem một vở kịch hay. Ồ, không tuân theo ước định thế nào? Và lật lọng thế nào? La Chí Viễn lạnh lùng nói. Ông ta không chỉ trói buộc các bên để ngăn cản tôi tiến vào thị trường Thiên Ân mà còn lừa dối tôi. Rõ ràng đã ký hợp đồng rồi, hạng mục đều đã bắt đầu tiến hành, thế mà lại rút vốn. Đó là do tôi chỉ thị, có vấn đề gì không? La Chí Viễn lạnh lùng nói. Cái gì? Lời vừa dứt, không chỉ lòng Văn Cung Hiển run lên, mà Văn Thái và những người khác cũng sững sờ. Mọi người im lặng không thốt lên được lời nào. Hôm nay tôi tới đây cũng vì chuyện này. Khí tức của La Chí Viễn vô cùng mạnh mẽ, ông dừng lại và lạnh lùng nói với Văn Cung Hiển, bây giờ tôi sẽ chính thức thông báo với ông rằng ông đã bị tước thân phận thành viên thương hội Hồng Ưng, đồng thời thu hồi toàn bộ công ty được hỗ trợ bởi thương hội dưới trướng nhà họ Văn. Bùm! Trời đất rung chuyển! Văn Cung Hiển trợn hai mắt nhìn La Chí Viễn, Văn Thái cũng run lên, sắc mặt anh ta tái nhợt và tuyệt vọng đến cực điểm. Một lúc lâu sau, Văn Cung Hiển gượng cười nói với La Chí Viễn, hội trưởng La, đừng đùa nữa, 90% tài sản nhà họ Văn là do thương hội hỗ trợ. Nếu như bị tước hết thì ai sẽ lo liệu đây? Ông cho rằng tôi đang nói đùa sao? La Chí Viễn cười lạnh nói, tất cả các ngành nghề do thương hội hỗ trợ đều giao cho Hồ Hoàng Việt. Ông ta sẽ kế thừa thân phận của ông và được thăng thành thành viên trung cấp. Những lời này đã hoàn toàn chặt đứt hy vọng cuối cùng của Văn Cung Hiển. Hai mắt Văn Thái cũng đờ ra, anh ta cảm giác cái chết sắp đến với mình. Chúc mừng ngài Hồ đã được thăng lên thành viên trung cấp. Ngài Hồ, tôi là Hạ Phi Long, người nhà họ Hạ ở thành phố Giang. Tôi là Lục Kiệu, người nhà họ Lục ở thành phố Giang.
các gia tộc lớn ở thành phố Giang lần lượt tiến lên chúc mừng Hồ Hoàng Việt và tạo quan hệ. Không ai nhìn sang nhà họ Văn cả, bởi vì họ biết rằng nhà họ Văn đã tiêu tùng rồi. Nước chảy về nơi thấp, con người đi lên nơi cao. Không có dòng họ nào huy hoàng mãi mãi, sau vinh quang tột cùng là suy tàn cùng cực. Vì vậy, mọi người đều không ngừng leo lên, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gia tộc ngày càng phát triển. Bởi họ hiểu rằng một khi thành công thì họ sẽ sống, còn nếu thất bại thì chẳng còn gì cả. Hồ Hoàng Việt được thừa hưởng mọi thứ từ nhà họ Văn, địa vị xã hội của ông ta lập tức trở nên cao hơn. Trong phút chốc, ông ta trở thành miếng bánh ngọt mà mọi người tranh giành. Văn Cung Hiền, người đã mất tất cả, đột nhiên già đi cả chục tuổi, không còn tràn đầy khí lực, chỉ là một ông già cô đơn sắp chết. Còn Văn Thái thì chưa kịp hoàn hồn sau việc nhà họ Văn diệt vong. Hôm nay là hôn lễ của anh, cứ tưởng đây là điểm khởi đầu cho sự thịnh vượng của nhà họ Văn, nhưng không ngờ, nó lại trở thành dấu chấm hết cho lịch sử của gia tộc. Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc và những người khác cũng nhìn Văn Cung Hiền. Họ không cảm thấy đau lòng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, khi nhà họ Văn sụp đổ, không còn ai truy cứu chuyện Vương Nhất Cướp Dâu nữa. Hồ Hoàng Việt nhận danh thiếp của người đại diện nhà họ Hạ và họ Lục, nhưng lại không nhận danh thiếp của người đại diện nhà họ Hồ, thậm chí còn ngó lơ, chuyện này khiến sắc mặt của người đại diện nhà họ Hồ trở nên vô cùng tệ. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, hắn nuốt bồ ngọt làm hòn, ánh mắt lóe lên một tia hung ác rồi rời khỏi hiện trường. Trong mắt La Chí Viễn không hề có một tia thương hại, ông ta nhìn Vương Nhất rồi kính cẩn nói, ngài Vương, kết quả như vậy có khiến ngài hài lòng không? Vương Nhất hờ hững gật đầu, hiện giờ nhà họ Văn đã không còn như xưa rồi. Dừng tay đi, bọn họ có thể sống qua ngày mai hay không thì phải xem số mệnh của họ. Vâng, thưa ông chủ. Sau đó không còn việc của họ nữa, La Chí Viễn dẫn Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh và những người khác trong thương hội rời đi. Lý Mộng Đình sửng sốt không nói nên lời, lúc đầu cô ta không hiểu câu nói đó của Vương Nhất có ý nghĩa gì, nhưng sau khi nhìn phản ứng của các gia tộc lớn ở thành phố Giang, cô ta lập tức hiểu ra. Sau khi chúc mừng, đại diện của thế lực đứng đầu thành phố Giang là nhà họ Hạ và nhà họ Lục đều nhìn Văn Cung Hiển bằng ánh mắt lạnh lùng, gia chủ Văn, chúng ta có nên giải quyết oán mới nợ cũ không nhỉ? Mấy người muốn làm gì? Cuối cùng Văn Thái cũng hoàn hồn. Sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ kinh hãi. Làm gì sao, ha ha. Thiếu gia nhà họ Hạ, Hạ Phi Long cười lạnh, mấy năm trước, một người anh họ xa của tôi bị tai nạn xe cộ. Kẻ sát nhân vẫn còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ không phải vì anh đã ngấm ngầm xúi dục sao? Cả nhà họ Lục chúng tôi nữa. Lục Kiệu cười giễu, giọng nói lạnh lùng vang lên, không ai ở thành phố Giang không biết bản tính lãng tử của tôi. Nhưng là anh không chỉ giam cầm người phụ nữ mà tôi yêu thương mà còn tra tấn cô ấy khắp người toàn là vết thương. Cuối cùng còn bán cô ấy ra nước ngoài. Bức tường bị mọi người đẩy xuống, có nhà họ Hạ và nhà họ Lục làm đầu, các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Giang nói hết ân oán với nhà họ Văn. Không có ân, chỉ có oán. Trong phút chốc, mọi người trong gia đình họ Văn đều trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Không chỉ Văn Cung Hiển và Văn Thái tái mặt, mà những con cháu trực hệ khác của nhà họ Văn đều run chân. Đợi đã. Lúc này, có một tiếng quát vang lên. Vương Nhất sải bước rời sân khấu, anh nhìn nhà họ Hạ, nhà họ Lục và các thế lực khác ở thành phố Giang rồi nói, mấy người muốn chém muốn đập gì nhà họ Văn thì tôi cũng không quan tâm, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, mọi người cần buông tha cho một người vô tội. Hạ Phi Long và Lục Kiêu nhìn nhau, vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt lãnh đạm của Vương Nhất. Bọn họ vẫn đồng ý, được rồi, anh muốn chúng ta buông tha cho ai? Vương Nhất chỉ vào Văn Bội Cầm rồi nói, bà ấy. Được rồi, bà có thể đi. Lục Kiệu khoát tay rồi nói với Văn Bội Cầm. Văn Bội Cầm hai mắt ngẩn ra, bà ta sững sờ đứng đó, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức bà ta còn không kịp phản ứng. Bà tự do rồi, nhanh chạy đi. Vương Nhất dịu dàng nhìn Văn Bội Cầm, sau đó nhìn về phía Lý Mộng Đình, nói. Cô nên cảm ơn bà ấy cũng đã lén nhờ tôi đưa cô trốn khỏi đây, nhưng tôi đã từ chối. Lý Mộng Đình cảm động, cô ta nắm chặt tay Văn Bội Cầm và nói, cảm ơn. Văn Bội Cầm, hóa ra là vì tiện nhân nhà bà. Vương Nhất vừa nói xong, ánh mắt Văn Cung Hiển đột nhiên trở nên dữ tợn, ông ta nhìn chằm chằm Văn Bội Cầm, hèn gì tôi phát hiện có người đến phòng bà,
lúc đó bà đã lên kế hoạch thả cô dâu rồi đúng không? Văn Bội Cầm hoảng sợ, nhiều năm bị lạm dụng và bạo lực gia đình khiến bà cực kỳ sợ Văn Cung Hiền. Ánh mắt Phương Nhất trở nên lạnh lẽo, những người còn lại của nhà họ Văn, muốn giết muốn chém gì thì tùy. Đánh mạnh vào, đừng nể tình, nếu có chuyện gì thì tôi chịu. Hạ Phi Long lạnh lùng phất tay, trong phút chốc rất nhiều vệ sĩ xông tới, đánh tất cả mọi người trong nhà họ Văn. Thậm chí Lục Kiệu còn tự mình ra trận, anh ta túm tóc Văn Thái rồi đập đầu hắn ta xuống đất, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Đây đều là những thiếu gia hàng đầu giang hồ, đương nhiên sẽ không bị pháp luật ràng buộc, chỉ cần không liên quan đến mạng người thì họ muốn làm gì cũng được. Một lúc sau, mọi người trong gia đình Văn đều bị đánh bầm dập mặt mũi. Văn Cung Hiển và Văn Thái càng thê thảm hơn, mặt họ đầy máu, thậm chí còn bị rụng mấy cái răng cửa. Văn Bội Cầm không chịu nổi nữa, bà kéo áo của Vương Nhất rồi cầu xin, cậu Vương, tôi biết lúc này đưa ra yêu cầu thế này hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn không nhịn được. Nó có kết cục như ngày hôm nay đều do nó tự làm tự chịu, nhưng có thể tha cho nó một mạng không? Thấy vẻ mặt đau khổ của Văn Bội Cầm, Vương Nhất do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, tôi không thể quản được những gia tộc khác làm gì với anh ta, nhưng tôi có thể tha cho anh ta một mạng. Cảm ơn cậu Vương. Cảm ơn cậu Vương. Văn Bội Cầm vô cùng kích động, bà ta rối rít cảm ơn Vương Nhất. Tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo anh ta sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Anh ta có thể bị đánh tàn phế hoặc có thể trở thành người thực vật. Vương Nhất nghiêm nghị nói. Văn Bội Cầm lắc đầu rơi lệ nói, chỉ cần có thể cứu mạng nó thì tôi đã mãn nguyện rồi. Lý Mộng Đình đứng một bên cũng thở dài, dù Văn Thái là người xấu nhưng anh ta lại có một người mẹ vô cùng yêu thương mình. Nếu so với Châu Mỹ Ngọc thì lập tức khác hẳn. Sau 20 phút đánh đập, nhà họ Lục, nhà họ Hạ và các gia tộc mới chịu dừng tay. Văn Thái đã ngất xỉu, chân tay đều gãy, anh ta bê bết máu nằm trên mặt đất. Văn Bội Cầm lập tức ôm Văn Thái vào lòng rồi khóc. Lục Kiệu và Hạ Phi Long lạnh lùng nói, đi thôi. Nói xong liền dần người rời đi. Khách khứa cũng rời đi theo, hiện trường chỉ còn bọn nhà họ Văn, nhà họ Châu, Vương Nhất. Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình. Chúng ta cũng trở về thôi. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất và nói. Ừm. Vương Nhất gật đầu, sau đó nhìn Lý Mộng Đình, cô cũng về nhà đi. Đứng lại chấm CSO tôi. Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Văn Cung Hiển từ phía sau truyền đến. Ai cũng có thể đi, chỉ có các người là không được đi. Vương Nhất quay đầu lại, Văn Cung Hiển đầu tóc rối bù. Cả người bê bết máu khiến khuôn mặt ông ta trông cực kỳ gớm ghiếc. Ba, con sợ. Vương Tử Lam núp sau lưng Vương Nhất. Vương Nhất ôm Vương Tử Lam rồi bình tĩnh nói, nhà họ Văn của mấy người bị diệt rồi, còn muốn giữ bọn tôi lại làm gì? Lấy mạng cô ta. Văn Cung Hiển đột nhiên chỉ vào Lý Mộng Đình rồi cười điên cuồng, trên tay cô ta có một chiếc vòng gắn bom đặc biệt. Chỉ cần cô ta bước ra khỏi nhà họ Văn một bước, hoặc là cố tháo ra. Chiếc vòng sẽ phát nổ khiến cô ta tan thành từng mảnh. Nói xong, trên mặt Văn Cung Hiển lộ ra nụ cười nham hiểm, trong mắt ông ta hiện lên vẻ điên cuồng. Lý Mộng Đình lập tức tái mặt, cô ta run rẩy nhìn tay mình. Khi Châu Mỹ Ngọc nghe thấy trên người Lý Mộng Đình có một quả bom, bà ta cũng rất sửng sốt, sau đó bất ngờ đẩy cô ta ra. Trên người con có bom, tránh xa chúng tôi ra. Lý Mộng Đình bị Châu Mỹ Ngọc đẩy ra rồi trực tiếp ngã xuống đất. Cô ta sững sờ không tin. Châu Mỹ Ngọc là mẹ ruột của cô, khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của bà là đẩy con gái mình ra. Bà đang làm cái gì vậy, con bé là con gái của chúng ta. Lý Thiên Dương gầm lên với Châu Mỹ Ngọc, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lý Mộng Đình và đỡ cô ta lên. Mộng Đình, con có sao không? Không sao. Lý Mộng Đình lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ của cô ta đã ẩn ẩn nước, cô ta nhìn chằm chằm vào Châu Mỹ Ngọc. Cuối cùng cô ta cũng đã nhìn rõ mẹ mình là người như thế nào. Trong lòng không thấy tức giận, chỉ còn nỗi buồn thăm thẳm. Sau khi biết Lý Mộng Đình đeo vòng tay bom, sắc mặt của Vương Nhất lập tức trở nên u ám. Anh tính được nhà họ Văn sẽ phản kích điên cuồng, nhưng không ngờ Văn Cung Hiển lại dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy. Mang Tiểu Lam đi đi. Trong mắt anh hiện lên sát khí, ngay cả giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Còn anh thì sao? Lý Khinh Hồng bế Vương Tử Lam lên rồi lo lắng hỏi. Lát nữa anh sẽ sang chỗ em. Lý Khinh Hồng cố chấp lắc đầu,
chỉ đưa Vương Tử Lam cho Lãnh Nhan. Sau đó, cô quay lại bên Vương Nhất và chủ động nắm lấy tay anh, tảng băng trong mắt cô dần tan chảy. Bất kể nguy hiểm có là gì, em cũng sẽ không bỏ rơi anh mà sống sót đâu, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cả người Vương Nhất khẽ run lên, lòng anh tràn đầy xúc động, được. Văn Bội Cầm đứng cạnh nghe được những lời của Văn Cung Hiển, hình như bà bỗng nhớ tới gì đó, vẻ mặt của bà còn nhợt nhạt hơn Lý Mộng Đình, cơ thể cũng run lên bần bật. Ông nói ông tặng cô ấy một chiếc vòng đeo tay có gắn bom. Giọng của Vương Nhất trầm thấp đến đáng sợ, mặt đường lát đá xanh dưới chân cũng nứt toác ra. Rất tức giận đúng không? Cậu càng tức giận, tôi càng vui. Văn Cung Hiển điên cuồng, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là khởi điểm cho sự vinh quang cho nhà họ Văn, nhưng bây giờ đều bị hủy rồi. Mày, Vương Nhất, mày chính là hung thủ. Tôi không sống yên ổn thì mày và Lý Mộng Đình cũng đừng hòng sống tốt. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, ai đó cứu tôi với. Lý Mộng Đình ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm chặt đầu, cả người run rẩy kịch liệt. Cô ta tự nói chuyện với chính mình, cuối cùng mọi thứ đã biến thành một nỗi sợ hãi sâu sắc rồi. Lúc này Vương Nhất đến bên cô, lấy chiếc vòng đeo tay bom đó ra cho tôi xem, có lẽ tôi có cách giải quyết. Lý Mộng Đình run rẩy xắn tay áo lên, nhưng kết quả là chẳng có gì. Cô ta sững sờ một lúc, trên người cô ta không có một chiếc vòng tay gắn bom nào, thậm chí cô ta còn không nhớ nó trông như thế nào. Lúc nãy cô ta bị lời của Văn Cung Hiển dọa sợ một hồi nên thậm chí không kịp suy nghĩ. Vương Nhất chế giễu, gia chủ Văn, tôi nghĩ chắc ông già tới hồ đồ rồi, trên người Mộng Đình chẳng có cái vòng tay nào cả. Vẻ mặt điên cuồng của Văn Cung Hiển đột nhiên cứng lại. Mặt ông ta tái nhợt, không thể nào, rõ ràng tôi bảo nhờ Bội Cầm tự mình đeo cho cô ta. Vừa nói tới đây, Văn Cung Hiển đột nhiên quay sang nhìn Văn Bội Cầm, vẻ mặt tức giận và bàng hoàng đến cực điểm. Tiện nhân, bà không hề đeo vòng tay cho cô ta. Mọi người lập tức nhìn về phía Văn Bội Cầm, thấy chỉ thấy bà run rẩy xắn tay áo lên. Trên cánh tay bầm tím là một chiếc vòng tay bằng thép không gỉ màu bạc. Vòng tay, trên người tôi. Văn phu nhân, dì Văn, mắt của Vương Nhất và Lý Mộng Đình lập tức co lại, cả hai đều kêu lên. Đồ tiện nhân làm hỏng chuyện này. A, à, Văn Cung Hiển tức giận trừng mắt nhìn Văn Bội Cầm, sau đó gầm lên. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của ông ta lại trở nên dữ tợn, ai đeo chiếc vòng này đều không quan trọng, chìa khóa mở vòng đang ở trong tay tôi, nếu muốn bà ta sống sót, hãy chuẩn bị cho tôi 1.500 tỷ. Ngoài ra còn có một chiếc xe và một tấm vé máy bay đi nước ngoài, nếu không, mấy người cứ nhìn bà ta nổ chết đi. Những lời này quá độc ác, Văn Bội Cầm càng run kịch liệt hơn. Ông điên rồi, bà ấy là vợ ông. Lý Khinh Hồng tức giận mắng to. Văn Cung Hiển bật cười, bà ấy đã phản bội tôi rồi, tại sao tôi phải thương hại bà ấy? Bốp! Lời vừa dứt, thân hình Văn Cung Hiển liền bay ra ngoài như diều đứt dây. Cơ thể ông ta va vào một cột đá rồi trực tiếp khiến cột đá vỡ vụn. Khi ông ta đang cố gắng đứng dậy thì lồng ngực lại bị một bàn chân dậm mạnh. Vương Nhất tràn ngập sát khí nói, chìa khóa ở đâu? Khục khục. Văn Cung Hiển ho ra vài ngụm máu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười điên cuồng. Xin lỗi, vừa nãy tôi lừa mấy người đó, chiếc vòng này căn bản không hề có chìa khóa. Một khi đã đeo lên thì không thể tháo xuống, chỉ có thể làm nô lệ của đối phương cả đời. Vương Nhất không tin, sau khi lục khắp người Văn Cung Hiển cũng không tìm được chìa khóa. Lúc này, Lý Thiên Dương cũng từ khách sạn quay lại, cũng không có ở khách sạn. Nên ánh mắt của Vương Nhất càng thêm u ám. Chẳng lẽ thực sự không có chìa khóa sao? Cậu Vương! Đúng lúc này, giọng nói bình tĩnh của Văn Bội Cầm từ phía sau truyền đến. Bà ấy lặng lẽ đứng sau anh, không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn nở một nụ cười bất cần sinh tử. Nếu đã không có chìa khóa thì thôi vậy, mọi người đi trước đi, để tôi thu dọn tàn cuộc cho. Nghe vậy, hai mắt Vương Nhất lập tức lay động, bà Văn, bà. Cảm ơn cậu đã làm rất nhiều cho tôi, cũng cảm ơn cậu không chấp kẻ tiểu nhân mà tha cho đứa con bất hiếu của tôi một mạng. Văn Bội Cầm cung kính cúi đầu với Vương Nhất, nhưng trong lời của bà ấy lại có hương vị của sự từ biệt. Lý Khinh Hồng lập tức ngăn bà lại, bà Văn, nhất định còn có cách khác. Không cần khuyên tôi. Văn Bội Cầm lắc đầu cười với Lý Khinh Hồng, trên đời này, không còn ai khiến tôi lưu luyến nữa. Với tôi, chết cũng là một sự giải thoát. Đương nhiên, tôi cũng không bình thản như vậy, tôi cũng sợ chết,
đặc biệt tôi còn là người rất sợ đau. Như nếu so sánh với sự đau đớn trong phút chốc, thì bị hành hạ cả một đời mới là thứ đáng sợ nhất. Bà Văn, Lý Thiên Dương và những người khác cũng can ngăn, nhưng tất cả các thành viên nhà Châu vẫn bàng quang đứng nhìn. Đây là kết quả tôi tự mình lựa chọn, mọi người không cần cảm thấy có lỗi. Văn Bội Cầm mỉm cười, sau đó nhìn về phía Văn Cung Hiển, nét mặt bà đột nhiên trở nên phẫn hận. Văn Cung Hiển, tôi đã muốn giết ông từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ nhu nhược yếu đuối, còn ông là gia chủ của nhà họ Văn nổi tiếng thành phố Giang. Bây giờ thì tốt rồi, tôi có chết cũng phải kéo ông cùng chết. Cả người Văn Cung Hiển run lên, ông ta kinh hãi nhìn Văn Bội Cầm, Bội Cầm, bà đừng tuyệt tình như vậy, chúng ta vốn là vợ chồng. Chỉ cần bà luôn ở cạnh tôi thì cái vòng đó sẽ không nổ đâu. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn uy hiếp mọi người chuẩn bị cho ông ta một khoản tiền lớn, sau đó trốn đi nước ngoài sống một cuộc đời an nhàn, nhưng bây giờ Văn Bội Cầm lại định kéo ông ta vào chỗ chết. Ông ta lập tức trở nên sợ hãi. Ông đừng có nằm mơ. Văn Bội Cầm kiên quyết, bà bổ nhào lên người Văn Cung Hiển, sau đó cả hai người cùng rơi xuống bể bơi. Bùm! 3 giây sau. Một vụ nổ lớn xảy ra trong bể bơi. Khói dày đặc từ vụ nổ khiến nguồn nước trong vắt trở nên đen kịt, cột nước bắn lên hóa thành những hạt mưa bay khắp bầu trời rồi rơi xuống. Sóng cuộn dâng trào trong hồ bơi, những mảnh quần áo cháy xém trôi nổi. Có của Văn Bội Cầm, cũng có của Văn Cung Hiển. Hiện trường im lặng, hồi lâu không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng nặng nề. Hai mắt Lý Mộng Đình đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên cô ta buồn vì cái chết của ai đó. Vương Nhất cũng ôm chặt Lý Khinh Hồng rồi nhìn làn khói từ bể bơi. Trên người ông ta thực sự không có chìa khóa sao? Một lúc sau, Lý Khinh Hồng tựa đầu vào vai Vương Nhất rồi nhẹ giọng hỏi. Vương Nhất nặng nề gật đầu, anh trầm mặc hồi lâu, bỗng nói, anh cũng là con người. Anh hiểu ý của Lý Khinh Hồng, đây là một sinh mệnh, sao anh có thể chỉ trơ mắt nhìn bà ấy chết? Nhưng... Như Vương Nhất đã nói, anh cũng là con người, không phải siêu anh hùng. Anh có thể cứu một người, cũng có thể cứu 10 người, nhưng anh không thể cứu hết tất cả mọi người. Vương Nhất là người chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt nhất trong số tất cả những người ở nơi đây. Ra trận giết địch đều có thương vong. Nhiều lần quá nên đã trở lên tê dại. Lý Khinh Hồng không nói gì, cô chỉ chủ động ôm lấy anh. Cố gắng dùng cơ thể mềm mại của mình để làm tan chảy trái tim đang tê dại và hối hận của Vương Nhất. Vương Nhất nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt của anh đã rất bình tĩnh. Dựng bia, chôn cất cẩn thận, Vương Nhất trầm giọng nói. Anh không quay lại, nhưng Lãnh Nhan biết rằng những lời này là dành cho cô ta. Vâng, Lãnh Nhan lập tức nhận lệnh, khi cô ta vừa định gọi cho Hồ Hoàng Việt để xây ngôi mộ tốt nhất thành phố Giang thì đột nhiên, trong hồ nước lại vang lên tiếng ho dữ dội. Ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi rồi vội vàng chạy về phía âm thanh. Ào! Một bàn tay cháy đen đột ngột duỗi ra từ trong bể bơi, rồi lại chìm xuống. Vương Nhất híp mắt lại, mau cứu người. Lãnh Nhan lập tức cúp điện thoại rồi kéo bàn tay đang chìm kia lên. Khục khục! Cả người Văn Bội Cầm sạm đen vì vụ nổ, bà nôn ra từ ngụm nước lớn, trán bà đẫm máu tươi. Không khó để đoán được, lúc vụ nổ phát sinh, bà ấy đã bị đập vào thành hồ. Dì Văn, dì chưa chết sao? Lý Mộng Đình lập tức từ buồn chuyển sang vui, cô ta kinh ngạc thốt lên. Vương Nhất cũng vỗ nhẹ lưng Văn Bội Cầm để tống hết nước trong dạ dày bà ra, sau đó anh hỏi, bà có ổn không? Tôi không sao, Văn Bội Cầm đã khá hơn nhiều. Văn Bội Cầm chưa chết, đây thực sự là một tin tuyệt vời, trái tim đang treo của mọi người cũng được hạ xuống. Lý Mộng Đình nghi ngờ hỏi, dì Văn, sao dì lại không có chuyện gì thế? Vương Nhất cũng kinh ngạc nhìn Văn Bội Cầm, vụ nổ vừa rồi không hề có vật gì che chắn, uy lực còn lớn hơn bom C4. Lại nhìn Văn Bội Cầm, chỉ có cơ thể bị thương và đầu bị đập trúng, thế thôi, với một vụ nổ thì đây đã được xem là thương nhẹ rồi. Sau khi Văn Bội Cầm kể lại toàn bộ chuyện xảy ra dưới nước thì mọi người mới hiểu ra. Hóa ra Văn Bội Cầm nhờ may mắn mới sống sót. Đầu tiên, bà kéo Văn Cung Hiển vào bể bơi, quả bom nổ dưới đáy nước, sức công phá nhỏ hơn rất nhiều so với nổ trên cạn. Thứ hai, Văn Bội Cầm thật sự rất may mắn, không biết chiếc vòng gắn bom này làm bằng gì nhưng ngay khi chạm nước, nó tự động rơi ra rồi lọt vào trong túi áo của Văn Cung Hiển. Vậy nên, chiếc vòng tay đã phát nổ trên người Văn Cung Hiển. Cuối cùng,
và quan trọng nhất là khi nó nổ tung, làn sóng khí đầu tiên đã đẩy Văn Bội Cầm đi rất xa, gần như xuyên qua toàn bộ bể bơi nên mới tránh được trung tâm của vụ nổ. Ba điều trên gộp lại nên Văn Bội Cầm có thể tránh được một mạng. Văn Cung Hiền thì không may mắn như vậy, ông ta ở trung tâm vụ nổ nên bị nổ không còn sót lại chút xương cốt nào. Nguy hiểm quá. Lý Mộng Đình lau mồ hôi lạnh trên đầu, cô ta vỗ vỗ ngực nói, sau này tôi không muốn kết hôn nữa đâu. Không sao thì tốt rồi. Vương Nhất liếc cô ta một cái rồi cười. Cũng không có gì kỳ lạ, hôm nay là đám cưới của cô ta mà lại kết thúc đáng sợ như vậy, e rằng cả đời này sẽ bị ám ảnh tâm lý mất. Một lúc sau, xe cấp cứu đến. Đám Vương Nhất không rời đi, mà cùng nhau đưa Văn Bội Cầm đến bệnh viện gần nhất ở thành phố Giang. Văn Bội Cầm truyền vài bình nước, băng bó một chút rồi hồi phục. Đồng thời, kết quả chẩn đoán của Văn Thái cũng ra, xương toàn thân đều bị gãy. Lục Kiệu ra tay rất tàn nhẫn, từng cái xương đều bị đánh gãy. Cũng có nghĩa là, cả đời này, anh ta chỉ có thể hôn mê. Văn Bội Cầm hơi đau lòng, lúc này Lý Mộng Đình đột nhiên nói, dì Văn, con làm con gái của dì nhé. Cô ta vừa nói xong, không chỉ Vương Nhất, mà cả Lý Thiên Dương và Văn Bội Cầm đều sững sờ. Đứa trẻ này, con đang nói cái gì vậy? Văn Bội Cầm giả vờ hơi tức giận rồi nói, ba con còn đang ở đây này, sao con có thể nhận dì làm mẹ được? Tại sao không? Lý Mộng Đình bướng bỉnh nói, dì Văn, chúng ta không quen biết nhau, nhưng dì nghĩ cho con nhiều như vậy. Bây giờ dì không có ai để dựa dẫm, con làm con gái nuôi của dì, rảnh rỗi sẽ đến chỗ dì trò chuyện, không tốt sao? Bà Văn, bà đồng ý đi. Bất ngờ là Lý Thiên Dương lại đồng ý. Vương Nhất không nói gì, chỉ nhìn Lý Mộng Đình. Những người khác không biết bí ẩn bên trong nhưng anh lại biết chút ít. Châu Mỹ Ngọc chỉ là vợ thứ hai của Lý Thiên Dương, trước bà còn có một người vợ khác qua đời vì bạo bệnh. Nói cách khác, ngoài đứa con gái là Lý Mộng Đình, Lý Thiên Dương còn có một cô con gái lớn, nhưng cô ấy đã lạc trong biển người từ lâu, không biết kiếp này còn có thể gặp lại hay không. Tất nhiên, cuối cùng cũng là do hàng loạt hành động của Châu Mỹ Ngọc đã khiến Lý Mộng Đình cảm thấy lạnh sống lưng. Ngược lại, Văn Bội Cầm tốt bụng hơn nhiều, bản thân Lý Mộng Đình cũng khao khát tình mẫu tử như vậy. Văn Bội Cầm vẫn còn do dự. Lúc này, Vương Nhất cũng nói, bà Văn, người tốt sẽ được đền đáp, bà đồng ý đi, thành phố Giang và Thiên An cách nhau không xa, nếu rảnh thì chúng tôi có thể đến thăm bà. Vậy thì được. Dưới sự thuyết phục của mọi người, cuối cùng Văn Bội Cầm cũng đồng ý. Mẹ! Lý Mộng Đình vui mừng ôm Văn Bội Cầm. Văn Bội Cầm cũng mỉm cười nhẹ nhàng ôm Lý Mộng Đình. Vương Nhất hài lòng gật đầu nói, nếu mọi người đều vui vẻ rồi thì chúng ta trở về Thiên An đi. Nói xong, anh dẫn Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam ra khỏi phòng bệnh. Nhưng khi Lý Khinh Hồng và Lý Thiên Dương đi qua người nhau, Lý Thiên Dương liền nhìn thấy một mặt dây chuyền bằng ngọc thô sơ vô tình lộ ra nơi thắt lưng của Lý Khinh Hồng. Mặt dây chuyền bằng ngọc bích không hề quý giá, hơn nữa tay nghề cũng rất thô sơ. Thoạt nhìn thì không có giá trị gì, nhưng Lý Khinh Hồng lại đeo nó. Cả người Lý Thiên Dương lập tức run lên, ông ta chặn Lý Khinh Hồng lại. Lý Tổng, chờ một chút. Lý Khinh Hồng quay đầu lại, còn có chuyện gì sao? Ít hầu Lý Thiên Dương khẽ động, ông run giọng hỏi, mặt dây chuyền này từ đâu mà ra? Phản ứng của ba có chút khác thường khiến Vương Nhất hơi bận tâm, kết hợp cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc trước đây của ông, không khó để đoán ra được vài chuyện. Lý Khinh Hồng cũng sửng sốt, cô không ngờ Lý Thiên Dương lại hỏi về một mặt dây chuyền bằng ngọc không ai thèm liếc, nhưng rất nhanh, cô liền nở nụ cười. Ngài nói cái này sao, lúc vừa sinh ra, ba tôi đã tặng nó cho tôi. Lý Thiên Dương lẩm bẩm vài lần, sắc mặt ông càng tái nhợt, ba cô tên là gì? Nói đến đây, trong mắt Lý Khinh Hồng lóe lên vẻ chán ghét, trên mặt lộ ra sự không hài lòng. Nhưng cô vẫn đáp, tên ông ta là Lý Thế Nhân. Hiện đang ở Yên Kinh. Vậy à? Lúc này Lý Thiên Dương mới hoàn hồn, khóe miệng ông tràn đầy chua xót. Ba, nếu bà thích mặt dây chuyền ngọc bích này thì con sẽ tặng cho ba. Không cần không cần. Lý Thiên Dương lắc đầu, đột nhiên, ông ta đứng sững tại chỗ. Ngay sau đó, toàn thân ông run lên rồi nhìn Lý Khinh Hồng với ánh mắt không dám tin, cô vừa gọi tôi là gì? Ba, Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói. Ngài là ba của Vương Nhất, con và Vương Nhất đã kết hôn, nên ngài cũng là ba của con.
Lý Thiên Dương đờ đẫn nhìn Vương Nhất, một lúc sau, vẻ mặt ông hưng phấn bừng bừng, tốt, tốt, tốt. Ông ta nói liên tiếp ba chữ tốt, đủ để chứng minh ông đang vui như thế nào, nhưng Lý Khinh Hồng lại cảm thấy khó hiểu, cô chỉ gọi một tiếng ba thôi mà, cần phải vui vẻ vậy sao? Vương Nhất ôm Vương Tử Lam đang ngủ say, rồi lại nhìn Lý Khinh Hồng. Anh đã nhìn ra tình cảm đặc biệt của Lý Thiên Dương dành cho Lý Khinh Hồng, đây không chỉ đơn giản là nhận con dâu mà còn có nhiều yếu tố phức tạp hơn. Trong lòng Vương Nhất hiện lên một suy đoán cực kỳ táo bạo, thậm chí cả anh cũng bị sốc. Nhưng anh không nói ra, bởi vì vấn đề này rất rộng, thậm chí còn liên quan đến các thế lực long xà hỗn tạp ở Yên Kinh. Quan trọng hơn là Lý Khinh Hồng có thể bị suy sụp vì chuyện này. Ba, sao vậy, sao lại cười vui vẻ như thế? Lúc này, Lý Mộng Đình đi ra khỏi phòng bệnh và khó hiểu nhìn Lý Thiên Dương. Không sao. Lý Thiên Dương lau nước mắt, đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộng Đình rồi nói, Mộng Đình, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, con vẫn luôn là con gái của ba, ba sẽ bảo vệ con. Con biết rồi, nhiều tuổi như vậy rồi, xến xúa như vậy làm. Lý Mộng Đình để mặc Lý Thiên Dương ôm cô ta, cả mặt đỏ bừng hết lên. Khi họ chia tay, Lý Mộng Đình đến trước mặt Lý Khinh Hồng và cúi thật sâu, chị Lý, trước kia em đã quá thực dụng, làm không ít chuyện có lỗi với Vương Nhất, vì thế nên em cũng rất ghét chị. Bây giờ, em muốn nói lời xin lỗi. Lý Khinh Hồng lắc đầu, con người không phải là hiền nhân, đây mới là con người thật nhất của cô. Cứ như thế, gia đình ba người Vương Nhất bắt đầu cuộc hành trình trở lại Thiên An. Anh không lái chiếc Rolls-Royce của Lãnh Nhan mà lái chiếc BMW do Lý Khinh Hồng mang tới. Lý Khinh Hồng ngồi trên ghế phụ tay ôm Vương Tử Lam đang ngủ say. Vương Nhất vừa lái xe vừa dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng. Nhìn cái gì? Nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng hơi nhíu mày hỏi. Trông em thật đẹp, Vương Nhất mỉm cười. Lưu manh. Lý Khinh Hồng cũng nở nụ cười hiếm hoi, cô liếc nhìn Vương Nhất, hôm nay, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với tất cả ngày trước đây. Có sao? Vương Nhất sờ sờ mũi, cười thầm. Có lẽ là vì em công khai mối quan hệ của chúng ta. Công khai quan hệ quả thật là một ước nguyện của Vương Nhất. Chưa bàn đến chuyện người ngoài sẽ chúc phúc cho hai người, sau khi công khai quan hệ, đối với Vương Nhất mà nói, đây là một loại tôn trọng. Ngày mai, trên trang nhất của Thiên An, hai người họ có thể sẽ chiếm sạch các tiêu đề. Vương Nhất, còn chưa đủ. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất rồi lắc đầu. Vương Nhất biết lời này có nghĩ là gì? Anh không khỏi bật cười rồi nói, thế này là đủ rồi. Ít nhất phải khiến cho ba em công nhận anh mới được. Lý Khinh Hồng nghiêm túc nói, ít nhất hiện tại còn chưa đủ. Vương Nhất không nói thêm lời nào, chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Vương tộc ở Yến Đô rất mạnh, ngay cả Lý Khinh Hồng cũng nghĩ như vậy, nhưng trong mắt của Vương Nhất, nó không là gì cả. Nhưng anh vẫn không định nói cho Lý Khinh Hồng. Cuộc sống bình dị cơm áo gạo tiền như thế này cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao? Vương Nhất đang định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt anh nheo lại, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Lý Khinh Hồng thấy vẻ mặt của Vương Nhất hơi bất thường, cô lo lắng hỏi. Ngồi vững. Vương Nhất không giải thích thêm, chỉ nắm chặt tay lái, ánh mắt sắc bén như kền kền. Ánh đèn pha chói lọi đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, một chiếc Mercedes, Ben tăng tốc. Động cơ phát ra tiếng nổ trầm đục, phi thẳng về phía họ. Vương Nhất, mau dừng xe. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức tái nhợt, sau đó cô lo lắng nói. Nhưng Vương Nhất không những không đạp phanh mà còn nhấn ga hết mức, chiếc BMW biến thành một con quái vật hung dữ, lao thẳng vào chiếc Mercedes-Benz. Trong tay Vương Nhất, chiếc xe này không còn là một chiếc BMW mà là một chiếc xe đua địa hình đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Vì vậy, chỉ trong vòng vài trăm mét, Mercedes, Benz và BMW giống như hai con hổ và sư tử hung tợn đang gầm gừ lẫn nhau. Trên đường hẹp, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Lý Khinh Hồng ngồi trên ghế phụ đã sợ ngây người, tốc độ của chiếc xe đã vượt xa tốc độ cho phép của đường cao tốc, tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhắm mắt lại. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Vương Nhất vang lên bên tai. Lý Khinh Hồng không chút do dự nhắm mắt. Sau đó, trước mắt cô là một mảng đen, bên tai chỉ có tiếng rít như cuồng phong. Hai chiếc xe càng lúc càng gần, Vương Nhất có thể nhìn rõ chủ nhân chiếc Mercedes, Ben là người như thế nào.
với chiếc mũi cong, đôi mắt to và làn da vàng, ngoại hình của người Nam Việt tiêu chuẩn. Điều duy nhất khiến Vương Nhất kinh ngạc là đối phương có tâm lý rất tốt, cho dù phóng nhanh như vậy nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh và lãnh đạm. Nét mặt của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng, anh và người đàn ông Nam Việt kia đều nghĩ như nhau, không ai muốn nhường ai. Vậy thì xem ai gan hơn. Ánh mắt của Vương Nhất cực kỳ lạnh lùng như đang nhìn một cái xác. Trong chiếc Mercedes-Benz, người Nam Việt kia cũng chú ý đến ánh mắt của Vương Nhất, lập tức, trong mắt anh ta hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn vốn muốn ép Vương Nhất phải nhượng bộ nhưng tâm lý của Vương Nhất còn mạnh hơn hắn. Khoảng cách giữa hai xe ngày càng gần. Còn 50 mét, 30 mét, 5 mét. Vào thời điểm nguy cấp, người Nam Việt trên chiếc xe Mercedes-Benz cuối cùng cũng không muốn chết, hắn ta liền đánh tay lái sang một bên. Xoẹt! Hai chiếc xe lướt qua nhau với một khoảng cách vô cùng nhỏ. Đúng lúc này, sát khí trong mắt Vương Nhất tăng vọt, anh đánh tay lái xoay 180 độ đẹp mắt, đầu xe tông thẳng vào chiếc Mercedes-Benz. Bùm! Chiếc Mercedes-Benz bị xe của Vương Nhất húc mạnh. Bùm! Âm thanh va chạm chói tai, đừng nói là Vương Nhất, cả Lý Khinh Hồng ở trong xe cũng không nhìn được mở to mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô trừng mắt không thể tin nổi. Chiếc Mercedes-Benz bị húc nát, toàn bộ kính trên thân xe vỡ tan tành, khói bụi bốc lâu dày đặc tứ phía. Chiếc xe của cô cũng không khá hơn là bao, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn, động cơ liên tục phát ra tiếng xèo xèo. Tuy nhiên, nhờ cú va chạm vừa rồi, túi khí trong xe cũng tự động bung ra, cả cô và Vương Nhất đều đập trúng túi khí nên không bị thương. Còn chủ nhân chiếc Mercedes-Benz kia lại không may mắn như vậy. Hắn ta không chỉ bị ô tô đè mà một vài mảnh vỡ trên xe rơi ra, đâm mạnh vào trong, không biết có đâm trúng người hắn ta không. Lý Khinh Hồng ngây người, sau đó mới phản ứng lại, cô tức giận nhìn Vương Nhất, tại sao không đạp phanh. Vương Nhất bình tĩnh nói chiếc xe đó vốn muốn tông chết chúng ta, cho dù chúng ta giảm tốc độ thì hắn cũng sẽ tông vào. Nghe thế, Lý Khinh Hồng thầm ngạc nhiên, đúng vậy, sao lại đi ngược chiều trên cao tốc chứ? Lại còn phóng nhanh như thế. Cô đặt Vương Tử Lam đang ngủ say vào phía sau xe rồi tháo dây an toàn, sau đó lập tức xuống xe để kiểm tra tình hình. Vương Nhất cũng xuống xe rồi đi đằng trước đến chỗ chiếc Mercedes-Benz. Anh lo rằng người Nam Việt trong xe chưa chết và sẽ tấn công Lý Khinh Hồng. Nhưng khi anh đến gần, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ sền sệt từ dưới xe chảy ra, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức tái nhợt, cô che miệng lại. Anh ta đã chết. Vương Nhất vẫn bình tĩnh. Trên mặt không chút dao động. Những ai muốn hãm hại người bên cạnh anh đều đáng chết. Lý Khinh Hồng không nghĩ thế, cô đang định nói gì đó thì đột nhiên một bóng đen từ sau xe chạy tới và cầm dao găm đâm vào cổ cô. Cẩn thận! Vào thời khắc mấu chốt, Vương Nhất đã kịp thời xuất hiện bên cạnh Lý Khinh Hồng rồi ôm cô, nhảy sang một bên. Cánh tay của anh rất rộng, trực tiếp ôm Lý Khinh Hồng vào trong lòng, một luồng hơi thở nam tính mạnh mẽ bỗng xông thẳng vào mặt cô. Trong giây phút đó Lý Khinh Hồng lập tức sững sờ. Cô ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng bén như dao của Vương Nhất tới thất thần. Đường nét của anh thật góc cạnh, đôi mắt của anh thật sắc nét, bộ ngực của anh thật cường tráng. Keng! Cùng lúc đó, từ phía sau truyền đến âm thanh dao cắm vào thân xe chói tai. Anh ta đã đâm một lỗ vào không khí, thùng xe vốn đã nát, lại bị kéo bằng một sợi dây sắt dài, tấm sắt cuộn sang hai bên thành từng mảng. Lộ ra những mảng lớn rỉ sét màu đỏ sẫm. Trong nháy mắt, Vương Nhất ôm Lý Khinh Hồng sang bên cạnh, lúc này Lý Khinh Hồng mới nhận ra mình đang được Vương Nhất bế trong lòng, sắc mặt cô lập tức đỏ bừng. Thả em xuống. Cô biết mình lại trách nhầm Vương Nhất rồi, nhưng lúc này tim cô đập thình thịch, không có sợ hãi, chỉ có xấu hổ. Vương Nhất đặt cô xuống rồi nói với cô, mau trốn lên xe đi. Lý Khinh Hồng không do dự. Lên xe, thấy Vương Tiểu Lam vẫn đang ngủ trong xe, cô thở phào nhẹ nhõm. Hiện trường chỉ còn lại Vương Nhất và tên sát thủ Nam Việt. Vương Nhất lạnh lùng sải bước về phía anh ta. Lúc trước tôi đã hoài nghi, nếu đã là sát thủ thì sao có thể bị tôi nổ chết được, quá không chuyên nghiệp rồi. Tên sát thủ Nam Việt im lặng không đáp, chỉ sờ nhẹ lên con dao găm trên tay. Nhưng không phải là anh ta không bị thương. Nếu là người bình thường thì đã sớm chết dưới cú tông của Vương Nhất rồi. Tuy anh ta kịp thời tránh được nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Bụng trái của anh ta bị tấm sắt đâm thủng, máu liên tục chảy ra,
dựa trên vết thương thì có lẽ đã đâm trúng dạ dày rồi. Khai chủ nhân của anh ra thì tôi sẽ tha cho anh một mạng. Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh như đang nói chuyện tầm thường. Tên sát thủ Nam Việt không đáp, sau khi im lặng một lúc, anh ta chợt bỏ chạy về hướng ngược lại. Tên sát thủ giống như những con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội để giết người chỉ trong một đòn. Nếu một kích không thành thì bọn chúng có thể rơi vào tình thế nguy hiểm. Bây giờ anh ta tìm cơ hội bỏ đi, chờ lần săn mồi tiếp theo. Nhưng người anh ta gặp lại là Vương Nhất. Đi được không? Vương Nhất cười lạnh, tốc độ của tên sát thủ Nam Việt đủ nhanh, nhưng vẫn bị Vương Nhất thu vào tầm mắt. Anh bước tới rồi lập tức biến mất, sau đó, anh lại xuất hiện trước mặt tên sát thủ Nam Việt. Tên sát thủ Nam Việt tái mặt vì kinh ngạc, anh ta định tiếp tục chạy trốn bị Vương Nhất nắm lấy vai rồi dùng lực bóp thật mạnh. Tên sát thủ Nam Việt đau đớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, anh ta nhận ra thực lực của Vương Nhất vượt xa mình. Sau khi siết chặt vai anh ta, Vương Nhất dùng lực kéo lại, đồng thời vung đấm lên. Rốp! Răng vỡ vụn, thịt bay tung tóe. Tên sát thủ Nam Việt trực tiếp bị một đấm này khiến cho hai mắt trợn ngược rồi ngất xỉu tại chỗ. Sau khi nhẹ nhàng giải quyết tên sát thủ Nam Việt, lông mày của Vương Nhất vẫn không buông lỏng, giải quyết một tên sát thủ chẳng tính là gì, quan trọng là làm sao để tìm ra kẻ đứng đằng sau. Có lẽ đó là tàn tích của nhà họ Văn ở thành phố Giang, nhưng nhiều khả năng đó là thế lực ở Thiên An, nếu vì lý do gì thì quá nhiều rồi. Anh gọi cho Lãnh Nhan, sau khi biết thiếu chủ gặp phải sát thủ giữa đường, cô ta vừa kinh ngạc vừa tức giận rồi lập tức phi tới hiện trường. Kẻ giết người này giao cho cô thẩm vấn, dù dùng phương pháp nào cũng phải tra ra chủ nhân đứng sau hắn. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Vương Nhất, không loại trừ khả năng hắn ta là sát thủ, Võng Lượng cần chú ý đến việc hắn cắn lưỡi tự sát. Sát thủ Võng Lượng có cài bom chip trong đầu, ngay khi chết, chúng sẽ phát nổ. Vâng, Lãnh Nhan lạnh lùng vác tên sát thủ Nam Việt nên như một con có chết. Sau đó, lại báo cho Tôn Chính Vũ của nhà họ Tôn để giải quyết vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc. Loại chuyện vặt vãnh này không cần làm phiền những gia tộc khác, cứ để nhà họ Tôn xử lý là được. Trong thời gian này, Tôn Chính Vũ luôn đợi lệnh của Vương Nhất, khát khao muốn được phục vụ Vương Nhất để thể hiện lòng trung thành của mình. Sau khi nhận được cuộc gọi, Tôn Chính Vũ lập tức hạ lệnh xuống, còn ông ta thì đích thân đi đón Vương Nhất. Cậu Vương! Tôn Chính Vũ cung kính mở lời. Vương Nhất gật đầu, xe của chúng tôi bị hỏng, ông có thể cho vợ chồng tôi đi một đoạn không? Đương nhiên là được. Tôn Chính Vũ biết Vương Nhất đã lập gia đình nhưng không hề biết vợ của anh là ai. Ông ta quay đầu lại muốn xem vợ của Vương Nhất là ai. Khi vừa nhìn thấy Lý Khinh Hồng, vẻ mặt của Tôn Chính Vũ như thể vừa nhìn thấy ma, ông ta vô cùng sửng sốt. Lý Tổng, sao cô lại ở đây? Tôi là vợ của anh ấy. Lý Khinh Hồng bình thản nói. Câu này khiến Tôn Chính Vũ trầm mặc hồi lâu, rất lâu mới có thể hoàn hồn. Ông ta nhìn về phía Vương Nhất lần nữa, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, giống như đang nhìn một vị thần. Nữ giám đốc Băng Sơn Ngọc Khiết đầu tiên của Thiên An lại gả cho Vương Nhất, đúng là sự kết hợp của chúa mà. Tôn Chính Vũ sẵn sàng làm tài xế đưa cả gia đình Vương Nhất về nhà. Reng reng reng. Trên đường đi, điện thoại của Lý Khinh Hồng reo lên, là Bạch Vũ của nhà họ Bạch gọi. Cô Lý, muộn như vậy rồi, tôi không quấy rầy cô chứ. Trong điện thoại, Bạch Vũ cười lớn. Quấy rầy rồi. Giọng của Lý Khinh Hồng lạnh như băng, đẩy người khác ra xa nghìn dặm, sếp Bạch có chuyện gì sao? Bạch Vũ cũng không bận tâm, ông ta cười nói, cũng không có gì, chỉ là để chúc mừng cho sự hợp tác thành công giữa Giải Trí Huy Hoàng và Quý Công Ty, tôi định tuần sau sẽ tổ chức một bữa tiệc. Cô Lý và cậu Vương nhất định phải tới đó. Vương Nhất ngồi cạnh nghe tới đây, trong mắt chợt lóe sát ý. Lương Nhật Tân từng kể với Vương Nhất một bí mật của nhà họ Bạch rằng, cái yến tiệc chúc mừng của nhà họ Bạch trên danh nghĩa là để lúc mừng hợp tác thành công ấy, thực ra là nhắm vào Vương Nhất. Trong bữa tiệc, Bạch Vũ sẽ cho thuốc vào ly rượu, sau đó để Vương Thanh Hòa lấy danh nghĩa mời anh, sau khi Vương Nhất hôn mê thì ông ta sẽ báo thù. Vương Nhất không cho rằng Lương Nhật Tân đang nói dối mình, không ngờ Bạch Vũ lại ra một chiêu như vậy. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng lại không chút động lòng, tôi hy vọng ngài Bạch sẽ không hiểu lầm. Tôi chỉ hợp tác với ngài vì nể mặt Vương Thanh Hòa thôi. Vậy nên bữa tiệc ngài dẹp đi thì hơn, tránh phải xấu hổ. Những lời này cực kỳ độc đoán,
cũng không thèm nể mặt Bạch Vũ, ngay cả Tôn Chính Vũ đang lái xe cũng không khỏi run tay lái. Lý Khinh Hồng đã nói rõ ràng như vậy nhưng Bạch Vũ không những không tức giận mà còn tiếp tục dán cái mặt mông lên cái mông lạnh. Cô Lý, cô không thể nói như vậy. Không thể lúc nào cũng nhìn mọi người bằng con mắt như xưa được. Tôi không còn là thương nhân Bạch Vũ xấu xa của ngày trước nữa đâu. Bữa tiệc này do tôi đặc biệt tổ chức vì quý công ty. Tôi hy vọng cô Lý sẽ không từ chối lòng tốt của tôi. Lời nói chân thành như vậy, trong phút chốc, Lý Khinh Hồng liền rơi vào thế khó xử. Lúc này, Vương Nhất đột nhiên lên tiếng, đồng ý với ông ta đi, nhưng em không cần phải đi, anh thay em đi. Lý Khinh Hồng kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất, thế này có được không? Nếu ông ta đã thành tâm tổ chức tiệc chúc mừng cho tập đoàn Lệ Tinh thì sẽ bỏ qua chuyện em bận trăm công nghìn việc nên anh đi thay thôi, có gì mà không được. Lý Khinh Hồng gật đầu, cô cũng không muốn gặp ông chú trung niên đầy dầu mỡ như Bạch Vũ nên chuyển lại ý của Vương Nhất cho Bạch Vũ theo một cách hoa mỹ. Chuyện này, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy khó xử, sau khi cân nhắc hồi lâu, ông ta bèn nghiến răng nghiến lợi, không tới thì không tới, dù sao mục đích của ông đây cũng không phải là cô. Nếu cô Lý đã bận đi công tác thì chỉ có thể nhờ anh Vương ra mặt thay thôi. Bạch Vũ cười nói, tôi và anh Vương vừa gặp đã thân. Có lẽ sau bữa tiệc này, chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt. Rõ ràng là nói dối không chớp mắt, Lý Khinh Hồng kìm nén cơn buồn nôn muốn cúp điện thoại trong lòng, vậy cứ thế đi. Nói xong, cô lo lắng nhìn Vương Nhất, chuyện này thật sự ổn chứ? Vương Nhất mỉm cười, đừng lo lắng, anh không có chuyện gì đâu. Tốc độ của Lãnh Nhan rất nhanh, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng vừa về đến nhà không lâu thì cuộc thẩm vấn đã có kết quả. Đó là sát thủ nhà họ Lương tìm trên web đen. Trong mắt Vương Nhất tràn đầy sát ý, nhưng không phải vì nhà họ Lương mà vì nhà họ Thẩm. Trước đây, Thẩm Tử Kiện đã thề rằng anh ta sẽ thu hồi lệnh treo thưởng do Lương Ý Hành ban hành trên web đen, cũng nhờ đó mà thôn tính không ít sản nghiệp của nhà họ Lương, không ngờ anh ta là con sói mắt trắng. Thiếu chủ, có cần tôi đi giết Thẩm Tử Kiện không? Giọng điệu của Lãnh Nhan lạnh lùng vang lên. Vương Nhất cân nhắc hồi lâu. Đột nhiên anh ta nở nụ cười thâm thúy, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, Thẩm Tử Kiện và nhà họ Thẩm ra tay không chỉ thôn tính một phần tài sản của nhà họ Lương từ tay tôi, mà còn đã không thu hồi lệnh treo thưởng của Lương Ý Hành, khiến tôi và nhà họ Lương thù càng thêm dù, còn họ thì ngồi cạnh đục nước béo cò. Lãnh Nhan khó hiểu, thiếu chủ, nhà họ Thẩm mượn tay ngài để tiêu diệt nhà họ Lương, sao ngài còn cười? Tôi đang cười nhà họ Thẩm cứ nghĩ mình đã thành công khiến tôi và nhà họ Lương căm ghét lẫn nhau, nhưng thực ra chúng chỉ là con kiến trong lòng bàn tay tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.